Nguyên Tôn chương 1531, chạy tán loạn, một, ở hư không phía trên chiến trường, vào lúc này, khí thế của Thái Hiên lại lần nữa điên cuồng tăng vọt. Đối mặt với cảnh tượng này, ngay cả người gan lớn như Hy Tinh trong lúc nhất thời đều sinh ra cảm giác vô lực. Nàng tự nhiên là nhìn ra được, thực lực của Thái Hiên này đột nhiên tăng vọt không chỉ có là bởi vì hấp thu huyết khí của vô số người trong chiến trường này, đồng thời còn cả từ chính những cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm của thánh tộc kia. Những sức mạnh này hội tụ ở trên thân một người tự nhiên là tạo thành một loại tồn tại đáng sợ. Chỉ có điều chuyện làm cho mấy người Hy Tinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là thân thể của Thái Hiên này làm sao có thể thừa nhận được loại sức mạnh cấp bậc này. Bởi vì dựa theo lẽ thường, cho dù là 10 vị pháp vực đệ tam cảnh cũng không thể có được sức mạnh như thế. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía thánh đồng ở giữa mi tâm của Thái Hiên, thánh đồng đỏ sậm, thâm thúy u ám, tản ra khí tức đáng sợ giống như là ác ma chi nhãn vậy. Hết thảy mọi chuyện có lẽ đều có thể giải thích bằng năng lực ẩn chứa trong thánh đồng của thằng này. Ở trong rất nhiều ánh mắt kinh hãi, Thái Hiên duỗi lưng một cái, tiếng lách cách vang lên, trên mặt của hắn nở nụ cười vui vẻ. Sau đó, hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào các vị pháp vực đệ tam cảnh bên phía chư thiên rồi cười nói, tiếp theo, các ngươi đã chuẩn bị tâm lý để nghênh đón cái gì gọi là sợ hãi hay chưa? Không có người đáp lời, nhưng sắc mặt của mỗi người đều có chút âm trầm. Hiển nhiên là tất cả đều đã minh bạch cục diện hiện tại cực kỳ bất lợi đối với bọn họ, Thái Hiên cũng không chờ có người trả lời. Hắn cười to một tiếng, chỉ thấy được có vần hào quang bay lên từ trên đỉnh đầu của hắn, tựa như là biến thành một đám mây nhiều màu sặc sỡ. Mà bên trong đám mây kia, hào quang ngưng tụ và tạo thành một mặt kính hình lục giác, mặt kính lập lòe, có khí tức đáng sợ phát ra, quy, hư, thánh, quang, mấy chữ nhỏ tuôn ra từ trong miệng của Thái Hiên. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy được mặt kính hình lục giác kia mãnh liệt rung lên, nguyên khí trong vùng trời đất này lập tức nhấp nhô sôi trào rồi trong khoảnh khắc đã bị mặt kính nuốt vào. Kế tiếp, nguyên khí mênh mông bị phong tỏa áp súc rồi đột nhiên phun trào. Vù, một chùm tia sáng mắt thường khó có thể nhìn thẳng mãnh liệt bắn ra. Vào lúc này, tóc gáy toàn thân của mấy người Hy Tinh lập tức dựng ngược lên, cảm thấy có nguy cơ trí mạng bao phủ đến. Khí tức hủy diệt mà chùm tia sáng kia tản ra làm cho tất cả bọn họ đều cảm giác được sự hãi hùng khiếp vía. Thực lực của Thái Hiên hiện nay quá mức đáng sợ, cho nên Hy Tinh, từ Bắc Diễn bao gồm nhiều pháp vực đệ tam cảnh cơ hồ là không chút do dự thúc giục pháp vực chi bảo, dốc hết toàn lực nghênh tiếp. Quỳnh, hai đòn tấn công va chạm vào nhau, sóng xung kích mãnh liệt khuếch tán ra khắp 10 vạn dặm, càn quét bầu trời. Phốc, nhưng mà khi hai bên vừa va chạm, bên phía chư thiên lập tức là có thêm mấy vị pháp vực đệ tam cảnh miệng phun máu ra, đó là do pháp vực chi bảo của bọn họ bị sóng xung trực tiếp đánh nát, khiến cho bản thân bọn họ cũng nhận lấy ảnh hưởng. Đợi đến khi sóng xung kích tán đi, sắc mặt của các cường giả pháp vực đệ tam cảnh bên phía chư thiên đều cực kỳ khó coi. Không ngờ rằng, vừa rồi, Thái Hiên kia dĩ nhiên là dùng sức mạnh một người, đè ép tất cả mọi người bên phía bọn họ. Thực lực của kẻ này lại đáng sợ như thế. Mà nhìn thấy cảnh tượng này, những người trong đại quân của chư thiên đang lui lại ở đằng xa xa kia càng im bặt, biểu cảm lo sợ không yên trong mắt khó có thể che lấp. Từ Bắc Diễn hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn về phía Hy Tinh, trầm giọng nói, hiện tại cô còn định liều mạng với đối phương hay không? Nếu có thì ta xin phép từ chối, bởi vì làm như thế chẳng qua là không công chịu chết mà thôi. Hy Tinh nắm chặt hai tay lại, trên mu bàn tay trắng nõn có gân xanh hiển hiện, hàm răng nghiến chặt hiển lộ nội tâm không cam lòng. Mà những pháp vực đệ tam cảnh lúc trước theo sau Hy Tinh công kích cũng trầm mặt xuống. Lúc trước thực lực mà Thái Hiên hiển lộ ra tuy rằng mạnh mẽ, nhưng lại không phải không thể địch. Nhưng lúc này thực lực của người sau lại lần nữa tăng vọt, cho dù tất cả mọi người bên phía chư thiên bọn họ liên thủ cũng đã không hề có đủ ưu thế. Cứ tiếp tục đấu như thế, thương vong bên phía bọn họ chỉ càng lớn mà thôi. Hiện tại Thái Hiên kia dùng thánh đồng tăng thực lực của bản thân lên. Tuy rằng năng lực của hắn quỷ dị, nhưng ta đoán hẳn là có thời gian hạn chế, cho nên chúng ta không thể lại lỗ mãng. Hiện tại lui về kết giới phòng ngự, dựa vào kết giới kéo dài thời gian, nếu như có thể kéo dài đủ đến lúc năng lực kia chấm dứt. Đến lúc đó mới là cơ hội để chúng ta phản công, Từ Bắc Diễn nhanh chóng nói. Nghe được lời nói của Từ Bắc Diễn, những pháp vực đệ tam cảnh khác khẽ gật đầu, lời của người trước đích thật là có chút đạo lý. Dù sao ý định ban đầu của bọn họ cũng chỉ là cuốn lấy Thái Hiên, tranh thủ một khoảng thời gian đủ cho đại quân lui lại. Lúc này đây, Hy Tinh cũng không có phản đối nữa, chỉ có thể khẽ thở dài một hơi, nhìn qua Thái Hiên đang đứng trong hư không, trong mắt tràn đầy sát ý cùng không cam lòng. Từ Bắc Diễn thấy thế, sắc mặt khẽ buông lỏng. Sau một khắc, tất cả các pháp vực đệ tam cảnh đều hóa thành vệt sáng kia phá không mà quay về. Người trong đại quân của chư thiên thấy thế, cũng minh bạch những pháp vực đệ tam cảnh đều chịu không được rồi,
vì vậy chỉ có thể hoảng sợ lui lại với tốc độ nhanh hơn. Một đám chó nhà có tang. Nhìn qua cảnh tượng này, Thái Hiên cười lắc đầu. Chỉ có điều, dù nói vậy nhưng trong đôi mắt kia lại không có nửa điểm biểu cảm vui vẻ, ngược lại tràn ngập lạnh lùng cùng vô tình. Sau đó, Thái Hiên khẽ động, chỉ thấy bên trên hư không có tàn ảnh hiển hiện, thân hình của hắn lấp lóe giống như là thuấn di, nhanh chóng đuổi theo đại quân của chư thiên đang lui lại kia. Và sau đó, ở bên trong chiến khu đầu rồng, một cảnh tượng buồn cười xuất hiện, đại quân của chư thiên khí thế bàn bạc chạy trốn ở phía trước, mà ở phía sau kia là Thái Hiên một người truy kích. Từ xa nhìn lại tựa như là hổ báo ở trên thảo nguyên đang nhàn nhã dạo chơi săn bắt bầy cừu. Vào lúc này, trong nội tâm của Hy Tinh cùng tất cả các cường giả đỉnh tiêm bên phía chư thiên đều tràn đầy biệt khuất. Bọn họ có thể tu luyện tới cấp độ bây giờ, tự nhiên chính là thiên kiêu bên trong chư thiên. Trong những năm gần đây, bọn họ đã trải qua vô số trận chiến đấu, nhưng lại chưa bao giờ để chuyện như hôm nay xảy ra, tất cả mọi người bị một người đuổi ép phải chạy trốn chết. Chắc hẳn lúc này, bên ngoài Thạch Long bí cảnh kia, các vị thánh giả của chư thiên chỉ sợ cũng đã thấy được cảnh tượng có một không hai này. Cảnh tượng truy đuổi buồn cười như vậy kéo dài được một khoảng thời gian thì mấy người Hy Tinh nhìn thấy kết giới phòng ngự kia dần dần xuất hiện. Ở người đi đầu trong đại quân đã bắt đầu tiếp cận, từ Bắc Diễn thấy thế, thúc giục quyền hạn điều khiển kết giới trong lòng bàn tay, lập tức màn hào quang bên ngoài kết giới kia chậm rãi tách ra, tạo thành một cái lỗ hổng, tất cả mọi người nhanh chóng lui vào trong kết giới, tiếng quát mắng của Hy Tinh cũng theo đó vang lên, đại quân rối mù, mọi người tranh nhau, chen chúc chui vào trong kết giới, Quỳnh, chỉ có điều vào lúc này, ở đằng sau đại quân kia đột nhiên có một dòng nước lũ mênh mông từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp lập tức hòa tan chỗ khu vực mà đám người trong đội ngũ của chư thiên đang tụ tập, máu thịt còn sót lại hóa thành huyết khí cuồn cuộn bay lên không. Hiển nhiên là Thái Hiên kia đã đuổi theo tới. Nhận ra được điều này, mọi người lại càng thêm luống cuống, đại quân lui lại càng thêm hỗn loạn. Ở xa xa phía đằng sau, Thái Hiên đạp không bay tới, trong tay áo không ngừng có từng vệt sáng gào thét lao ra, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên biểu hiện sự vui vẻ ở trong lòng. Vào lúc này, mỗi một đòn đánh của hắn đều sẽ tiêu diệt một nhóm người trong đội ngũ của chư thiên, đặc biệt là lúc nghe thấy những tiếng kêu khóc tuyệt vọng kia, nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt hắn càng thêm rõ ràng rồi. Nhìn thấy thế, ánh mắt của Hy Tinh cùng những cường giả pháp vực đệ tam cảnh đều đỏ hồng lên, phạm vi có thế phòng ngự của bọn họ cũng có hạn chế, chỉ có thể đủ che chở những người ở vào trong phạm vi này, còn nếu như lại khuếch trương đến phạm vi lớn thì e rằng chính bọn họ cũng chưa chắc sẽ chịu đựng được uy lực từ đòn công kích của Thái Hiên. Từ Bắc Diễn lập tức trầm giọng nói, chư vị, hiện tại bảo vệ càng nhiều người hơn nữa lui tiến kết giới mới là chuyện trọng yếu nhất. Không nhẫn nhịn chịu đựng khó khăn nhỏ thì việc lớn sẽ không thành công, cho nên bọn họ chỉ có thể cưỡng ép dời ánh mắt đi chỗ khác. Mà lúc này, ở một chỗ đằng sau đại quân kia, Võ Giao, Tô Ấu Vi, Triệu Mục Thần cùng những người nguyên vốn thuộc về đội ngũ của Chu Nguyên kia cũng đang nhanh chóng lui lại. Vào lúc này, sắc mặt của bọn họ cũng cực kỳ lúng túng, dù sao ai cũng không nghĩ tới bên phía chư thiên sẽ sụp đổ nhanh như vậy. Lúc này đây quả thực còn gian nan hơn trận tranh đấu trong cổ nguyên thiên năm đó rất nhiều. Đôi mi thanh tú của Võ Giao nhíu lại, hàm răng ngà cắn chặt, tính cách của nàng vốn dĩ là cực kỳ cường thế, nhưng mà hôm nay, ở chỗ này, nàng lại chỉ có thể đi theo đại quân chạy thục mạng. Ở bên cạnh nàng, Triệu Mục Thần cùng Tô Ấu Vi đều trầm mặc, thực lực của kẻ tên là Thái Hiên kia quá mức đáng sợ. Bọn họ hoài nghi tên kia chỉ sợ đã đạt đến pháp vực cảnh cực hạn. Khoảng cách nhập thánh cũng chỉ có một bước ngắn rồi, người có thực lực ở loại cấp độ này đã có vài phần uy thế của thánh giả rồi, cũng khó trách phần đông pháp vực đệ tam cảnh bên phía chư thiên cũng không đỡ nổi, tăng thêm tốc độ đi. Thằng điên kia đang càn quét nhóm người đi cuối đại quân. Hẳn là đối phương muốn giết người cướp lấy huyết khí nhằm tăng cường tu vi, chỉ sợ sắp đến phiên chúng ta rồi, Triệu Mục Thần buồn bực nói, Quỳnh, mà ngay khi hắn vừa nói dứt lời thì trong một cái chớp mắt kia, một luồng sáng ẩn chứa sức mạnh khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi từ trên trời giáng xuống, lập tức gạt bỏ những người trong một khu vực ở cách đó không xa. Bên này đội ngũ lập tức yên tĩnh, da đầu có chút rung lên, khóe miệng của Triệu Mục Thần cũng khẽ giật giật, hắn nói, nhanh, lần sau nói không chừng sẽ đến trên đầu chúng ta đó. Mấy người Võ Giao, Tô Ấu Vi lập tức tức giận nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi câm miệng, chỉ có điều tiếng hét phẫn nộ của bọn họ còn chưa hoàn toàn rơi xuống, sắc mặt của bọn họ đột nhiên kịch liệt biến đổi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy hư không trên đỉnh đầu của mình đột nhiên vỡ nát, một luồng sáng hủy diệt như thác nước đổ ập xuống chỗ bọn họ. Trong một cái chớp mắt kia, trên mặt của tất cả mọi người đều có biểu cảm sợ hãi hiện ra đến. Quỳnh, vệt sáng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ kia từ trên trời giáng xuống, từ xa nhìn lại tựa như là bầu trời vỡ tan, nước từ trên thác đổ xuống. Mà đối mặt với đòn công kích ở loại trình độ này, trong lúc nhất thời,
biểu cảm trên khuôn mặt của mấy người Triệu Mục Thần, Võ Giao, Tô Ấu Vi cũng trở nên tái nhợt. Bất luận thiên phú cùng với tiềm lực của bọn họ kinh người như thế nào thì hiện tại bọn họ vẫn chưa kịp trưởng thành, ngay cả pháp vực cảnh cũng chưa đột phá. Đối mặt với loại công kích này, việc mà bọn họ có khả năng làm chỉ có nhắm mắt chờ chết, cho nên, bọn họ trơ mắt nhìn vệt sáng hủy diệt kia ầm ầm lao xuống. Trong nháy mắt đó, có vô số cảm xúc hiển hiện ở trong lòng. Khi mà bọn họ đã nghĩ đến di ngôn cuối cùng gửi lại ở chỗ các vị thánh giả thì hư không phía trên đầu bọn họ đột nhiên vặn vẹo, một bóng người như quỷ mị hư vô nhanh chóng hiện ra. Chỉ thấy người này quát khẽ một tiếng, âm thanh như sấm rền vang lên. Ngay sau đó có nguyên khí cực kỳ kinh người ầm ầm bộc phát, va chạm cùng vệt sáng đang đánh xuống kia. Sóng xung kích khuếch tán ra, phục, ở phía dưới, mấy người Võ Giao, Triệu Mục Thần, Tô Ấu Vi bị liên lụy, tất cả đều phun ra một búng máu tươi. Chỉ có điều bọn họ không chỉ có không sợ hãi, trong mắt ngược lại là có biểu cảm kinh hỉ hiện ra đến. Điện hạ, Tô Ấu Vi liếc cái là đã nhận ra được, bóng người vừa xuất hiện kia chính là Chu Nguyên. Còn biểu cảm trên mặt Võ Giao, Triệu Mục Thần thì là có chút phức tạp, trong lúc không để ý, bọn họ vậy mà lại được hắn cứu một lần. Giữa không trung, hai luồng sức mạnh giằng co trong vòng mấy giây rồi vệt sáng hủy diệt kia rốt cục cũng theo thời gian dần trôi qua mà dần biến mất mà đi. Sau khi vệt sáng hủy diệt kia biến mất thì Chu Nguyên mới thở ra một hơi dài, lồng ngực của hắn hơi phập phồng, hô hấp cũng nặng nề hơn, biểu cảm trong mắt cũng biến thành ngưng trọng và kiên kỵ. Gần kề chỉ là một đòn đánh tiện tay thôi vậy mà Thái Hiên kia đã bắt hắn phải dốc hết toàn lực mới có thể chống được, có thể thấy được chênh lệch giữa hai bên lớn đến mức nào. Chỉ có điều, vào lúc này, Chu Nguyên cũng không có thời gian để nghĩ nhiều thêm. Chỉ thấy hắn vung tay áo lên, cuốn mấy người Tô Ấu Vi, Võ Giao, Triệu Mục Thần ở phía dưới bay lên, tốc độ thi triển đến mức tận cùng, nhanh chóng lao về phía kết giới phòng ngự kia. Mà khi hắn mang người chạy thục mạng thì ở xa xa bên trên hư không kia, con ngươi hờ hững của Thái Hiên lập tức nhìn qua, ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người Chu Nguyên. Người này chính là kẻ lúc trước đã nhìn trộm ta thì phải, nhìn có chút quen mắt nhỉ. Sau đó, ánh mắt của Thái Hiên có chút lập lòe, giống như là đang tìm kiếm điều gì đó trong trí nhớ của mình. Mấy giây sau, hắn chợt nhoẻn miệng cười, thì ra là hắn. Chu Nguyên. Ở trong cổ nguyên thiên già đồ tiểu sư đệ chính là thua ở trong tay của hắn. Kẻ này cũng có thể coi là một nhân vật truyền kỳ, khó trách, cũng được. Nếu ngươi đã lộ mặt, ta vừa vặn cũng có thể báo thù cho già đồ tiểu sư đệ kia. Hắn xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay có nguyên khí mạnh mẽ, đáng sợ hội tụ đến. Mà trong khi Thái Hiên hội tụ nguyên khí, Chu Nguyên đang cuốn theo mấy người Tô Ấu Vi nhanh chóng chạy trốn cũng đồng thời cảm thấy rùng mình, tóc gáy toàn thân đều vào lúc này dựng ngược lên. Loại cảm giác này giống như là bị thái cổ hung thú tập trung vào vậy, Chu Nguyên biết rõ, bản thân đã bị Thái Hiên theo dõi. Chuyện này làm cho Chu Nguyên nhịn không được thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm, nguyên khí tiếp tục bộc phát, tốc độ thi triển đến mức tận cùng. Trong thời gian ngắn ngủi này, gần như tất cả người trong đại quân của Chư Thiên cơ bản đã thông qua lỗ hổng, đi vào trong kết giới phòng ngự, mà ở phía trên, rất nhiều cường giả pháp vực đệ tam cảnh cũng đã bắt đầu lui vào trong đó. Về phần cảnh tượng thảm thiết của những người đang không ngừng bị thanh trừ nơi cuối đoàn quân kia, tất cả mọi người chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn nhưng không có cách nào để đi cứu viện. Từ Bắc Diễn dùng quyền hạn khống chế duy trì khe hở trên kết giới, hắn nhìn qua những người đang đi vào trong kết giới, lại nhìn luồng khí tức đáng sợ đang nhanh chóng tiếp cận từ phía xa xa kia, nói, chúng ta cần bắt đầu đóng cửa vào kết giới rồi. Hy Tinh vội vàng nói, chờ một chút, bởi vì nàng đã nhìn thấy Chu Nguyên đang nhanh chóng chạy đến. Từ Bắc Diễn mặt không biểu tình nói, nếu như chờ Thái Hiên cũng chạy đến rồi tiến vào trong kết giới thì người nào sẽ chịu trách nhiệm? Hy Tinh trì trệ, nghiến chặt hàm răng. Những cường giả pháp vực đệ tam cảnh khác cũng yên lặng gật đầu, hiện tại buông tha cho một số người là chuyện không thể tránh khỏi. Bởi vì một khi để Thái Hiên kia vọt vào trong kết giới, vậy thì hậu quả tạo thành sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Từ Bắc Diễn thấy thế, tâm niệm vừa động là đã lập tức thúc giục quyền hạn, chỉ thấy được khe hở trên kết giới kia bắt đầu chậm rãi khép lại. Ở xa xa, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Chu Nguyên đang bay nhanh đến cũng khẽ biến đổi. Vào lúc này, hắn lại tiếp tục điên cuồng thúc giục nguyên khí, tăng tốc độ vốn là cực hạn lại lần nữa lên một ít. Chỉ trong vòng hơn 10 giây ngắn ngủi, Chu Nguyên đã cực kỳ tiếp cận với kết giới này. Nhưng mà đúng vào lúc này, hư không ở phía trên đầu hắn đột nhiên nghiền nát, chỉ thấy được một quyền ấn khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Quyền ấn khổng lồ kia tỏa ra uy áp mạnh mẽ, mênh mông, một quyền này đánh xuống tựa như là thần linh trong cơn tức giận muốn phá hủy hết thảy sinh linh phía dưới mặt đất. Rõ ràng là Thái Hiên kia ra tay, uy áp khổng lồ từ phía trên ép xuống, làm cho Chu Nguyên cảm thấy da đầu cũng tê rần. Một quyền này đáng sợ hơn vệt sáng hủy diệt lúc trước rất nhiều, nếu như bị đánh trúng thì cho dù là hắn cũng giữ nhiều lành ít. Hiện tại,
Hắn ở trong một tình cảnh cực kỳ gian nan, phía trước là kết giới đang khép kín, bên trên có hủy diệt quyền ấn đang đánh xuống. Quả nhiên là vô cùng kích thích, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào kết giới đang nhanh chóng tiếp cận kia, mà ở bên cạnh hắn, mấy người Tô Ấu Vi, Võ Dao, Triệu Mục Thần cũng trợn trừng con mắt, tốc độ đập của trái tim vào lúc này cũng tăng lên. Trong kết giới, Hy Tinh nắm chặt hai tay, lẩm bẩm nói, nhanh một chút, tới kịp. Thân hình của Chu Nguyên xẹt qua ở trong hư không tạo thành vô số tàn ảnh. Dựa theo những gì hắn tính toán, với tốc độ này thì trong nháy mắt trước khi quyền ấn kia của Thái Hiên rơi xuống, bản thân hoàn toàn có thể bước vào trong kết giới. Đến lúc đó kết giới đóng cửa, tự nhiên có thể ngăn chặn quyền ấn này. Cho nên vào lúc này trong mắt có biểu cảm vui mừng hiện ra đến. Ở trong kết giới kia, vô số ánh mắt nhìn qua Chu Nguyên cuốn theo mấy người phóng tới khe hở trên kết giới, tất cả đều khẩn trương đến mức không dám thở mạnh. Từ Bắc Diễn bình tĩnh nhìn qua cảnh tượng này, ở chỗ sâu trong đôi mắt của hắn có xẹt qua biểu cảm kỳ dị, ngón tay trong tay áo nhẹ nhàng khẽ động. Vào lúc này, Chu Nguyên xuất hiện ở bên ngoài kết giới, muốn chui đầu vào trong khe hở chỉ còn khoảng hơn một thước trên kết giới. Nhưng đúng vào trong một khoảnh khắc này, con ngươi của Chu Nguyên đột nhiên co rút lại, bởi vì hắn cảm giác được một luồng sức mạnh vô hình xuất hiện ở phía trước bản thân. Luồng sức mạnh kia không có bất kỳ tính công kích nào, nhưng lại tựa như một tầng mạng nhện ngăn ở phía trước thân hình của hắn, khiến cho tốc độ của hắn bị trì hoãn trong một cái chớp mắt. Sắc mặt của hắn kịch liệt biến đổi. Trong tình huống bình thường, một cái chớp mắt này tự nhiên chỉ là râu ria, chỉ có điều vào lúc này lại là khoảng cách giữa sống hay chết. Quỳnh, và thế là ở trong ánh mắt kinh hãi đến gần chết của mọi người, hủy diệt quyền ấn tựa như một ngôi sao băng hung hăng đánh lên trên người Chu Nguyên. Phục, một búng máu tươi điên cuồng bắn ra. Vào lúc này, thân thể của Chu Nguyên tựa như là đều trở nên vặn vẹo, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên đến ghê người, mà mấy người Triệu Mục Thần được hắn che chở cũng lập tức phun máu, một vài người xui xẻo còn bị sóng xung kích đánh thành bọc máu. Ầm ầm, thân hình của Chu Nguyên trực tiếp rơi vào trong hố sâu. Một khắc này, một vực sâu hình nắm tay dài tới mấy vạn dặm xuất hiện ở trước kết giới. Mà cái vực sâu giống như là nhìn không thấy cuối cùng kia, đồng thời cũng triệt triệt để chôn vùi thân hình của Chu Nguyên cùng mấy người hắn cuốn theo. Dưới một quyền kia giống như là không người nào còn có thể sống sót. Mà lúc này, khe hở trên kết giới cũng khép lại. Trong thiên địa, yên tĩnh im ắng. Nhìn qua vực sâu khổng lồ xuất hiện ở phía trước kết giới kia, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều không cảm giác được ở trong đó có bất luận cái sinh cơ gì. Rõ ràng chỉ còn một bước ngắn nữa thôi. Ánh mắt của vô số người đều trở nên ảm đạm. Một bước nho nhỏ này bình thường thì không là gì, nhưng hiện tại lại là khoảng cách giữa sống và chết. Thanh niên đã từng sáng tạo được không ít kỳ tích, nhờ đó mà thanh danh đại chấn ở trong chư thiên kia. Cứ như vậy chết ở trước mắt của bọn họ hay sao? Vực sâu tối tăm, khổng lồ, nhìn qua không thấy điểm tận cùng trống rỗng xuất hiện ở trên mặt đất. Trong vực sâu còn có sức mạnh sót lại của quyền ấn đáng sợ kia phát ra, làm cho hư không cũng phải rung động lắc lư. Rõ ràng chỉ là cách một tầng kết giới phòng ngự mỏng như tờ giấy, nhưng lại tựa như là giới hạn giữa sống cùng chết. Trong kết giới lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trầm mặc nhìn qua, hào khí trầm trọng đến mức làm cho người ta cảm thấy không thể thở nổi. Chu Nguyên, vào lúc này, gương mặt của Hy Tinh trở nên tái nhợt, ánh mắt của nàng có chút hoảng hốt. Hiển nhiên là nàng khó có thể tiếp nhận chuyện Chu Nguyên vậy mà bị một quyền đánh chết ở trước mắt của nàng. Nàng lung la lung lay tiến lên hai bước, nhưng lại bị mấy vị cường giả pháp vực cảnh ở bên cạnh ngăn cản lại. Hy Tinh không để ý đến những người khác, chỉ là lẩm bẩm nói, hắn không có việc gì. Những cường giả pháp vực cảnh khác thầm than một tiếng, một quyền lúc trước kia của Thái Hiên đáng sợ đến mức không có cách nào để hình dung, đừng nói là Chu Nguyên, cho dù là những pháp vực đệ tam cảnh như bọn họ mà bị đánh trúng thì e rằng cũng sẽ trọng thương. Còn Chu Nguyên thì sao, mặc dù bản thân hắn cực kỳ bất phàm, nhưng bất kể như thế nào thì tu vi cũng vẫn chỉ là nguyên anh cảnh. Hy Tinh Nguyên lão hãy nén bi thương, Từ Bắc Diễn khẽ thở dài một hơi, trầm trọng nói, giống như là nghĩ đến điều gì đó, trong mắt của Hy Tinh có ánh sáng chợt lóe lên, nàng nhìn chằm chằm vào Từ Bắc Diễn, có phải là ngươi làm trò quỷ hay không? Mặc dù nàng không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng xuất phát từ một loại trực giác, nàng vẫn luôn hoài nghi Từ Bắc Diễn này. Nghe được lời nói của Hy Tinh, Từ Bắc Diễn cũng không có tức giận, chỉ là trầm giọng nói, nếu như Hy Tinh Nguyên lão trách ta đóng cửa kết giới quá nhanh thì ta đây hoàn toàn chính xác muốn nói một tiếng thật có lỗi. Nhưng nếu như ta còn có cơ hội lựa chọn lại thì ta vẫn sẽ phải làm như vậy. Ở chung quanh, những cường giả pháp vực cảnh kia thấy thế, cũng nhao nhao mở miệng khuyên bảo. Theo bọn họ thấy, Hy Tinh đây là đang giận chó đánh mèo. Dù sao Từ Bắc Diễn nắm giữ quyền hạn khống chế kết giới, còn cần phụ trách đối với càng nhiều người hơn nữa. Tình huống lúc trước nguy hiểm như thế nào không cần phải nói nữa. Nếu như tiếp tục trì hoãn,
một khi để Thái Hiên kia cũng vọt vào kết giới, hậu quả tạo thành không thể nghi ngờ sẽ là có tính chất hủy diệt, cho nên Từ Bắc Diễn làm như vậy là không có bất kỳ sai lầm. Khi Tinh mặt trầm như nước, nàng lạnh lùng liếc nhìn Từ Bắc Diễn, không có nói cái gì nữa, bởi vì nàng biết rõ tình huống hiện tại không có lợi, cho dù nàng có chỗ hoài nghi, vậy cũng không có người sẽ tin tưởng nàng, tiếp tục náo cũng sẽ không có người ủng hộ nàng, hết thảy mọi chuyện đều chỉ có thế để về sau lại nhìn. Nếu như đến lúc đó nàng thật sự điều tra ra là Từ Bắc Diễn đang làm trò quỷ, bất luận như thế nào, nàng đều muốn chém giết hắn, báo thù cho Chu Nguyên. Trống, chỉ có điều, khi Hy Tinh lựa chọn ngừng lên tiếng thì trong hư không tiếng gầm gừ nổi giận đột nhiên truyền ra, phá vỡ sự yên tĩnh, chỉ thấy được một con thú lớn màu vàng đạp không bay ra, hung hăng xông tới kết giới, va chạm làm cho màn sáng không ngừng rung động. Con thú này đúng là Thôn Thôn. Lúc trước, do hỗn loạn nên nó với Chu Nguyên bị tách ra, nhưng nó cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên lại đột nhiên xuất hiện loại biến cố này. Mọi người cũng nhận ra tiên thiên thánh thú đi theo bên người thần nữ cùng với Chu Nguyên, cho nên trong lúc nhất thời cũng không nói gì, chỉ có thể mặc cho nó phát tiết, không dám lên trước trấn an. Mà khi trong kết giới bởi vì mấy người Chu Nguyên biến mất mà xuất hiện rung chuyển thì ở phía trước kết giới kia, hư không vặn vẹo, một bóng người tóc bạc hiện ra, người này rõ ràng là Thái Hiên. Sau khi kẻ này xuất hiện, mọi ánh mắt trong kết giới đều lập tức nhìn qua, biểu cảm trong những ánh mắt kia tràn ngập hận ý cùng với sợ hãi. Thái Hiên kia lại cười tủm tỉm đón nhận những ánh mắt cừu hận này, hiển nhiên là hắn cũng không thèm để ý, ngược lại là đưa ánh mắt lên màn hào quang của kết giới ở trước mặt, hắn duỗi ra ngón tay, có nguyên khí mênh mông hội tụ đến, tựa như là tạo thành một vầng mặt trời sáng chói mắt. Quỳnh, vầng mặt trời sáng chói mắt kia trực tiếp đánh lên trên kết giới, lập tức bộc phát ra tiếng nổ inh tai, màn hào quang của kết giới có chút rung động, nhưng cuối cùng vẫn không tổn hao gì. Trong kết giới, mọi người vốn đang lo lắng lập tức nhịn không được thở dài một hơi, xem ra dựa vào kết giới, bọn họ ngược lại là có thể ngăn cản Thái Hiên, kết giới phòng ngự thật là lợi hại. Thái Hiên cũng tán thưởng một tiếng, cái kết giới này cực kỳ bất phàm, tất nhiên là xuất xứ từ trong tay của các vị thánh giả của chư thiên, trong đó lại hội tụ sức mạnh của những cường giả pháp vực cảnh trong chư thiên này. Cho nên trong lúc nhất thời hắn cũng khó có thể rung chuyển, các ngươi định dùng cái kết giới này để kéo dài thời gian hay sao? Thái Hiên đưa ánh mắt nhìn về phía đại quân của chư thiên trong kết giới rồi cười gật gật đầu, kỳ thật ý nghĩ của các ngươi là đúng. Loại trạng thái này của ta đích thật là có thời gian. Nghe được lời khẳng định của Thái Hiên, con mắt của mọi người trong đại quân của chư thiên lập tức sáng ngời. Quả nhiên, nếu như bọn họ có thể kéo dài tới lúc trạng thái này của đối phương mất đi hiệu lực, như vậy là có thể tiến hành phản công. Thái Hiên đứng chắp tay ở trước màn hào quang của kết giới, cười nhạt một tiếng, nói, chỉ có điều, vấn đề là, cái đồ chơi này thật có thể bảo hộ các ngươi lâu như vậy hay sao? Từ Bắc Diễn cười lạnh nói, Thái Hiên, đừng cố làm ra vẻ. Kết giới phòng ngự này chính là do các vị thánh giả của chư thiên ta sáng chế, ngươi muốn đánh vỡ quả thực là si tâm vọng tưởng. Thái Hiên cười nói, một đám chó nhà có tang cũng dám nói mạnh miệng như thế hay sao? Hắn phất phất tay, rất nhanh, phương thiên địa ở phía sau có chút chấn động, chỉ thấy được đại quân của thánh tộc kia ùng ùng kéo đến, rậm rạp chằng chịt như một đàn châu chấu. Đại quân của thánh tộc vừa xuất hiện thì trong đó xuất hiện một lát rối loạn, ngay sau đó liền là có thêm rất nhiều thân hình giống như là bị đuổi chạy ra, gần như tất cả những bóng dáng bị đuổi ra kia đều là cự thú xấu xí dữ tợn tản ra khí tức nguyên anh cảnh và ngụy pháp vực cảnh. Người trong đội ngũ của chư thiên cũng nhanh chóng nhận ra đó là nghiệt thú nhất tộc mà Chu Nguyên đã tiếp xúc qua ở Long Linh Động Thiên, ngoài ra còn có một phần nhỏ là thánh tộc, nhưng khí tức tản ra chỉ mới gần đến nguyên anh cảnh mà thôi. Trong mắt của những thánh tộc cùng với nghiệt thú tộc nhân bị xua đuổi mà ra này đều mang biểu cảm mờ mịt, chỉ có điều rất nhanh bọn họ cũng cảm giác được chuyện không đúng, bởi vì bọn họ nhìn thấy biểu cảm trêu tức cùng thương cảm ở trong ánh mắt những người trong đại quân của thánh tộc. Thái Hiên xoay người, hắn nhìn qua đám người vừa bị đuổi ra này, những thánh tộc kia đều thuộc về hạng người có địa vị khá thấp trong thánh tộc, mà nghiệt thú nhất tộc kia lại càng không cần nói nhiều lời, ở trong mắt cao tầng của thánh tộc, nghiệt thú chỉ giống như là súc vật có thể tùy ý nuôi nhốt, giết thịt mà thôi. Chư vị, thánh tộc sẽ nhớ công lao của các ngươi, thân nhân của các ngươi đều sẽ bởi vì các ngươi hiến thân mà được lợi. Trên mặt của Thái Hiên lộ vẻ thương xót, chậm rãi nói ra. Vào lúc này, những thánh tộc cùng với nghiệt thú tộc nhân bị xua đuổi mà ra kia giống như là đã hiểu chuyện gì sắp sửa xảy ra với mình. Trong con mắt của bọn họ có biểu cảm bối rối toát ra đến, sau đó vội vàng lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, ở bên trong thánh đồng giữa mi tâm của Thái Hiên có hào quang màu đỏ tươi mãnh liệt bắn ra. Ánh sáng màu đỏ tươi bắn thẳng tới những thánh tộc cùng với nghiệt thú tộc nhân bị xua đuổi mà ra kia. Mà phàm là người bị ánh sáng đó bắn trúng thì đều lập tức hóa thành máu tươi lên không,
thời gian dần trôi qua, ở trên bên trên hư không tạo thành một mặt kính có màu đỏ tươi như máu cực lớn. Mặt kính có màu đỏ tươi như máu kia tản ra một loại khí tức vô cùng hung lệ, âm độc. Ở phía sau kết giới kia, nhìn qua cảnh tượng này, tất cả mọi người trong đại quân của chư thiên đều trợn mắt há hốc mồm, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Ai có thể nghĩ đến, Thái Hiên này vậy mà cũng có thể đối xử với những thánh tộc khác hung tàn như thế. Thánh tộc này quả thật là một tộc vô tình, hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Sau một thời gian nhìn vào mặt kính quỷ dị có màu đỏ tươi như máu kia, trong lòng của bọn họ cũng bắt đầu cảm thấy có chút bất an, mà bọn họ rất nhanh cũng đã biết được Thái Hiên kia muốn làm cái gì. Sau khi mặt kính có màu đỏ tươi như máu kia hoàn toàn thành hình thì ở phía đằng sau kia, trong thánh đồng ở giữa mi tâm của vô số cường giả thánh tộc cũng lập tức mở ra. Sau một khắc, từ bên trong những thánh đồng kia có từng luồng sáng mãnh liệt bắn thẳng về phía mặt kính quỷ dị có màu đỏ tươi như máu kia. Ngay khi vừa mới tiếp xúc với mặt kính có màu đỏ tươi như máu kia, những luồng sáng này đã bị phản xạ, bắn ngược ra. Chỉ có điều, những luồng sáng bị phản xạ đi ra kia đã hóa thành màu đỏ như máu. Phục! Phục! Vô số luồng sáng màu đỏ quỷ dị kia phá không bay tới, bắn vào phía trên màn hào quang của kết giới. Ngay sau đó, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng màn hào quang vốn trong suốt bắt đầu dần dần xuất hiện những đốm màu đỏ tươi, giống như là bị vô số thùng máu tươi hắt đầy lên vậy. Mà chuyện khiến cho mấy người từ Bắc Diễn cảm thấy kinh hãi nhất chính là sau khi những đốm màu đỏ tươi kia lan tràn, kết giới phòng ngự lại bắt đầu rung động dồn dập. Bọn họ cảm giác được kết giới có lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ kia tựa hồ là vào lúc này bắt đầu bị ăn mòn, ô nhiễm, do đó trở nên mỏng manh. Mà vào lúc này, khi trên mặt đất thánh tộc bắt đầu ô nhiễm kết giới, ở chỗ sâu nhất trong cái hố to không nhìn thấy điểm cuối cùng kia, trong đất bùn, đột nhiên có bàn tay đưa ra ngoài, sau đó giãy giụa leo ra, đó là một thân hình mảnh khảnh, chỉ có điều lúc này nàng lại trông có vẻ hơi chật vật, toàn thân đều là nước bùn, nhưng nàng lại không hề để ý đến bản thân. Đôi mắt đẹp có chút kinh hoàng nhìn về bốn phía, điện hạ, người vừa chui ra này đúng là Tô Ấu Vi. Sau một khắc, Tô Ấu Vi đột nhiên nghe được có tiếng động nhỏ vang lên trong bóng tối, nàng vội vàng kinh hỉ nhìn qua nhưng lại chỉ nhìn thấy hai bóng người lão đảo đi ra. Vào lúc này, hào quang trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập tức ảm đạm đi, hai người kia chính là Võ Dao cùng Triệu Mục Thần. Điện hạ đâu? Nàng vội vàng hỏi, cặp môi đỏ mọng của Võ Dao khẽ mấp máy rồi nàng cùng Triệu Mục Thần liếc nhìn nhau, sau đó tránh người qua một bên. Tô Ấu Vi đưa mắt nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch, chỉ thấy được ở phía sau lưng Võ Dao và Triệu Mục Thần có một bóng người lẳng lặng nằm trên mặt đất. Không, kia đã không thể coi là một người rồi, toàn thân của hắn cơ hồ là đều bị nghiền nát rồi, máu thịt, xương cốt đều tựa như là đã trộn lẫn lại với nhau. Nếu như không phải là người cực kỳ quen thuộc với khí tức của đối phương, Tô Ấu Vi thậm chí đều không thể tin được hắn vậy mà sẽ là Chu Nguyên. Tô Ấu Vi run rẩy chậm rãi tiến lên, đi đến bên cạnh thân hình đã bị nghiền nát kia. Quỳ ngồi xuống, bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa. Từ khi hai người nhận thức đến nay, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Chu Nguyên thê thảm như thế. Giữa bóng tối sâu trong lòng đất, Võ Dao cùng Triệu Mục Thần đều yên lặng nhìn qua thân hình đã bị nghiền nát kia của Chu Nguyên. Bởi vì bọn họ cùng người sau đều đã từng coi nhau như là đối thủ, cho nên bọn họ rất rõ ràng tính bền dẻo của người này. Nhưng mà ngay cả bọn họ đều không thể không thừa nhận, lúc này đây là một lần bọn họ nhìn thấy Chu Nguyên bị thương nặng nhất. Nếu như không phải thân hình đã bị nghiền nát kia trong còn đang tỏa ra từng tia sinh cơ ương ngạnh, chỉ sợ bọn họ đều sẽ cho rằng Chu Nguyên đã bị đánh chết. Có kết quả như vậy cũng không kỳ quái, dù sao người ra tay kia chính là Thái Hiên đang hội tụ sức mạnh của rất nhiều cường giả đỉnh tiêm của thánh tộc vào một thân. Ngay cả từ Bắc Diễn, Hy Tinh và những pháp vực đệ tam cảnh kia đã liên thủ, cuối cùng đều bị áp chế cho đến mức chỉ có thể lui lại. Mà hôm nay Chu Nguyên lại bị một đòn tấn công mãnh liệt của đối phương trực tiếp đánh trúng. Hiện tại còn có thể giữ lại một hơi đã xem như là mệnh cứng rồi. Võ Dao tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ vào bả vai của Tô Ấu Vi, nói khẽ, không cần thương tâm, mặc dù hắn bị trọng thương nhưng còn có một hơi lưu lại. Bây giờ, việc mà chúng ta cần làm có lẽ là nên nghĩ biện pháp giúp hắn khôi phục. Nghe Võ Dao nói xong, nghĩ một lúc, Tô Ấu Vi gật đầu đồng ý, nàng đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt trắng nõm. Kỳ thật tính cách của nàng là cực kỳ kiên cường, trong dĩ vãng. Mặc dù đã trải qua rất nhiều chuyện khó lường nhưng chúng cũng chưa bao giờ làm cho nàng phải thất thố, có thế hiện tại khi nhìn thấy điện hạ, thần tượng, người trong lòng của mình vậy mà rơi vào kết cục như vậy, trong nội tâm mới nhịn không được cảm thấy đau lòng. Nàng duỗi ra bàn tay nhỏ bé, dán ở trên thân thể chằng chịt vết nứt, máu thịt lẫn lộn kia của Chu Nguyên, cảm ứng sinh cơ ở trong đó. Thân thể của điện hạ bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cũng may trong cơ thể của huynh ấy còn có một luồng sức mạnh tràn đầy lực sinh mệnh đang không ngừng giúp huynh ấy chữa trị, lúc này mới làm cho thân thể không bị hoàn toàn tan vỡ. Nói đến đây,
Đôi mi thanh tú của Tô Ấu Vi nhíu chặt, nàng dừng lại một lát rồi nói tiếp, nhưng mà thương thế của huynh ấy quá nặng, lực sinh mệnh cũng bị nhanh chóng trôi đi, khó có thể chữa trị hoàn toàn thân thể, làm cho huynh ấy chính thức khôi phục ý thức. Ở một bên, Võ Dao cũng nở nụ cười khổ, bởi vì nàng cũng không am hiểu mấy vấn đề về lực sinh mệnh, còn ở bên cạnh sắc mặt của Triệu Mục Thần thì lại không ngừng biến đổi. Một lát sau, hắn ngồi xổm người xuống, chọc chọc vào thân thể máu thịt lẫn lộn kia của Chu Nguyên, dẫn đến Tô Ấu Vi tức giận nhìn chằm chằm. Ta nói thằng này đã bị thương thành như vậy rồi, nếu không cứ để ta thôn phệ hắn, sau đó kế thừa di chí của hắn, tương lai tiêu diệt Thái Hiên kia thì như thế nào? Triệu Mục Thần nói. Tô Ấu Vi mặt không biểu tình nói, chuyện cười này cũng không vui một chút nào đâu. Triệu Mục Thần, ngươi đừng nên khiêu chiến điểm mấu chốt của ta. Khi đang nói, toàn thân nàng đều có hàn ý như có như không phát ra, ánh mắt lạnh lẽo giống như là hàn băng kia làm cho biểu cảm trên mặt Triệu Mục Thần cứng đờ. Võ Dao cũng thản nhiên nói, nếu như không giúp được gì thì hãy cút sang một bên, không nên ở chỗ này vướng bận. Mới vừa rồi, nếu như không có hắn thì hiện tại ngươi đã trở thành một đống thịt nát rồi. Khóe miệng của Triệu Mục Thần khẽ co giật rồi hắn biểu môi, nói, người không giúp được gì chính là các cô mới đúng. Tránh ra đi. Tô Ấu Vi hoài nghi nhìn hắn một cái, nhưng vẫn lui về phía sau. Mặc dù ta nhìn thằng này không thuận mắt, nhưng chuyện nợ hắn một cái mạng là sự thực, Triệu Mục Thần ta cũng khinh thường việc phủ nhận. Triệu Mục Thần hít sâu một hơi, nói, lúc này đây chính là lúc trả ơn. Sau vụ này, không ai nợ ai nữa. Vừa dứt lời, biểu cảm trên mặt hắn trở nên hung ác, tay phải bắt lấy cánh tay trái, sau đó mạnh mẽ uốn éo, răng rắc một tiếng, cả cánh tay đều bị hắn xé xuống. Máu tươi lập tức phun trào, Triệu Mục Thần bất thình lình tự mình hại mình, làm cho Tô Ấu Vi cùng Võ Dao đều cảm thấy kinh hãi. Triệu Mục Thần cầm chặt cánh tay trái rồi nhét thẳng vào trong cái miệng đang há to của mình, mà lúc này, miệng của hắn cũng đột ngột biến lớn, một hơi nuốt chửng cả cánh tay vào. Sắc mặt của Triệu Mục Thần có chút dữ tợn, hắn cắn răng nhai nuốt, Tô Ấu Vi cùng Võ Dao cảm giác giống như là có máu tươi bắn tung tóe ra. Phục, nhai chỉ trong chốc lát rồi Triệu Mục Thần há mồm nhổ ra. Chỉ thấy được một luồng khí lưu màu đỏ sậm bắn ra, bên trong luồng khí lưu kia có ẩn chứa huyết khí cùng lực sinh mệnh cực kỳ mạnh mẽ. Khi luồng khí lưu này vừa xuất hiện, trong lòng đất tối đen này đều có cây cỏ sinh trưởng, dài ra, luồng khí lưu màu đỏ sậm rơi vào trên thân thể máu thịt lẫn lộn kia của Chu Nguyên rồi nhanh chóng biến mất. Chỉ thấy được thân thể của người sau lập tức tham lam hấp thu, máu thịt bắt đầu khôi phục với một tốc độ kinh người. Ở một bên, nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt của Tô Ấu Vi cùng Võ Dao lập tức hiện lên biểu cảm vui mừng. Sau khi phun luồng khí lưu màu đỏ sậm kia ra, sắc mặt của Triệu Mục Thần cũng nhanh chóng trở nên tái nhợt, bởi vì trong luồng khí lưu kia ẩn chứa lực sinh mệnh của bản thân hắn. Chỉ có điều, hắn phát hiện một luồng khí lưu này cũng không đủ để thân thể máu thịt lẫn lộn kia của Chu Nguyên hoàn toàn chữa trị, hiển nhiên bộ phận lực sinh mệnh này của hắn còn hơi ít. Chuyện này làm cho sắc mặt của Triệu Mục Thần càng thêm khó coi, thằng này thật là một cái động không đáy. Khoản mua bán này có phải là có chút thua lỗ hay không? Hắn nhìn về phía Tô Ấu Vi cùng Võ Dao, phát hiện cả hai người chính đang nhìn hắn với ánh mắt chờ đợi, đặc biệt là ánh mắt kia của Tô Ấu Vi làm cho Triệu Mục Thần hoài nghi nếu như hắn nói tiếp theo hắn không làm thì nàng có thể trực tiếp động thủ giúp hắn xé thêm mấy chi nữa, xuống hay không, vì vậy hắn chỉ có thể thầm thở dài một hơi, bi thương cắt nốt cánh tay phải của mình xuống, sau một khắc, lại là một luồng khí lưu ẩn chứa huyết khí cùng lực sinh mệnh phun ra, rơi vào trên thân hình của Chu Nguyên, sau lần này, thân hình máu thịt lẫn lộn. Gần như sinh cơ đoạn tuyệt của Chu Nguyên rốt cục khôi phục lại, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ còn cực kỳ tái nhợt. Triệu Mục Thần đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn thoáng qua hai tay đã cụt tận gốc, muốn dài ra lại thì e rằng phải phí không ít công phu rồi. Chuyện nên làm ta đều đã làm, sau này cũng không nên nói ta thiếu nợ hắn một cái mạng nữa. Triệu Mục Thần hừ lạnh nói. Tô Ấu Vi bổ nhào vào bên cạnh Chu Nguyên, duỗi ra bàn tay nhỏ bé ra, cảm ứng thoáng một phát, có chút kinh hãi và nghi hoặc nói. Thân thể rõ ràng đã khôi phục tương đối rồi, nhưng ý thức của Điện Hạ vẫn như trước là không có khôi phục. Võ Dao cũng ngồi xổm xuống, nàng cẩn thận cảm ứng, một lát sau mới nói, hơn nữa trong cơ thể của hắn cũng không có dấu hiệu nguyên khí đang vận chuyển, là bị phong ấn vào trong thần phủ. Tô Ấu Vi cũng bổ sung, ở trong thần phủ của Điện Hạ lúc này có một luồng sức mạnh kinh khủng còn lưu lại, hẳn là sức mạnh của Thái Hiên kia, hẳn là lúc trước, khi Điện Hạ bị quyền ấn kia đánh trúng, luồng sức mạnh này đã xâm nhập vào trong đó. Tô Ấu Vi cùng Võ Dao liếc nhìn nhau và đều nhìn thấy sự bất đắc dĩ, luồng sức mạnh kia rất mạnh, phủ kín thần phủ của Chu Nguyên khiến cho nguyên khí không có cách nào để xông ra, dĩ nhiên là Chu Nguyên cũng không thể khống chế thân hình của mình, mà với thực lực của các nàng thì hiển nhiên cũng không có cách nào để rung chuyển luồng sức mạnh kia, hay là chúng ta chuyển hắn ra ngoài.
Vị Hy Tinh Nguyên lão kia là sư tỷ của hắn, nàng ta chắc có thể hỗ trợ. Triệu Mục Thần đề nghị, kết giới có lẽ đã đóng chặt, hơn nữa phía trên kia hình như đang có một trận đại chiến bộc phát. Vào lúc này, chúng ta đi ra ngoài, tùy tiện một điểm dư ba cũng có thể diệt chúng ta. Tô Ấu Vi lắc đầu, tỉnh táo. Triệu Mục Thần cùng Võ Giao cũng lâm vào trầm mặc. Ba người đều lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nếu như không có cách nào để đánh thức Chu Nguyên thì quá mức nguy hiểm. Chẳng may có cường giả của thánh tộc phát hiện nơi này thì không thể nghi ngờ là nguy cơ thật lớn đối với bọn họ. Nhưng mà hiện tại bọn hắn cũng không dám tùy ý nhúc nhích, bởi vì như vậy cũng sẽ khiến cho thánh tộc chú ý. Cho nên bất luận là động hay không động thì bọn họ đều cực kỳ bất lợi. Vào lúc này, ánh mắt của Võ Giao dừng lại ở khuôn mặt tái nhợt kia của Chu Nguyên, biểu cảm trong đôi mắt phượng cũng trở nên cực kỳ phức tạp. Đối với người sau, tâm tình của nàng thật là có loại cảm giác không nói rõ được thành lời. Dù sao trong cơ thể của nàng có thánh long chi khí đến từ chính Chu Nguyên, suy nghĩ này chính là điểm khác biệt giữa nàng cùng Võ Hoàng, bởi vì người sau thì không nguyện ý thừa nhận thánh long chi khí là thuộc về Chu Nguyên. Còn theo Võ Giao, thánh long chi khí thuộc về ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ai mới là người thắng cuối cùng. Nhưng với tình huống hiện tại thì Chu Nguyên đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Điểm này chính là chỗ khiến cho Võ Giao cảm thấy bội phục nhất ở Chu Nguyên, bởi vì nàng rõ ràng nhất lúc trước khi mới tu luyện Chu Nguyên là gian nan bực nào. Số mệnh bị đoạt, bát mạch khó khai, ngay cả việc bước lên con đường tu luyện đều cực kỳ gian nan. Nhưng cuối cùng, hết lần này tới lần khác, hắn lại thành công rồi, sau đó còn từng bước một đuổi theo. Kiêu ngạo như Võ Hoàng, cuối cùng bị hắn chém giết. Đại Võ Vương Triều bởi vì hắn mà tan vỡ. Chỉ có điều, đối với Chu Nguyên, Võ Giao cũng không có gì cảm giác thù hận, chỉ có lòng cạnh tranh. Nhưng sau khi Chu Nguyên đi vào Hỗn Nguyên Thiên, cạnh tranh giữa hai người kỳ thật cũng đã xem như là xuất hiện kết quả. Võ Giao chậm rãi cúi đầu xuống, sau đó nàng duỗi ra bàn tay nhỏ bé lạnh buốt, nhẹ nhàng phủ lên chỗ mi tâm của Chu Nguyên. Cô định làm cái gì? Tô Ấu Vi kinh ngạc hỏi. Võ Giao nhẹ nhàng lắc đầu, búi tóc vỡ vụn, hóa thành tóc đen rủ xuống. Vào lúc này, trên khuôn mặt của nàng không còn giữ lại sự lăng lệ ác liệt ngày bình thường nữa, hàm răng trắng như tuyết khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, tươi đẹp, không ngờ là khiến cho người ta có cảm giác kiều mị. Nàng không có nhìn về phía Tô Ấu Vi, chỉ là nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Chu Nguyên. Trong bóng tối có giọng nói bình tĩnh vang lên, trả một thứ vốn thuộc về hắn lại cho hắn mà thôi. Bóng tối sâu trong lòng đất, mái tóc đen dài của Võ Giao tung bay, một bộ váy đỏ lộ ra vẻ kiều diễm mà vũ mị. Vào lúc này, đôi mắt phượng hẹp dài của nàng dừng lại ở trên khuôn mặt của Chu Nguyên rồi chậm rãi khép lại. Ngay sau đó, ở giữa mi tâm của nàng có hào quang hiện lên, từ trong đó có thanh âm kỳ dị mơ hồ truyền ra, thanh âm kia giống như là tiếng rồng ngâm rồi lại giống như là tiếng phượng hót. Sau một khắc, thần hồn của nàng đột nhiên gào thét lao ra, cuối cùng lấy ngón tay đang chạm vào mi tâm của Chu Nguyên làm môi giới và chui thẳng vào trong đó. Quỳnh, trong một cái chớp mắt này, đầu óc của Võ Giao kịch liệt chấn động, nàng có cảm giác bản thân tựa như là đang ở trong một vùng hư không. Nàng nhìn qua phía trước, chỉ thấy được chỗ đó có một thần hồn đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, bộ dáng hoàn toàn giống như Chu Nguyên, đó đúng là thần hồn của người sau. Chỉ có điều, vào lúc này, hào quang quanh thần hồn của Chu Nguyên cũng lấp lóe, lúc sáng lúc tối. Hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng là vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê, chưa thức tỉnh, thân hồn của Võ Giao nhẹ nhàng bay lên, váy hồng lắc nhẹ tựa như là đuôi cá chép. Nàng đi đến bên cạnh thần hồn của Chu Nguyên, biểu cảm trên mặt có chút do dự, sau đó nàng liền quỳ ngồi xuống, thân thể nghiêng về phía trước một chút, cuối cùng đôi môi của hai người chạm vào nhau. Trong một cái chớp mắt khi hai thần hồn vừa tiếp xúc kia, ở bên ngoài, thân thể của hai người đều rung lên. Vào lúc này, sức mạnh thần hồn của hai người không bị khống chế tuôn ra. Vừa tiếp xúc là đã giao hòa. Ở bên ngoài, thân thể mềm mại của Võ Giao nhẹ nhàng run rẩy, khuôn mặt hơi đỏ lên, nhiệt độ thân thể cũng có chỗ tăng lên. Lúc này, tuy rằng thân thể của hai người không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng thần hồn của bọn họ lại trực tiếp quấn quanh nhau lại. Cảm giác thần hồn giao hòa này làm cho toàn thân Võ Giao đều hơi run rẩy. Loại cảm giác này làm cho Võ Giao sinh lòng e sợ, thậm chí trong lúc nhất thời nàng còn muốn rút thần hồn của bản thân trở về. Nhưng mà ngay khi trong đầu của nàng vừa có ý niệm như vậy thì thần hồn của Chu Nguyên lại bộc phát ra lực hút cực mạnh, khiến cho thần hồn của nàng không thể tách ra. Rầm rầm, vào lúc này, không gian trong thần phủ điên cuồng chấn động, chỉ thấy được quanh thần hồn của nàng có một luồng khí tức thần bí bay lên, luồng khí tức kia chậm rãi ngưng tụ và theo thời gian dần trôi qua đã tạo thành hình một con rồng khổng lồ. Con rồng khổng lồ kia khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ thần thánh, vô cùng uy nghiêm, đồng thời lại giống như là thiên uy, làm cho người khó có thể chạm đến. Ngay khi con rồng khổng lồ kia vừa mới xuất hiện, Võ Giao đã cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ quen thuộc ở phía trên người nó, đó là Thánh Long số mệnh. Khi Chu Nguyên vừa mới sinh ra,
Thánh Long số mệnh sinh cùng với hắn đã bị chia ra làm ba, trải qua nhiều năm cố gắng, 2/3 Thánh Long số mệnh lại lần nữa về tới trong cơ thể của hắn, mà hiện tại, 1/4 cuối cùng thì ngay ở trong cơ thể của Võ Dao. Cự Long cúi đầu xuống, hai mắt rồng hờ hững chăm chú nhìn chằm chằm vào Võ Dao. Sau một khắc, Thánh Long số mệnh phát ra tiếng rồng ngâm trầm thấp, miệng rồng khẽ hút, chỉ thấy từ trong cơ thể của Võ Dao lập tức có thêm từng sợi khí tức thần bí bay lên, cuối cùng bị Thánh Long số mệnh nuốt hết. Những sợi khí tức bị hút đi kia đúng là 1/4 cuối cùng của Thánh Long số mệnh. Cảm thụ được luồng khí tức thần bí ở trong cơ thể đang xói mòn, Võ Dao lại không kinh hoảng ngăn trở, biểu cảm trên dung nhan khuynh thành, tuyệt mỹ vẫn cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn có một loại cảm xúc như trút được gánh nặng. Nàng nhìn qua khuôn mặt của Chu Nguyên ở trước mắt. Vào lúc này, tư thế của hai người không thể nghi ngờ là cực kỳ thân cận, tuy rằng đây cũng không phải là thân thể mà là thần hồn của hai người, nhưng cảm giác khi thần hồn giao hòa, đụng chạm mang đến thậm chí còn vượt qua thân thể đơn thuần rất xa. Vào lúc này, cảm xúc trong nội tâm của Võ Dao cũng cực kỳ phức tạp. Từ lúc nàng sinh ra cho đến nay, chưa bao giờ từng có tiếp xúc thân mật cùng nam tử, thậm chí khi đối mặt với những người khác phái, có lẽ bởi vì những việc làm cổ quái năm đó của Võ Hoàng mà nàng còn có chút kháng cự. Mà hôm nay những việc nàng làm với Chu Nguyên hiển nhiên là đã vượt ra khỏi điểm mấu chốt trong lòng nàng rồi, chỉ có điều cũng không sao cả rồi. Võ Dao khẽ mỉm cười, bởi vì nàng có thể cảm nhận được, sau khi Thánh Long số mệnh bị hút ra, sinh cơ của nàng cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Có lẽ, khi 1/4 Thánh Long số mệnh kia hoàn toàn bị lấy ra thì cũng sẽ là lúc nàng tan thành mây khói. Vào lúc này, nàng nhớ tới lúc xưa khi tự tay chém giết vị phụ vương vô tình kia của nàng, người sau lại chỉ cười mỉa mai và nói, Long Hoàng chiến đấu, người ăn được thì sống, mà người bị ăn có lẽ chỉ còn có một con đường chết rồi. Chỉ có điều, sau khi suy nghĩ rõ ràng, trong lòng của Võ Dao cũng không có bất cứ cảm giác sợ hãi gì mà cảm nhận ngược lại giống như là được giải thoát. Có lẽ những người khác sẽ rất thèm khát phần Thánh Long số mệnh này, nhưng đối với nó nàng lại gần như chỉ có một loại cảm giác chán ghét phát ra từ nội tâm. Nếu như không phải là bởi vì phần Thánh Long số mệnh này, mẫu hậu của nàng cũng sẽ không phải chết tức tưởi như vậy đi. Cũng tốt, Chu Nguyên, nhà họ Võ ta năm đó cướp Thánh Long số mệnh từ trên người của ngươi. Hôm nay, ta đều trả lại cho ngươi, hai nhà chúng ta từ nay về sau ân oán thanh toán xong, không ai còn thiếu nợ ai nữa. Bỗng nhiên vào lúc này, ở trên gương mặt trắng nõn như ngọc của Võ Dao có một giọt nước mắt chảy xuống, ngay sau đó nàng triệt để thả lỏng, không còn chống cự, tùy ý để Thánh Long số mệnh xói mòn. Ở bên ngoài, vào lúc này, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Võ Dao cùng Chu Nguyên của Tô Ấu Vi chợt biến đổi, bởi vì nàng phát giác được, sinh cơ ở trên người của Võ Dao dĩ nhiên là đang nhanh chóng tiêu tán, da thịt vốn là trắng nõn cũng dần trở nên tái nhợt cùng yếu ớt giống như một tờ giấy vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Tô Ấu Vi kinh hãi. Ở một bên, Triệu Mục Thần lung la lung lay đi tới, nhìn thoáng qua, ánh mắt co vào, trầm giọng nói, số mệnh của bọn họ đang giao hòa, ta nghe nói trên người của Võ Dao này cũng có 1/4 Thánh Long số mệnh của Chu Nguyên hả? Tô Ấu Vi gật nhẹ đầu, chuyện này dù sao cũng đã không phải là bí mật gì nữa rồi, Võ Dao này ngược lại đúng là một nhân vật hung ác. Triệu Mục Thần chậm rãi nói, nàng đang chủ động trả phần Thánh Long số mệnh này lại cho Chu Nguyên, nhưng phần Thánh Long số mệnh này đã ở trong cơ thể của nàng nhiều năm. Sớm đã sinh ra ngàn vạn tia liên hệ với nàng, mà hiện tại Chu Nguyên kia còn đang ở vào trong trạng thái vô ý thức, chỉ là đang dùng biện pháp thô bạo nhất để cướp đoạt phần Thánh Long số mệnh nguyên vốn thuộc về hắn. Nếu cứ để việc này tiếp tục diễn ra thì hậu quả cuối cùng tạo thành chính là thứ hắn cướp đoạt không chỉ có Thánh Long số mệnh mà còn cả toàn bộ sinh cơ trong cơ thể của Võ Dao nữa. Tô Ấu Vi nhíu chặt lông mày, nàng nhìn qua thân hình cùng sắc mặt tái nhợt của Võ Dao, biểu cảm trên mặt cũng trở nên có chút phức tạp. Ban đầu ở Hỗn Nguyên Thiên, khi gặp Võ Dao, người sau vẫn luôn biểu hiện ra thiện ý cùng thưởng thức nàng. Điểm này Tô Ấu Vi cũng có thể cảm thụ nhưng nàng cũng không có tiếp nhận. Bởi vì Chu Nguyên cho nên nàng vẫn luôn có địch ý đối với Đại Võ Vương Triều cùng với Võ Dao. Nhưng mà, trong những năm này, khi ở chung, bởi vì Chu Nguyên cũng đã giảm bớt địch ý đối với Võ Dao cho nên nàng tự nhiên cũng sẽ không có lại ôm loại tâm tính này. Chính vì thế cho nên quan hệ giữa nàng cùng Võ Dao ngược lại là tốt lên hơn rất nhiều, tối thiểu nhất. Tô Ấu Vi thật sự coi đối phương là một người bạn, có biện pháp nào có thể giúp đỡ bọn họ hay không? Tối thiểu nhất, khiến cho Điện Hạ tỉnh táo một chút, không cướp đoạt thô bạo như vậy, Tô Ấu Vi hỏi. Triệu Mục Thần lắc đầu, nói, nếu như cô bảo ta nuốt hai người bọn họ, ta còn có thể làm được, nhưng với chuyện hỗ trợ này, ta cũng xin cứu, ta không có năng lực này. Nghe được lời nói của Triệu Mục Thần, Tô Ấu Vi cũng không khỏi khổ sở cúi đầu xuống, không đành lòng nhìn thẳng thân thể mềm mại, sinh cơ đang tiêu tán kia của Võ Dao nữa. Cảnh tượng kia tựa như là một đóa hoa tao nhã,
Kiều Diễm đang dần tàn lụi theo thời gian. Triệu Mục Thần thì chăm chú quan sát, sau một hồi khá lâu, mới chậm rãi nói, có một biện pháp ngược lại là có thể thử một lần, mặc dù đến chính ta cũng không biết là có thể thực hiện hay không. Biện pháp gì? Tô Ấu Vi liền vội ngẩng đầu hỏi. Triệu Mục Thần đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân của Tô Ấu Vi. Biện pháp này không phải dựa vào ta, mà là dựa vào cô. Muốn để Võ Dao không bị Chu Nguyên nuốt chửng, khiến cho Hương Tiêu Ngọc vẫn, có lẽ cũng chỉ một mình Tô Ấu Vi cô là có khả năng làm được. Ta ư? Ngươi có nhầm không vậy? Ta có thể làm cái gì cơ chứ? Tô Ấu Vi kinh ngạc nhìn Triệu Mục Thần. Bởi vì, nàng cũng hoàn toàn không rõ ràng về loại tranh đấu liên quan đến số mệnh này, nếu để nàng nhúng tay, chỉ sợ sẽ làm cho chuyện càng thêm hỏng bét mà thôi. Triệu Mục Thần thì là chăm chú nhìn chằm chằm vào thân hình của Chu Nguyên cùng Võ Dao, nói, cô cũng không nên tự coi thường mình. Cô là người mang âm dương thần phủ, trời sinh có ẩn chứa âm dương nhị khí, cực kỳ huyền diệu. Tình huống hiện tại là Chu Nguyên đang trong tình trạng không có ý thức nên mới thô bạo cướp đoạt một phần Thánh Long số mệnh cuối cùng. Nếu như cô có thể dùng âm dương nhị khí điều hòa, giúp thần hồn của hai người kia giao hòa, tự nhiên có thể làm cho bọn họ duy trì cân đối, ra vào tuần hoàn chứ không còn tình trạng một vào một ra như trước. Một khi sự cân đối được hình thành, Chu Nguyên sẽ không còn là một bên tùy ý cướp đoạt nữa. Làm như vậy có lẽ có thể bảo trụ tính mạng của Võ Dao. Nghe được lời giải thích của Triệu Mục Thần, con mắt của Tô Ấu Vi khẽ động, nàng trầm ngâm một lát rồi nói, vậy thì ta đây thử xem, nếu như có thể đánh thức Chu Nguyên tỉnh lại cũng như có thể bảo trụ tính mạng của Võ Dao, như vậy tự nhiên là kết quả hoàn mỹ nhất. Vì vậy, Tô Ấu Vi cũng đi đến và nửa quỳ nửa ngồi xuống ở bên cạnh Chu Nguyên cùng Võ Dao, đồng thời cầm chặt bàn tay của hai người, đôi mắt cũng theo thời gian dần trôi qua mà dần khép lại. Cùng lúc đó, âm dương nhị khí trong cơ thể của nàng lưu chuyển, phân biệt chảy vào trong cơ thể của hai người kia. M dương chi khí lấy Tô Ấu Vi làm đầu mối then chốt để liên thông chảy vào trong cơ thể của hai người Chu Nguyên cùng Võ Dao, nhị khí vận chuyển một vòng cuối cùng lại quay về, giúp nhau tiến nhập vào trong cơ thể của đối phương. Ở bên trong bóng tối dưới lòng đất, ba bóng người giống như là tạo thành một loại liên hệ khép kín, tuần hoàn, âm dương nhị khí không ngừng lưu chuyển giữa ba người bọn họ, có một luồng khí tức hòa hợp không sức mẻ nhẹ nhàng tỏa ra, ở trong không gian thần hồn kia. Vào lúc này, Võ Dao vốn đã chuẩn bị cho việc thần hồn bị tiêu tán lại đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức kỳ dị lạnh buốt xuất hiện và truyền vào trong thần hồn của mình. Chuyện này làm cho lý trí của nàng hơi chút tỉnh táo lại, ngay sau đó, nàng cũng cảm giác được lực hút mạnh mẽ giống như là đang cướp đoạt đến từ Chu Nguyên cũng theo thời gian dần trôi qua mà dần trở nên bình thản cùng với ôn nhu hơn. Ngay sau đó, có một luồng sức mạnh nóng bỏng mà dồi dào đột nhiên từ bên trong thần hồn của Chu Nguyên tuôn chảy ngược ra, truyền vào trong thần hồn của nàng. Sau khi luồng sức mạnh nóng bỏng kia truyền vào, thần hồn muốn tán loạn kia của Võ Dao cũng giống như là có thêm sức sống rót vào, thần hồn trở nên sáng ngời. Cảm giác ôn hòa này cực kỳ thoải mái, khiến cho người lãnh đạm như Võ Dao cũng sinh ra cảm giác say mê, giống như là muốn thần hồn của đôi bên mãi mãi giao hòa, không bao giờ tách rời nữa. Mà cùng lúc đó, trong nội tâm của Võ Dao chợt có một cảm giác giống như là đốn ngộ hiện lên. Trong một cái chớp mắt này, nàng rốt cuộc đã minh bạch bản thân mình muốn làm gì. Thánh Long số mệnh đã đi theo nàng nhiều năm, cũng giúp nàng rất nhiều nhưng chung quy lại thì đó vẫn thực sự không phải là thứ của nàng, bản thân nàng có số mệnh chính thức thuộc về nàng. Đây mới thực sự là thứ thích hợp với nàng, số mệnh của ta. Vào lúc này, ở sâu trong nội tâm của Võ Dao có tiếng thì thào trầm thấp vang lên, lệ, mơ hồ trong đó, giống như là có thêm một tiếng hót rõ ràng vang lên. Sâu trong tâm linh, có hào quang hiện lên, hư ảnh một chú chim tước màu đỏ vỗ cánh bay lượn. Năm đó, Mãn Tước có thể nuốt long, ba người đều có số mệnh riêng, mà số mệnh của Võ Dao vốn dĩ là xích tước số mệnh này, chỉ là về sau chiếm Thánh Long số mệnh, Thánh Long số mệnh đảo khách thành chủ, ngược lại là còn trấn áp số mệnh của bản thân, mà bởi vì xích tước số mệnh còn chưa kịp trưởng thành đã bị trấn áp nên thân là chủ nhân Võ Dao cũng vô tình quên mất nó. Hôm nay, sau khi Thánh Long số mệnh rời khỏi, Võ Dao mượn cơ hội đốn ngộ, lại lần nữa gọi số mệnh của bản thân trở về. Ánh mắt của Võ Dao dừng lại ở hư ảnh chú chim nhỏ đang vỗ cánh kia, miệng nói khẽ, thật xin lỗi, đã quên ngươi nhiều năm như vậy. Võ Dao có thể cảm nhận được, tuy rằng sức sống trong cơ thể của mình đã bắt đầu khôi phục, nhưng từ trong tối tâm nàng lại có một loại cảm giác, khi Thánh Long số mệnh triệt để rời khỏi cơ thể của mình thì bản thân vẫn như trước sẽ lập tức chết đi. Long hoàng đấu, kẻ ăn được thì sống, đây là vận mệnh, muốn đánh vỡ cũng không dễ dàng như vậy. Chuyện thôn phệ này là nguyền rủa nguyên vốn không thuộc về bản thân Thánh Long số mệnh mà sinh ra chính từ lúc hai anh em bọn họ cướp đoạt Thánh Long số mệnh của Chu Nguyên. Cuộc đời cũng thật là quá bi hài. Mà muốn thật sự ngăn cách mấy loại nguyền rủa này, trừ phi số mệnh của bản thân nàng có thể mạnh mẽ hơn,
có thể hơi chút ngăn cản Thánh Long số mệnh cắn trả, nhưng hiện tại, với sức mạnh yếu ớt khi vừa mới thức tỉnh của xích tước số mệnh thì hiển nhiên còn không làm được. Nhưng lại còn có một loại khả năng, đó chính là số mệnh lột xác. Ánh mắt của Võ Dao nhìn chằm chằm vào hư ảnh chú chim nhỏ màu đỏ kia, sau đó dứt khoát xuề bàn tay ra, ngươi có bằng lòng cùng ta đánh cược vận mệnh của bản thân một lần hay không? Hư ảnh chú chim nhỏ kia ngâm nga giống như là đồng ý, sau một khắc, nó hóa thành ánh lửa phóng lên trời, rồi sau đó rơi xuống chui thẳng vào trong cơ thể của Võ Dao, có ngọn lửa lớn hừng hực bốc cháy lên, bên trong ngọn lửa kia tựa như là có một quả trứng khổng lồ màu đỏ hiện lên, sinh cơ trong đó cũng đang dần dần hình thành. Võ Dao nghe truyện trên TV audio CV đang tìm cơ hội lột xác kia, không thành thì phải chết, mà khi vừa mới xuất hiện, quả trứng khổng lồ màu đỏ tươi kia cũng lập tức tản mát ra lực hút, hấp thu hết thảy mọi thứ ở trong cơ thể của Võ Dao, mà dựa theo tình huống bình thường thì cho dù là triệt để hiến tế Võ Dao chỉ sợ cũng khó có thể đủ sức mạnh làm cho số mệnh lột xác, nhưng cũng may chính là thông đạo do âm dương nhị khí của Tô Ấu Vi hình thành cũng đang liên tục không ngừng truyền sức mạnh từ trong cơ thể của Chu Nguyên đến. Luồng sức mạnh kia thực sự không phải là thứ bình thường, mà là sức mạnh ẩn chứa bên trong Thánh Long số mệnh. Mượn nhờ luồng sức mạnh này, nhan sắc của quả trứng khổng lồ màu đỏ tươi kia càng ngày càng trở nên đậm hơn. Ở phía trên vỏ trứng kia giống như có đường vân ánh sáng thần bí dần dần hiện ra đến. Ngoại giới, âm dương chi khí lưu chuyển, hình thành tuần hoàn lưu chuyển giữa ba người Chu Nguyên, Võ Dao, Tô Ấu Vi. Trong lúc không để ý, ba người đã đạt đến một loại cân đối hoàn mỹ, mà thông qua loại tuần hoàn này, thần hồn của ba người đều đang bắt đầu lớn mạnh với một tốc độ kinh người. Nhìn qua cảnh tượng này, lông mày của Triệu Mục Thần thì là khẽ chớp chớp, hắn có chút thèm thuồng mà nói, Thánh Long số mệnh thật đúng là giống như trong truyền thuyết, là số mệnh lợi hại nhất trong trời đất này. Lúc này, Thánh Long số mệnh của Chu Nguyên đã triệt để khôi phục, mà Tô Ấu Vi dùng âm dương nhị khí giúp hắn cùng Võ Dao điều hòa, làm cho ba người tạo thành một loại cân đối hoàn mỹ, Thánh Long số mệnh cũng theo đó mà xâm nhuận vào trong cơ thể của Võ Dao cùng với Tô Ấu Vi. Hiển nhiên, trải qua Thánh Long số mệnh hình thái hoàn chỉnh xâm nhuận, Võ Dao cùng Tô Ấu Vi cũng sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn. Lúc trước, khi Thánh Long số mệnh còn không trọn vẹn, thằng này đã phiền toái như thế, mà lần này Thánh Long số mệnh triệt để hoàn chỉnh, thật không biết sự biến thái của hắn lại sẽ đạt tới trình độ nào nữa. Triệu Mục Thần cảm thán một tiếng, mặc dù là người tự ngạo như hắn, đối mặt với loại quái vật như Chu Nguyên cũng kiên kỵ vạn phần. Mà khi Triệu Mục Thần vừa cất lời cảm thán thì ở bên trong không gian thần hồn kia, một tia Thánh Long số mệnh cuối cùng từ trong cơ thể của Võ Dao cũng đã bị hút ra. Vào lúc này, thần hồn của Chu Nguyên đột nhiên rực sáng lên, bộc phát ra hào quang vạn trường, một luồng khí tức hùng vĩ, cổ xưa khó có thể nói rõ từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra, quét ngang xung quanh. Triệu Mục Thần tay mắt lanh lẹ, vội vàng dùng nguyên khí hình thành màn hào quang, che đậy khu vực này, bằng không thì loại động tĩnh này tuyệt đối sẽ khiến cho cường giả của thánh tộc chú ý, đến lúc đó bên kia cử người qua thăm dò chỉ sợ hậu quả không ổn. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Lúc này toàn bộ thương thế trên thân thể của người sau đã triệt để biến mất, hơn nữa trên da dẻ của hắn tựa hồ là có một lớp vảy rồng thần thánh như ẩn như hiện, giống như một tầng long giáp, bao trùm, bảo hộ hắn. Chuyện kinh người nhất vẫn là uy thế thần bí phát ra từ trong cơ thể của Chu Nguyên, loại uy thế này quả thực là còn mạnh mẽ hơn pháp vực đệ tam cảnh đến mấy lần, là Thánh Long số mệnh nguyên vẹn, thật sự là muốn nuốt chửng hắn. Giờ khắc này, Triệu Mục Thần cũng nhịn không được lau lau miệng, bởi vì đối với hắn, uy thế của Thánh Long số mệnh phát ra từ trong cơ thể của Chu Nguyên quá mức mê người rồi, nếu như không phải còn có lý trí tồn tại thì hắn quả thực muốn bổ nhào qua rồi. Chỉ có điều, khí thế mà Chu Nguyên phát ra lúc này lại khiến cho hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút sợ hãi, mà khi Triệu Mục Thần còn đang suy nghĩ về những chuyện này thì thân hình của Chu Nguyên bỗng nhiên run rẩy, ngay sau đó, hai mắt đang nhắm chặt kia cũng chậm rãi mở ra. Khi Chu Nguyên vừa mở mắt thì trong một cái chớp mắt kia, tóc gáy toàn thân Triệu Mục Thần đang đứng ở bên cạnh đều dựng ngược lên, một luồng khí tức nguy hiểm khủng khiếp đến mức không có cách nào để hình dung xông lên đầu, cái loại cảm giác này tựa như là thứ vừa thức tỉnh ở trước mắt là một con quái vật cực kỳ đáng sợ. Chu Nguyên nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ, có mấy tiếng răng rắc rất nhỏ phát ra. Sau đó, hắn chậm rãi ngồi dậy rồi đưa mắt nhìn thoáng qua thân thể đang đỏ rực của mình cùng với hai người Tô Ấu Vi và Võ Dao đang mắt nhắm chặt ở bên cạnh, trong đáy mắt hiện lên biểu cảm phức tạp. Lúc trước, tuy rằng là hắn vẫn đang trong trạng thái hôn mê, nhưng hắn cũng mơ hồ cảm giác được xảy ra chuyện gì. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Võ Dao sẽ chủ động giao trả một phần Thánh Long số mệnh cuối cùng kia về cho hắn. Hôm nay, trong cơ thể của hắn, Thánh Long số mệnh lại lần nữa viên mãn. Mà đối với chuyện này, mặc dù là Chu Nguyên cũng không nhịn được mà xuất hiện cảm xúc kiêu ngạo. Từ năm đó, lúc mới sinh ra,
Thánh Long số mệnh đã bị đoạt khiến cho hắn phải chịu biết bao đau khổ. Trong những năm gần đây, vì lấy lại thứ này, hắn đã bỏ ra không biết bao nhiêu giọt mồ hôi, nước mắt, cũng không biết bao nhiêu lần đứng trên bờ vực sinh tử. Nhưng bất luận là như thế nào, thiếu niên đến từ Đại Chu Vương Triều kia vẫn chưa bao giờ lựa chọn buông tha cho hy vọng. Mà trải qua nhiều năm cố gắng như vậy, hắn cũng rốt cục lại lần nữa lấy lại hết tất cả những gì đã từng thuộc về mình. Phụ vương, con đã làm được rồi. Chu Nguyên chậm rãi nắm chặt bàn tay, thấp giọng thì thào tự nói. Từ nay về sau, hai nhà chúng ta không còn ai thiếu nợ ai nữa. Hắn nhìn về phía Võ Giao, nhẹ nói ở trong lòng. Võ Vương chiếm số mệnh của hắn, đồng thời còn suýt chút nữa là hủy diệt Đại Chu Vương Triều. Nhưng Chu Nguyên cũng đã giết chết Võ Hoàng, Võ Vương cũng đã bị Võ Giao giết chết, Đại Võ Vương Triều tan vỡ. Hôm nay hắn cầm lại một phần Thánh Long số mệnh cuối cùng, cho nên ân oán dây dưa nhiều năm giữa hai bên cũng có thể xem như là đã chấm dứt được rồi. Trạng thái của ngươi bây giờ như thế nào? Đúng lúc này, ở một bên, Triệu Mục Thần kia hỏi. Chu Nguyên nhìn hắn một cái, ánh mắt thoáng dừng lại ở trên hai tay cục lũng của hắn rồi nói, tạo hình mới không tệ đâu, cùng ma không tay. Nghe thấy câu nói trêu chọc này của Chu Nguyên, khuôn mặt của Triệu Mục Thần lập tức đen lại. Chỉ có điều, cảm ơn. Chu Nguyên mặt lộ vẻ mỉm cười, mặc dù lúc trước là trạng thái hôn mê, nhưng hắn vẫn biết được Triệu Mục Thần đã làm những việc gì. Triệu Mục Thần mặt không biểu tình nói, chỉ là bởi vì nếu không giúp ngươi khôi phục thì chúng ta đều sẽ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm mà thôi. Cho nên ta đây là đang tự giúp chính mình, ngươi không cần phải cảm tạ ta. Dứt lời, giống như là muốn dời chủ đề nói chuyện sang việc khác, Triệu Mục Thần lại lần nữa nói, bây giờ trạng thái của ngươi như thế nào? Chu Nguyên nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, tốt hơn bao giờ hết. Hoàn toàn chính xác là vào lúc này, Chu Nguyên cảm giác được một loại sức mạnh lớn đến mức trong dĩ vãng bản thân không thể tưởng tượng đang tràn ngập khắp toàn bộ thân thể của mình, bất luận là ở bên trong hay bên ngoài, thân thể của hắn đều có được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi đã mở pháp vực rồi hay sao? Triệu Mục Thần có chút kinh hỉ nói. Chu Nguyên lắc đầu, nhìn thấy cái lắc đầu này của Chu Nguyên, khóe miệng của Triệu Mục Thần lập tức co lại. Vất vả làm nửa ngày vậy mà tu vi của ngươi vẫn còn là nguyên anh cảnh ư? Chu Nguyên thì là không để ý tới ánh mắt của Triệu Mục Thần, tâm niệm vừa động, cảm ứng tình huống trong thần phủ của mình, chỉ thấy vào lúc này nguyên khí ở trong đó mênh mông vô tận, thậm chí đủ để so sánh với pháp vực đệ tam cảnh phổ thông, mà chuyện làm cho hắn để ý nhất chính là một nguyên anh lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trung tâm thần phủ. So sánh với dĩ vãng thì nguyên anh kia đã xuất hiện biến hóa cực lớn, chỉ thấy được mặt ngoài của nguyên anh, có một lớp vảy rồng mỏng, mờ nhạt như ẩn như hiện. Biến hóa lớn nhất chính là hai mắt đã biến thành một đôi mắt rồng uy nghiêm thâm thúy. Đương nhiên chuyện làm cho cảm xúc trong nội tâm của Chu Nguyên dâng trào nhất chính là chiều cao của nguyên anh của hắn đã vượt qua 9 tấc 9, đột phá cực hạn. Chu Nguyên hít sâu một hơi, mặc dù tâm lý có chút chuẩn bị nhưng hắn vẫn như cũ là cảm thấy rung động khó tin. Nguyên anh ở trước mắt làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ thần dị, mặc dù biết chiều cao của nó đã vượt qua 9 tấc 9 nhưng cũng không có cách nào để chính thức nêu ra con số chính xác. Nếu như nhìn kỹ lại nó giống như là một ngọn núi cực lớn, khó có thể đo đạt chiều cao, nhưng chỉ trong chớp mắt lại cảm thấy nhỏ như có thể nắm trong lòng bàn tay. Chu Nguyên hiểu ra, sau khi Nguyên Anh đột phá chiều cao 9 tấc 9 cực hạn kia thì nó cũng đã mất đi sự trói buộc ở mặt ngoài, nó có thể lớn như núi, cũng có thể nhỏ như hạt cát. Nếu cực hạn đã phá, Chu Nguyên mở to mắt, trong đôi mắt có biểu cảm chờ đợi hiện ra. Hôm nay, hắn đã đạt đến yêu cầu của Yêu Yêu, như vậy, pháp vực cũng nên ngưng luyện rồi. Còn cần một vài thứ phụ trợ. Chu Nguyên nghiêng đầu, nhìn qua một chỗ ở sâu trong lòng đất, sau khi Thánh Long số mệnh nguyên vẹn, hắn nhận thấy bản thân tựa hồ càng thêm nhạy cảm đối với tàn hồn của Tổ Long rồi. Chỉ có điều nghĩ kỹ lại thì chuyện này cũng bình thường, dù sao Thánh Long số mệnh chính là do một phần nhỏ Tổ Long biến thành sau khi thân hóa vạn vật. Hắn cúi người, chạm tay vào mặt đất, sau đó xuề bàn tay ra rồi năm ngón tay co lại. Ngươi đang làm gì đó? Triệu Mục Thần nhíu mày hỏi, thằng này sau khi tỉnh dậy thì có chút lạ lùng. Chu Nguyên vẫn như trước không có để ý tới, chỉ là bảo trì tư thế duỗi bàn tay ra, duy trì trọn vẹn mấy phút đồng hồ. Mà khi Triệu Mục Thần đã cảm thấy không thể kiên nhẫn được nữa thì hắn bỗng rùng mình, biểu cảm trên mặt hắn chợt thay đổi, bởi vì hắn cảm thấy mắt đất dưới chân vừa hơi chấn động, tự hồ là có cái gì đó đang nhanh chóng tiếp cận. Vù, còn không đợi hắn tinh tế cảm ứng, mặt đất dưới chân đột nhiên vỡ ra, từng quần sáng giống như là những chú chim từ trong lòng đất bay ra. Những quần sáng này lao thẳng về phía Chu Nguyên. Cuối cùng vần quanh người hắn, mơ hồ có chấn động giống như là hoang hô truyền ra. Triệu Mục Thần kinh ngạc nhìn lại, chỉ sau một cái chớp mắt, con ngươi của hắn là đột nhiên co rút lại. Bởi vì hắn nhìn thấy ở bên trong những quần sáng lơ lửng quanh người Chu Nguyên kia đều có những hư ảnh hình rồng rất nhỏ đang uốn lượn du động, tự
từ trong đó một luồng khí tức uy nghiêm, cổ kính phát ra. Triệu Mục Thần cũng không xa lạ gì với loại khí tức này, rõ ràng đó chính là tàn hồn của Tổ Long. Nhưng khí tức ẩn chứa trong hư ảnh hình rồng trong những quần sáng kia nồng hậu, dày đặc hơn tàn hồn của Tổ Long bình thường rất nhiều. Đây là Tổ Long Hồng Tủy. Đến lúc này, Triệu Mục Thần cảm thấy kinh hãi rồi. Hắn tự nhiên là biết rõ Tổ Long Hồng Tủy là quý giá cùng hiếm thấy bực nào, cho dù là ở bên trong Thạch Long bí cảnh thì cũng vẫn rất thưa thớt, nhưng mà hiện tại, Chu Nguyên dĩ nhiên là trực tiếp móc nhiều như vậy từ trong lòng đất ra. Hắn thô sơ giản lược nhìn lại đám kia sợ là có hơn 20 phần Tổ Long Hồng Tủy. Ngươi đã rút sạch Tổ Long Hồng Tủy ở bên trong Thạch Long bí cảnh này rồi hả? Triệu Mục Thần không nhịn được nói, chỉ là lấy một bộ phận mà thôi. Chu Nguyên mỉm cười, nói, số Tổ Long Hồng Tủy này vốn là vật vô chủ, chúng ta không cầm đến tăng thực lực lên, một khi rơi vào trong tay của thánh tộc, đây chẳng phải là tư thông với địch hay sao? Triệu Mục Thần tức cười, Chu Nguyên cong ngón búng ra, chỉ thấy được hai phần Tổ Long Hồng Tủy chậm rãi bay về phía Triệu Mục Thần, chỗ tốt mỗi người đều có. Chu Nguyên ta cũng không phải là người ăn mảnh, Triệu Mục Thần này lúc trước tự phế hai tay, dùng huyết khí tới cứu hắn, Chu Nguyên tự nhiên sẽ không bạc đãi đối phương. Nhìn thấy hai phần Tổ Long Hồng Tủy trôi nổi ở trước mặt mình, Triệu Mục Thần cũng ngẩn người, hiển nhiên là chính hắn không nghĩ tới Chu Nguyên vậy mà sẽ tặng kỳ bảo mà đến cả cường giả pháp vực đệ tam cảnh đều thèm thuồng cho hắn. Triệu Mục Thần là người cao ngạo, hắn muốn tỏ vẻ bản thân không có gì hứng thú đối với loại của ăn xin này. Nhưng ánh mắt vừa dừng lại ở phía trên hai phần Tổ Long Hồng Tủy kia rồi cũng khó có thể di chuyển rồi. Vì vậy cuối cùng, hắn chỉ có thể yên lặng nuốt phần ngạo khí kia vào, thu hồi hai phần Tổ Long Hồng Tủy. Chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên kia vẫn là bộc lộ ra cảm xúc trong nội tâm. Chu Nguyên huy động tay áo, lại có bốn phần Tổ Long Hồng Tủy chia lìa ra rồi chui vào trong cơ thể của hai người đang đắm chìm ở trong tu luyện là Võ Giao cùng Tô Ấu Vi. Sau khi phân phối tốt, Chu Nguyên lại không do dự nữa, há miệng ra, lực hút hiện ra. Toàn bộ số Tổ Long Hồng Tủy còn lại đều chui vào trong miệng hắn. Ở một bên, nhìn thấy cảnh tượng này, Triệu Mục Thần không khỏi cảm thấy da đầu hơi run run. Tổ Long Hồng Tủy cực kỳ bá đạo, cho dù là pháp vực đệ tam cảnh cũng khó có thể luyện hóa hấp thu nhanh, mà hiện tại Chu Nguyên này lại trực tiếp nuốt trọn một đống. Thằng này muốn làm gì? Nghĩ đến đây, Triệu Mục Thần đột nhiên rùng mình. Hắn hiểu được thằng này muốn làm gì rồi. Chu Nguyên này là muốn trực tiếp mở pháp vực, chỉ có điều hắn lại là cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vì hắn ngược lại là rất muốn biết được, pháp vực thằng này mở ra lại sẽ kinh người cỡ nào. Chiến khu đầu rồng, ở dưới mặt đất, bên trên màn hào quang của kết giới có bao trùm một tầng tầng chất lỏng màu đỏ sền sệt giống như là máu tươi, mà những chất lỏng này hiển nhiên là có ẩn chứa tác dụng đặc thù là ăn mòn, ô nhiễm, cho nên theo thời gian trôi qua, kết giới phòng ngự tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người trong đại quân của chư thiên kia chính đang dần dần trở nên mỏng manh, ảm đạm. Xa xa, bên trên hư không, mặt kính có màu đỏ tươi như máu đứng sừng sững, không ngừng bắn ra những dòng chất lỏng màu đỏ tươi bao phủ kết giới. Những người trong đại quân của thánh tộc đứng vây xem ở xa xa, bọn họ nhìn qua vẻ mặt bối rối của những người trong đại quân của chư thiên ở phía sau kết giới, trên mặt đều lộ nụ cười khinh thường, tàn nhẫn. Chỉ cần đợi được đến khi cái kết giới này phòng ngự bị phá, như vậy tiếp theo những người trong đại quân của chư thiên này chính là heo chó đợi bọn họ làm thịt. Thái Hiên đứng lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt đạm mạc của hắn nhìn qua kết giới mỏng manh kia rồi đảo qua mấy người từ Bắc Diễn, khi tin trong đại quân của chư thiên rồi hắn âm thầm lắc đầu, cảm thấy có chút buồn chán, đám sâu kiến trong chư thiên vẫn là kém cỏi như thế. Loại sinh linh phế vật này làm sao có thể so sánh cùng thánh tộc cao quý ta đây? Trên thế gian này, chỉ có thánh thần của thánh tộc ta mới là duy nhất, những sinh linh mà vị Tổ Long sáng thế kia sáng tạo ra đến này không hề có tiềm lực, chỉ có điều kết quả cuối cùng rồi cũng vậy. Chung quy lại là đám sinh linh này cũng sẽ bị diệt sạch, thế gian này sẽ trở về trong lòng bàn tay của thánh thần. Thái Hiên lắc đầu, thản nhiên nói với những người trong kết giới, đợi đến lúc kết giới nghiền nát, nếu như có người quỳ xuống đầu hàng, trở thành nô lệ cho thánh tộc ta thì có thể lưu tính mạng. Nghe được lời hắn nói, trên mặt tất cả người trong đại quân của chư thiên đều lộ vẻ tức giận, người này bụng dạ khó lường, lúc này lại vẫn muốn đả kích sĩ khí. Nước mắt cá sấu quả thực buồn cười, người trong chư thiên ta đều là anh hùng. Cận kề cái chết cũng không đầu hàng, Hy Tinh lạnh lùng nói, người trong chư thiên ta đều là anh hùng, cận kề cái chết cũng không đầu hàng. Nghe xong lời nói hùng hồn của Hy Tinh, trong mắt rất nhiều cường giả trong chư thiên có chiến ý bốc lên, sau một khắc, vô số tiếng trống phấn chấn lòng người vang vọng. Thái Hiên thấy thế, cười cười, không quan tâm nói, cảm động đến cực điểm, đã như vậy thì tất cả đều đi chết đi, cái kết giới này còn có thể trụ được khoảng nửa nén hương. Đây cũng chính là khoảng thời gian cuối cùng của các ngươi rồi. Cố gắng hưởng thụ đi, nói xong, hắn chắp hai tay về phía sau lưng,
mắt khép hờ, gần kề chỉ là một người đứng lơ lửng giữa hư không, nhưng cảm giác áp bách phát ra từ đó lại làm cho tất cả cường giả, pháp vực cảnh bên phía chư thiên đều cảm thấy hô hấp khó khăn, sự sợ hãi trong mắt căn bản không che giấu được. Đối phương quá mức cường đại, quả thực làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Trước kia, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời lại có pháp vực cảnh mạnh mẽ đến trình độ đáng sợ như thế, hiện tại Thái Hiên chỉ sợ chính là người mạnh nhất phía dưới thánh giả rồi. Vào lúc này, trong kết giới, áp lực đến gần như cứng lại, mà thời gian nửa nén hương cũng chậm rãi trôi qua. Mọi người nhìn qua Thái Hiên đứng lơ lửng bên trên hư không, khí thế vẫn mênh mông cường thịnh như trước kia, trong mắt không khỏi hiện ra biểu cảm tuyệt vọng. Bọn họ lui về đằng sau kết giới, nguyên vốn là trông cậy vào sức phòng ngự của kết giới để có thể chống trả Thái Hiên kia cho đến lúc tác dụng cường hóa của đối phương mất đi, nhưng hiện tại xem ra, kết giới hiển nhiên là không thể chống đỡ cho đến lúc đó rồi. Vào lúc này, sắc mặt của Từ Bắc Diễn cũng cực kỳ khó coi, hắn nắm chặt hai bàn tay lại, chỉ có điều ở chỗ sâu trong ánh mắt của hắn khi nhìn về phía Thái Hiên thì là ẩn chứa cảm xúc sợ hãi. Chư vị, kết giới sắp nghiền nát, chúng ta đã không còn con đường nào để lui lại nữa, chuẩn bị liều mạng, tử chiến cùng đối phương thôi. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng của Hy Tinh vang lên, trong đó ẩn chứa sự kiên quyết. Tất cả những cường giả pháp vực đệ tam cảnh ở xung quanh đều đưa mắt nhìn về phía nàng. Vào lúc này, thấy được thái độ kiên quyết, không sợ hãi này của Hy Tinh, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy khâm phục. Dù sao khi đối mặt với địch nhân mạnh như thế mà còn có thể bảo trì cảm xúc không sợ hãi cùng chiến ý, đây cũng không phải là việc mà tất cả mọi người có thể làm được. Thái Hiên này có được thực lực mạnh như vậy là kết quả do thánh tộc tập trung tất cả sức mạnh mới sáng tạo ra. Nếu như có thể liều mạng giết chết hắn ở chỗ này, cho dù tất cả chúng ta có tự bạo pháp vực, đó cũng là đáng giá. Hy Tinh đưa mắt nhìn về phía những người khác rồi chậm rãi nói, chỉ là xem. Chúng ta có dám hay không mà thôi, tự bạo pháp vực sao? Nghe thấy đề nghị này của Hy Tinh, trong lòng của tất cả những cường giả pháp vực cảnh khác ở xung quanh đều khẽ rung lên, biểu cảm trong ánh mắt trở nên phức tạp. Bởi vì hành động tự bạo pháp vực này có thể xem như là thủ đoạn liều chết cuối cùng của mọi pháp vực cảnh, mà một khi thi triển sẽ không còn cơ hội hối hận quay đầu, chỉ có một đường chết mà thôi. Vào lúc này, nhìn qua Hy Tinh tỏa ra khí thế lăng lệ ác liệt, quyết tuyệt, yết hầu của Từ Bắc Diễn hơi nhấp nhô rồi hắn mở miệng, khô chát nói, Hy Tinh nguyên lão, chuyện không đến mức cần phải làm như thế đi. Ở đây đều tinh nhuệ của chư thiên, mất một người cũng là tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, nếu như chuyện không thể làm, vì sao không tạm lui một bước? Bảo tồn sức mạnh mới là chuyện trọng yếu nhất, Hy Tinh lạnh lùng nhìn hắn rồi nói, lúc này, chúng ta lui về phía sau cũng tức là đã nhường Thạch Long bí cảnh cho thánh tộc mà thánh tộc hoàn toàn có thế bằng vào tài nguyên này để đào tạo thêm rất nhiều, cường giả. Mà về sau, khi thánh tộc xâm phạm chư thiên, đến lúc đó ngươi lại có thể chạy đi đâu đây, hay là nói, Từ Bắc Diễn ngươi. Sợ rồi, đối mặt với vẻ hùng hổ dọa người của Hy Tinh, Từ Bắc Diễn cảm thấy lưng của mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong nội tâm thầm mắng nữ nhân điên, nhưng lúc này những người khác cũng đang đưa mắt nhìn đến, hắn nếu như thừa nhận bản thân sợ hãi thì sau này thanh danh sợ là sẽ hủy hết, vì vậy, hắn miễn cưỡng cười cười, nói, làm sao có thể, răng rắc, mà khi bọn họ còn đang nói chuyện, đột nhiên có một tiếng vỡ vụn rất nhỏ vang lên, thanh âm kia mặc dù không vang nhưng mà rơi vào trong tai của những người bên trong kết giới lại tựa như là tiếng sấm nổ bên tai vậy. Làm cho tóc gáy toàn thân của mọi người dựng ngược lên, từng ánh mắt kinh hãi lập tức nhìn về phía chỗ thanh âm vừa vang lên và lập tức nhìn thấy phía trên màn hào quang của kết giới kia có một vết rách xuất hiện và đang chậm rãi lan, rộng ra, kết giới muốn phá, có giọng nói khô khốc vang lên, răng rắc, chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủn, thanh âm vỡ nát liên tiếp vang lên, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người trong kết giới, vết rách nhanh chóng lan tràn, cuối cùng bao trùm toàn bộ màn hào quang của kết giới, từ xa nhìn lại. Giống như là vỏ trứng gà vừa bị đập vậy, quỳnh, khi vết rách đạt đến mức cực hạn thì màn hào quang phòng ngự rốt cục không có cách nào để chịu đựng nữa, một tiếng nổ thật lớn vang lên, kết giới vỡ nát, biến thành vô số điểm sáng, khoảnh khắc kia tựa như là ngay cả thời gian đều động lại. Bên trên hư không, Thái Hiên đang đứng chắp tay cũng chậm rãi mở mắt ra, biểu cảm trong đó chỉ có đạm mạc vô tình, hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào đại quân của chư thiên đã mất đi bảo hộ, giọng nói lạnh nhạt đột nhiên vang lên, vòng bảo hộ của các ngươi đã phá. Tiếp theo là các ngươi lựa chọn chết, hay là quỳ xuống làm nô lệ. Quỳnh, trả lời hắn là một luồng nguyên khí bộc phát, người vừa ra tay chính là Hy Tinh, nàng không nói bất kỳ lời nào, chỉ là thúc giục nguyên khí chính diện nghênh tiếp, nàng dùng hành động biểu lộ đáp án. Ở phía sau, những cường giả pháp vực cảnh kia thấy thế, trong mắt xẹt qua biểu cảm xấu hổ, chiến ý của bọn họ thậm chí còn không bằng một nữ tử. Lên đi, chúng ta có thể bại nhưng không thể nhục.
có cường giả pháp vực đệ tam cảnh trầm giọng nói, bá, chỉ sau một cái chớp mắt, từng luồng nguyên khí cường hãn bộc phát, thân hình của bọn họ hóa thành vệt sáng mãnh liệt bắn ra. Khi Tinh Song ở phía đầu, ánh mắt của nàng tập trung vào thân hình của Thái Hiên, trong đôi mắt tràn đầy kiên quyết, nàng biết rõ dùng thực lực của mình thì căn bản không có cách nào để chống đỡ Thái Hiên, cho nên lần này ra tay, trong lòng nàng đã có quyết tâm liều mạng, nàng muốn dùng hành động để tăng cường sĩ khí của chư thiên, mượn cái chết của mình giúp bọn họ có thêm chiến ý. Phong thần pháp vực màu xanh nhanh chóng khuếch trương, đồng thời sức mạnh ở trong đó cũng trở nên cực kỳ cuồng bạo. A, à, đây là muốn pháp vực tự bạo sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt của Thái Hiên hiện lên biểu cảm hứng thú, nữ nhân này ngược lại là có chút huyết khí, đáng giá thưởng thức, chỉ có điều, hắn nở một nụ cười quỷ dị, xem ra ngươi còn không có thể nghiệm được cái gì gọi là tuyệt vọng, ở trước mặt ta, ngay cả tư cách tự bạo pháp vực ngươi cũng không có. Thái Hiên vừa liếc mắt nhìn đã hiểu rõ ý đồ của Hy Tinh, nàng muốn dùng việc tự bạo của bản thân để kích thích người trong đại quân của chư thiên tự chiến, nhưng hắn cũng không có ý định cho nàng thực hiện được, chỉ thấy được, ở trong thánh đồng giữa mi tâm của hắn có thánh quang lưu chuyển, chỉ sau một cái chớp mắt, một chùm tia sáng bắn ra, chùm tia sáng kia có tốc độ quá nhanh, mắt thường không có cách nào để nhìn rõ, ngay cả Hy Tinh cũng không thể phản ứng kịp, chỉ trong nháy mắt này nàng đã bị chùm tia sáng này bao phủ, lại sau đó, nàng kinh hãi vì phát giác được cả pháp vực lẫn bản thân đều ở thời khắc này đã mất đi khống chế, thân thể của nàng cứng lại ở giữa hư không, tựa như là con muỗi bị đông kết trong hổ phách. Trên mặt Thái Hiên hiện ra biểu cảm trêu tức, hắn giơ ngón tay lên, đầu ngón tay có nguyên khí đáng sợ hội tụ đến, chỉ sau một cái chớp mắt, một thanh trường mâu bằng sấm sét đã được tạo thành phía trên đầu ngón tay. Ở phía trên thanh trường mâu kia, sấm sét bị áp súc, tạo thành từng đường vân cổ xưa, tràn đầy hủy diệt chi ý. Đây là Lôi Ma Mâu. Nếu ngươi đã có ý hiến thân, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hắn cong ngón tay rồi búng ra, hư không phía trước ầm ầm vỡ nát, giống như có một vệt sáng màu đen phá không bay ra, chỉ trong chớp mắt nó đã xuất hiện ở phía trước Hy Tinh. Vào lúc này, trong ánh mắt của Hy Tinh cũng phản chiếu hình ảnh của Lôi Mâu, khí tức hủy diệt tỏa ra trên đó cũng làm cho nàng minh bạch, một khi nàng bị đánh trúng thì sẽ tan thành mây khói. Nhưng nàng không có e ngại, chỉ là cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Nàng không sợ chết nhưng lại không muốn bản thân chết đi một cách không có giá trị như vậy, mà hiển nhiên, đối phương là cố ý, hành động trêu đùa mang tư thái cao cao tại thượng này làm cho Hy Tinh vô cùng phẫn nộ, mà ở phía sau kia, vào lúc này, thân hình của rất nhiều pháp vực đệ tam cảnh vốn là đang lao ra cũng hơi ngưng trệ trong một cái chớp mắt, sau khi Lôi Mâu xuất hiện ở trước Hy Tinh, dũng khí tử chiến cũng đã bị phai mờ, thật sự. Cứ như vậy đã xong sao, bọn họ có chút thống khổ lẩm bẩm nói. Hy Tinh nhìn chằm chằm vào Lôi Mâu đang gào thét lao đến, cuối cùng có chút vô lực nhắm mắt, sư tôn, đại sư huynh. Hy Tinh vô năng, chỉ có thể đi trước một bước rồi, cũng tốt, ta có thể đi cùng tiểu sư đệ, miễn cho hắn cảm thấy cô đơn. Nàng tự dễu thấp giọng nói, Quỳnh, ở phía trước, hủy diệt Lôi Mâu đánh nát hư không, mãnh liệt bắn tới, Hy Tinh đã có thể cảm giác được sức mạnh đáng sợ kia đập vào mặt rồi. Vô số ánh mắt đều dừng lại ở cảnh tượng này, thời gian vào lúc này giống như là đã đông lại. Chỉ có điều, ngay khi Lôi Mâu sắp sửa đánh trúng Hy Tinh thì trong một cái chớp mắt kia, từ trong hư không đột nhiên có một bàn tay đưa ra ngoài, bắt lấy hủy diệt Lôi Mâu kia. Chỉ thất bàn tay kia nhẹ nhàng nắm chặt, Lôi Mâu giống như là mang long gào thét lại bị hắn một mực cầm chặt, rốt cuộc không có cách nào để tiến thêm chút nào. Năm ngón tay trên bàn tay thon dài đột nhiên xoa xoa, bùng, Lôi Mâu lập tức nổ tung. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh, vô số ánh mắt nhìn qua nơi này và tất cả mọi người lập tức trợn mắt há hốc mồm. Mà chờ đợi hồi lâu nhưng Hy Tinh cũng chưa cảm giác được hủy diệt chi lực vọt tới, trong nội tâm không khỏi có chút nghi hoặc, mà khi nàng sắp sửa mở mắt ra nhìn thì nàng nghe thấy được một tiếng cười truyền đến, thanh âm quen thuộc kia làm cho nàng cảm thấy chóp mũi cũng hơi cay cay. Hy Tinh sư tỷ, sư đệ ta còn sống tốt lắm, sư tỷ cũng không nên nguyền rủa ta như vậy chứ. Hy Tinh mở mắt, sau đó nàng thất thần khi nhìn qua trước mắt, chỗ đó có một bóng người quen thuộc đang đứng lơ lửng giữa không trung, hắn bảo trì tư thế bàn tay nắm chặt. Bóp nát Lôi Mâu, trong ánh mắt nhìn về phía nàng ẩn chứa biểu cảm vui vẻ. Chu Nguyên, Hy Tinh nhìn chằm chằm vào gương mặt kia, sau khi trầm mặc mấy giây rốt cục không nhịn được nhẹ nhàng lên tiếng, trong thanh âm có ẩn dấu biểu cảm khó tin. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới, người vừa ra tay tránh cho mình bị vẫn lạc, vậy mà sẽ là tiểu sư đệ mà nàng cho rằng lúc trước đã bị Thái Hiên giết chết. Đệ không chết sao? Khiếp sợ cũng không lâu lắm, trên gương mặt của Hy Tinh lại là có thêm biểu cảm vui mừng hiện ra đến. Chu Nguyên cười gật gật đầu, đến tận lúc này,
Khi Tinh mới có tâm trạng đánh giá Chu Nguyên và biểu cảm trên khuôn mặt cũng theo thời gian dần trôi qua mà càng thêm ngưng trọng, bởi vì nàng phát hiện lúc đối mặt với người sau, nàng vậy mà cảm thấy một luồng áp lực như có như không. Hơn nữa, nàng còn không có cách nào để cảm ứng được cường độ nguyên khí của người sau, người trước mắt tựa như là một vực sâu, làm cho không người nào có thể tìm được điểm đáy. Chuyện này làm cho cảm xúc ở sâu trong nội tâm nàng cuồn cuộn giống như là dời sông lấp biển, nàng không có cách nào để minh bạch, vì sao chỉ mới có nửa ngày ngắn ngủn, Chu Nguyên lại có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế. Mà khi Hy Tinh bởi vì khiếp sợ mà có chút thất thần thì ở phía đằng sau kia, trong kết giới đã nghiền nát, đại quân của Chư Thiên cũng phát hiện Chu Nguyên đột nhiên xuất hiện, trong lúc nhất thời có những tiếng bàn luận xôn xao liên tục vang lên, đó chẳng phải là Chu Nguyên hay sao, hắn vậy mà không chết. Hơn nữa hắn sao mà có vẻ đã trở nên mạnh mẽ hơn vậy. Lúc trước, lôi mâu của Thái Hiên kia lại bị hắn bóp nát. Là ta hoa mắt hay sao? Ngươi có lẽ không có hoa mắt. Hắn thật sự làm được, thật sự là đáng sợ. Thực lực của hắn tự hồ là đã tăng mạnh rồi. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao bộc phát, tất cả mọi người trong đại quân của Chư Thiên đều trợn mắt há hốc mồm. Nhìn qua hình ảnh Chu Nguyên giống như là thiên thần hạ phàm kia. Trong lòng của bọn họ thật sự không có cách nào để minh bạch trong nửa ngày ngắn ngủn này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại có thể lại để cho người sau lột xác đến loại tình trạng này. Phần đông cường giả pháp vực đệ tam cảnh cũng mặt lộ vẻ ngưng trọng, thực lực của bọn họ càng mạnh hơn nữa, cho nên bọn họ cũng có thể phát giác được lúc này Chu Nguyên đáng sợ đến mức nào. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chỉ có điều mặc dù bọn họ rất nghi hoặc không biết Chu Nguyên đã làm như thế nào để thực lực tăng lên đến mức đáng sợ như vậy. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng cho việc gánh nặng trong lòng của bọn họ đã được giảm bớt. Vào lúc này, có thể thêm một vị cường giả chiến lực đỉnh tiêm chung quy vẫn là tốt hơn không có. Mà về phần muốn Chu Nguyên chống lại Thái Hiên, bọn họ ngược lại là không nghĩ qua. Dù sao thực lực mà Thái Hiên thể hiện ra đã để lại bóng ma tâm lý thật sự là quá lớn trong lòng của bọn họ rồi. Từ lúc Chu Nguyên hiện thân thì sắc mặt của Từ Bắc Diễn đã có chút âm trầm không xác định, ở chỗ sâu trong đôi mắt của hắn có biểu cảm nổi giận cùng sợ hãi đang chớp động. Trong nội tâm gầm thét, hắn như thế nào không chết? Làm sao có thể? Lúc trước Chu Nguyên bị hắn ám toán một lần, cho nên phải cứng rắn chống đỡ trực tiếp một đòn của Thái Hiên. Đòn tấn công kia mạnh mẽ thế nào? Trong lòng Từ Bắc Diễn cũng có suy đoán. Theo hắn thấy, cho dù là cường giả pháp vực đệ tam cảnh bị đánh trúng thì cũng sẽ trọng thương thậm chí mất mạng, mà Chu Nguyên này làm sao có thể còn sống được? Hơn nữa, chuyện làm cho Từ Bắc Diễn cảm thấy sợ hãi chính là Chu Nguyên của hiện tại đã khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Đáng chết. Tiểu tạp chủng này như thế nào không có bị một chưởng của Thái Hiên kia đập chết đi cho rồi, Từ Bắc Diễn phẫn nộ gào thét trong nội tâm. Lúc trước, hắn lựa chọn thời cơ ra tay ám toán cực kỳ hoàn mỹ, đủ để cho những người khác không nhìn ra bất luận dấu vết gì. Khi đó, hắn còn vì thế mà âm thầm tự đắc, nhưng mà hiện tại Chu Nguyên xuất hiện, trực tiếp đánh tâm tình của hắn rớt xuống đáy cốc, hắn có lẽ không có phát giác được việc ta ám toán đi. Từ Bắc Diễn hít sâu một hơi, áp chế sự tức giận ở trong lòng. Chợt lại khẽ nhíu mày, có chút lo lắng, nếu như là Chu Nguyên lúc trước, hắn ngược lại là cũng không có e ngại gì, nếu như không là vì kiên kỵ Thương Uyên cùng với thần nữ thì hắn cũng đã sớm để cho Chu Nguyên biến mất, nhưng bây giờ Chu Nguyên rõ ràng là đã lột xác, thực lực tăng mạnh, dù cho Từ Bắc Diễn cũng không dám có ý khinh thường, bắt đầu cẩn thận đề phòng. Khi đại quân ở bên phía Chư Thiên bởi vì Chu Nguyên xuất hiện mà xôn xao thì ở bên trên hư không xa xa kia, Thái Hiên cũng đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, ngươi vậy mà còn sống ư? Hắn kinh ngạc cười nói, một đòn lúc trước của hắn mạnh như thế nào hắn sao không biết, Chu Nguyên này chỉ có tu vi nguyên anh cảnh, sao có thể sống sót được. Hơn nữa, thực lực tự hồ là đã có biến hóa rất lớn. Trong thánh đồng của Thái Hiên có một vệt sáng lướt qua, ánh mắt tập trung vào Chu Nguyên rồi hắn nhíu mày nói, đây là mở pháp vực. Thực lực của Thái Hiên này hoàn toàn chính xác là rất mạnh mẽ, người bên ngoài không thể nhìn ra được, nhưng hắn vẫn đã nhận ra nguyên khí của Chu Nguyên có sự khác biệt với dĩ vãng, có ý tứ rồi. Thái Hiên cười nhạt một tiếng, vào lúc này, ánh mắt của Chu Nguyên cũng dừng lại ở trên người Thái Hiên kia một lát, sau đó nghiêng đầu nói với Hy Tinh cùng các vị pháp vực đệ tam cảnh, tiếp theo để ta đến đối phó hắn, các vị để ý đến những người khác của thánh tộc là được, ngươi muốn độc đấu với Thái Hiên ư? Nghe được lời nói của Chu Nguyên, những cường giả của pháp vực đệ tam cảnh đều cảm thấy kinh hãi, mà ngay cả sắc mặt của Hy Tinh đều biến hóa, nàng vội vàng nói, Chu Nguyên, đệ đừng có nói lung tung. Mặc dù hôm nay thực lực của đệ tăng mạnh nhưng nếu có chúng ta hiệp trợ, phần thắng sẽ càng nhiều một ít, nàng lo lắng Chu Nguyên tuổi trẻ khí thịnh, bởi vì lúc trước bị Thái Hiên đánh trọng thương, lúc này mới không nhịn được muốn lấy lại danh dự, nhưng mà cục diện bây giờ cũng không phải là thời điểm thể hiện, Chu Nguyên bất đắc dĩ cười,
nói, bởi vì với thực lực của các ngươi chỉ sợ không xen tay vào trận chiến đấu của chúng ta được. Tất cả mọi người là không nói gì, bọn họ thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, nếu không là nơi không đúng, bọn họ thực là muốn nói, nửa ngày ngắn ngủn thời gian không thấy, tiểu tử ngươi như thế nào phiêu thành như vậy. Tuy rằng lúc trước Chu Nguyên đã ra tay chặn được một đòn công kích của Thái Hiên, nhưng đó cũng chỉ là một đòn tùy ý chứ thực sự không phải là toàn lực của Thái Hiên. Hơn nữa, trong bọn họ cũng không có người thật sự cho rằng, hiện tại Chu Nguyên có thể chống đỡ được đối phương. Cuối cùng vẫn là Hy Tinh do dự một chút rồi nói, chúng ta hãy cứ tin tưởng Chu Nguyên đi. Nói xong, nàng quay sang, thấp giọng nói một câu với Chu Nguyên, sự đệ cẩn thận một chút. Nếu thấy tình huống không đúng thì hãy lập tức lui lại. Chúng ta sẽ tùy thời ra tay giúp sư đệ. Nàng nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, thân hình lui về phía sau. Những cường giả pháp vực đệ tam cảnh khác thấy thế, chỉ có thể có chút tức giận trừng mắt nhìn Chu Nguyên rồi cũng lui về phía sau theo Hy Tinh. Ngươi dĩ nhiên là định đấu một mình với ta hay sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, Thái Hiên không khỏi mỉm cười, chỉ là biểu cảm trong đôi mắt kia lại không thấy chút nào vui vẻ, ngược lại tràn ngập lãnh khốc hờ hững, đúng là một con rệt không biết sống chết, muốn chết, còn không dễ dàng hay sao? Ở trước mặt ta muốn làm anh hùng, ngươi cũng xứng hay sao? Ngay khi Thái Hiên kia vừa dứt lời thì mọi người đã lập tức thấy được hư không ở phía trên Chu Nguyên đột nhiên bị xé rách, một quyền ấn vô cùng khổng lồ ngang nhiên hàng lâm, phía trên quyền ấn khổng lồ kia hình như có ngàn vạn ngôi sao lấp lóe. Một quyền này rơi xuống tỏa ra uy áp mạnh mẽ đến mức khiến cho mọi người có cảm tưởng không gian đều như sắp sửa nứt vỡ. Ở phía sau, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của mấy người Hy Tinh lập tức biến đổi. Bọn họ có thể cảm giác được đòn Thái Hiên này lần này của Thái Hiên chính là toàn lực, xem ra những lời nói của Chu Nguyên cũng đã thật sự khiến cho đối phương nổi giận rồi. Một quyền này đáng sợ hơn một đòn đánh trọng thương Chu Nguyên lúc trước nhiều. Chu Nguyên, cẩn thận, Hy Tinh vội vàng nhắc nhở. Những người khác cũng nhíu chặt mày, ngược lại là chỉ có Từ Bắc Diễn kia thì khác, khóe miệng bí ẩn nhếch lên tạo thành nụ cười vui vẻ. Chỉ có điều nụ cười này cũng chỉ thoáng qua, không dễ dàng phát giác. Tiểu tạp chủng này không ngờ lại tự đại đến mức ngu xuẩn như thế. Cũng tốt, nếu như đối phương chết ở trong tay Thái Hiên thì hắn cũng không cần lại phải lo lắng nữa. Nhưng mà ở trong ánh mắt sợ hãi của rất nhiều người kia, biểu cảm trên mặt của Chu Nguyên lại vẫn như thường, chỉ thấy hắn đạp mạnh chân xuống đất, ngay sau đó chợt có một luồng nguyên khí mênh mông từ đỉnh đầu phóng lên trời. Luồng nguyên khí này vừa hiện ra đã nhanh chóng biến thành hư ảnh của một con rồng khổng lồ màu tử kim. Hơn nữa nếu như cẩn thận quan sát thậm chí sẽ phát hiện ở mặt ngoài của con rồng khổng lồ kia giống như là có thêm một tầng vảy rồng như ẩn như hiện. Luồng nguyên khí này vừa hiện ra là đã bộc phát ra uy áp khổng lồ khuếch tán ra khắp xung quanh. Cảm nhận được uy áp này, sắc mặt của rất nhiều cường giả pháp vực cảnh ở đây đều không nhịn được mà biến đổi. Ánh mắt chấn động nhìn qua luồng nguyên khí giống như là một con rồng khổng lồ này. Đây là cửu phẩm nguyên khí. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của rất nhiều người kia, tử kim long khí phóng lên trời. Chỉ sau một cái chớp mắt, một bộ vuốt rồng cực lớn đột nhiên từ trong đó đánh ra. Trên bộ vuốt rồng này, vảy rồng lấp lóe ánh sáng chói mắt, mang theo một luồng khí tức man hoang làm cho mọi người có cảm tưởng một quyền này đủ để nổ nát cả bầu trời. Long trảo bắn ngược lên, nghênh tiếp cùng tinh không quyền ấn đang giáng xuống kia. Rầm rầm, sóng nguyên khí bộc phát ra đến từ giữa hư không. Sau đó, mọi người đều kinh hãi khi nhìn thấy, khi cả hai va chạm thì long trảo kia bộc phát ra tiếng long ngâm vang trời. Mà tinh không quyền ấn đang giáng xuống kia lại đột nhiên vỡ nát, vô số điểm sáng rơi xuống tựa như là một cơn mưa sao băng. Mà vào lúc này khuôn mặt của mọi người trong đại quân của chư thiên thì là hơi ngây ra, nhưng chỉ sau mấy giây, tất cả bọn họ đều sắc mặt đỏ bừng, miệng rống to lên, cảm xúc kích động điên cuồng bừng lên, cơ hồ là làm cho bọn họ có loại cảm giác lệ nóng doanh trọng. Bởi vì kể từ sau khi dáng vẻ vô địch của Thái Hiên hiện ra thì đây là lần đầu tiên đòn tấn công của đối phương bị người dùng sức một mình đánh vỡ. Những điểm sáng phiêu tán bay đầy trời, tựa như một hồi bắn pháo hoa long trọng. Mà vào lúc này, sau khi nhìn thấy cảnh tượng kia, bất luận là bên phía chư thiên hay là bên phía thánh tộc, sắc mặt của cường giả ở hai bên đều đột nhiên kịch liệt biến đổi, ai cũng không nghĩ tới, Thái Hiên xưa nay đánh đâu thắng đó vậy mà vào lúc này lại bị Chu Nguyên ngăn cản. Chu Nguyên kia như thế nào lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Ở phía sau Hy Tinh bao gồm nhiều cường giả pháp vực đệ tam cảnh cũng chỉ thất thần trong một chốc lát, sau đó cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Trong mắt bọn họ không nhịn được có biểu cảm sợ hãi lẫn vui mừng dũng mãnh tiến ra. Mặc dù bọn họ không biết Chu Nguyên làm như thế nào mà có thể mạnh mẽ đến loại tình trạng biến thái này, nhưng bất luận là như thế nào, đối với thế cục hiện tại thì chuyện này quả thực chính là cây cỏ cứu mạng. Trong đại quân của chư thiên cũng bộc phát ra những tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Lúc trước bọn họ bị Thái Hiên kia áp chế quá ác, hiện tại, sau khi nhìn thấy Chu Nguyên đứng ra, hơn nữa còn đã ngăn được Thái Hiên thế không thể đỡ kia. Chuyện này đương nhiên là sẽ khiến cho bọn họ cùng hỉ kích động,
như thế nào lại mạnh như vậy? Nhìn thấy cảnh tượng này, Từ Bắc Diễn cũng hơi có chút run rẩy. Hắn nhìn qua bóng lưng của Chu Nguyên, toàn thân đều cảm thấy lạnh lẽo cùng với một loại cảm xúc ghen ghét không che giấu được. Trong dĩ vãng, mặc kệ việc Chu Nguyên làm ra bao nhiêu thành tích, bất kể là thành công lúc luyện chế tổ long đan hay biểu hiện trong chiến khu, kỳ thật Từ Bắc Diễn đều không tính đặc biệt để ý, bởi vì khi đối đãi với Chu Nguyên, trong lòng của hắn vẫn luôn mang theo một loại cảm xúc ưu việt. Dù sao người sau bất luận là như thế nào thì cũng chỉ là một nguyên anh cảnh mà thôi, còn hắn lại là pháp vực đệ tam cảnh hàng thật giá thật, thậm chí có tư cách vấn đỉnh thánh giả. Đây chính là phương diện giúp cho hắn vẫn có cảm giác ưu việt, nhưng bây giờ, loại cảm giác về sự ưu việt này đã bị dẫm đạp đến nát bấy. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hai mắt của Thái Hiên cũng theo thời gian dần trôi qua mà dần híp lại, khuôn mặt vốn dĩ bất cần lần đầu trở nên chăm chú hơn, bởi vì sức mạnh ẩn chứa trong đòn phản kích lúc trước của Chu Nguyên kia cũng vượt qua những pháp vực đệ tam cảnh khác rất xa. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, thực lực của người vừa mới mở pháp vực lại có thể đạt tới loại tình trạng này. Thái Hiên nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, chậm rãi nói, ta thấy danh hiệu pháp vực cảnh mạnh nhất của chư thiên có lẽ chính là của ngươi rồi. Chỉ có điều như vậy mới có chút thú vị chứ, cuối cùng là cũng có người có tư cách để cho ta ra tay thực sự rồi. Thái Hiên nhếch miệng cười rộ lên, trong ánh mắt giống như là có thêm biểu cảm chờ đợi dũng mãnh tiến ra. Ngay sau đó thì từ trong cơ thể của hắn đã có một luồng nguyên khí mênh mông ầm ầm bộc phát, luồng nguyên khí kia có màu đỏ tươi như máu, ngay khi xuất hiện thì toàn bộ phía chân trời đều biến thành màu đỏ sậm. Nguyên khí màu đỏ tươi tựa như là một biển máu khuếch tán, nhuộm đỏ bầu trời. Nguyên khí cửu phẩm sao? Đừng tưởng rằng cũng chỉ một mình nhà ngươi mới có. Tiếng thét dài giống như là tiếng sấm cuồn cuộn của Thái Hiên vang lên, vọng khắp đất trời. Nhìn qua luồng nguyên khí màu đỏ tươi giống như là một biển máu ở sau lưng Thái Hiên, trong ánh mắt của mọi người bên phía chư thiên đều hiện lên biểu cảm sợ hãi. Loại nguyên khí này đặc sệt giống như là máu tươi vậy, hơn nữa, ở bên trong biển máu cuồn cuộn mơ hồ còn có tiếng gào rít tầm thường khó có thể phát giác. Cái loại cảm giác này tựa như là bên trong biển máu này có ẩn chứa sinh vật kỳ dị nào đó. Bất luận là trong mắt của những người bên phía chư thiên hay là bên phía thánh tộc đều lộ ra biểu cảm cực kỳ hâm mộ. Nguyên khí cửu phẩm, đó là loại nguyên khí mạnh nhất trên đời này. Chỉ có điều nguyên khí cửu phẩm cực kỳ hiếm thấy, nhìn khắp toàn bộ thiên nguyên giới, công pháp có thể tu thành nguyên khí cửu phẩm cũng hiếm thấy đến cực điểm. Bởi vì cho dù là thánh giả đều rất khó sáng tạo ra được công pháp cao cấp bậc này, mà chỗ đặc thù nhất của nguyên khí cửu phẩm đó chính là sinh ra đời linh tính cùng với tánh mạng, nói đơn giản thì là nguyên khí đã có linh. Nghe đồn nếu như bị loại nguyên khí này xâm nhập trong cơ thể thì những người phía dưới thánh giả chắc chắn sẽ chết, căn bản là không người có thể dựa vào sức mạnh của bản thân để tự thanh trừ, ngược lại là còn theo thời gian dần trôi qua sẽ bị luồng nguyên khí này cắn nuốt sạch nguyên khí ở trong cơ thể. Cuối cùng cho dù là cường giả pháp vực cảnh cũng sẽ dần dần suy yếu cho đến tận lúc chết, cửu phẩm cùng bát phẩm. Chênh lệch như vực sâu, hai bên gần như là một loại lột xác, mà lúc này ở trong mắt của Chu Nguyên, biển máu màu đỏ tươi tựa như là một con huyết ma đang điên cuồng gầm thét. Hơn nữa, ở bên trong loại nguyên khí màu đỏ tươi này của Thái Hiên, hắn còn cảm nhận được một loại chấn động quen thuộc. Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nhanh chóng nhớ lại cảm giác quen thuộc này là tới từ đâu, đó là lúc trước, khi chiến đấu cùng già đồ. Người sau cũng từng thi triển một loại nguyên khí cực kỳ lợi hại. Hơn nữa, chuyện khiến cho Chu Nguyên có cảm giác kinh dị nhất chính là nguyên khí của đối phương lại cực kỳ tương tự nguyên khí của Tổ Long Kinh, tự hồ công pháp kia gọi là Cổ Thần Kinh. Nguyên khí mà ngươi tu luyện ngược lại là có chút tương tự với Cổ Thần Kinh của thánh tộc ta. Mà trong khi Chu Nguyên còn đang suy nghĩ về vấn đề này thì Thái Hiên kia lại đột nhiên mở miệng lên tiếng. Trong mắt của Thái Hiên cũng có chút nghi ngờ. Lúc trước hắn còn không để ý, nhưng hôm nay sau khi thực lực của Chu Nguyên tăng mạnh, lại thông qua đòn tấn công thăm dò lúc trước, hắn đã phát giác được nguyên khí của đối phương tựa như là có chút giống với nguyên khí hắn tu luyện ra. Cổ thần kinh gì chứ? Rõ ràng chỉ là phiên bản đơn giản hóa của Tổ Long Kinh mà ta đang tu luyện thôi, xem ra vị thánh thần kia đang dùng bọn họ làm vật thí nghiệm. Chu Nguyên thầm nghĩ, hắn ngược lại là đã minh bạch một ít chuyện, Tổ Long Kinh tuy rằng đã bị Tổ Long che giấu nhưng vị thánh thần kia chưa chắc là chưa từng tiếp xúc qua. Xem ra, đối phương đã coi đó là trụ cột để sáng tạo ra Cổ Thần Kinh, ý đồ siêu việt Tổ Long Kinh, mà bất luận là già đồ, hay là Thái Hiên ở trước mắt đều thiên kiêu đỉnh tiêm ở bên trong thánh tộc, thánh thần truyền Cổ Thần Kinh cho bọn họ, hiển nhiên cũng muốn nhìn cuối cùng kết quả. Chỉ có điều, mặc dù nói đối phương cũng đã tu luyện Cổ Thần Kinh đến cấp độ cửu phẩm, nhưng Chu Nguyên vẫn là có thể cảm giác được hai bên vẫn như trước là có một ít chênh lệch, huống chi. Chu Nguyên vẫn nhớ Yêu Yêu đã từng nói qua, cửu phẩm thực sự không phải là cực hạn của Tổ Long Kinh, cho nên thân là một người nghiên cứu, tu luyện Tổ Long Kinh nhiều năm,
Chu Nguyên cảm thấy cổ thần kinh do vị thánh thần kia dùng tổ long kinh làm cơ sở sáng tạo ra chỉ sợ vẫn muốn kém hơn một chút. Vào lúc này ánh mắt hờ hững của Thái Hiên nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, hắn trầm giọng nói, mặc dù ta không biết ngươi từ chỗ nào học được loại công pháp có chút tương tự với cổ thần kinh do thánh thần của tộc ta sáng chế ra, nhưng điều này cũng không trọng yếu nữa. Giết ngươi xong là hết thảy mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết. Hai tay của hắn khép lại, đầu ngón tay đột nhiên kết ấn. Ông, sau một khắc, giống như là có thêm một cuồng sáng màu đỏ đậm lấy Thái Hiên làm trung tâm đột nhiên khuếch trương. Đó là pháp vực, ở bên phía chư thiên, nhìn qua cảnh tượng này, sắc mặt của Hy Tinh cùng các vị cường giả pháp vực cảnh đều hiện lên biểu cảm kinh hãi. Kể từ khi Thái Hiên này hiện thân đến nay, đây là lần đầu tiên hắn bộc lộ ra pháp vực của bản thân. Hiển nhiên, lúc này thực lực của Chu Nguyên đã bắt đầu làm cho đối phương phải chăm chú rồi. Ở những nơi pháp vực của Thái Hiên khuếch tán ra, mặt đất lập tức hóa thành biển máu cuồn cuộn, không những thế ở bên trong giống như còn có thứ gì đó mới sinh ra. Đây là Đại Huyết Thần pháp vực, có thể bắt ta thi triển pháp vực. Chu Nguyên, ngươi có lẽ không còn gì để tiếc nuối nữa rồi. Thái Hiên cười nhạt, cùng lúc đó pháp vực màu đỏ đậm kia nhanh chóng tràn về phía Chu Nguyên với một tốc độ kinh người, giống như là một con ác ma mở ra cái miệng lớn dính máu của mình, muốn nuốt chửng Chu Nguyên. Trong ánh mắt của Chu Nguyên phản chiếu pháp vực khổng lồ màu đỏ sậm kia, hắn có thể cảm thụ được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong đó nhưng trong đôi mắt lại cũng không có biểu cảm e ngại, ngược lại là tràn ngập kích động. Pháp vực sao? Vậy cũng mời ngươi tới thử xem, pháp vực mới mở của ta nhé. Chu Nguyên mỉm cười. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, cùng lúc đó có ánh sáng thần thánh phóng ra từ trong cơ thể của hắn. Ngay sau đó, một pháp vực màu tử kim nhanh chóng khuếch tán, cùng với đó là một tiếng rồng ngâm cổ xưa, nguyên thủy, thần thánh giống như là xuyên thấu thời không đột nhiên vang lên. Ở trong pháp vực, ánh sáng thần thánh giống như là thác nước rủ xuống. Chu Nguyên cười khẽ, trong mắt có chiến ý giống như là lửa cháy hừng hực bốc lên. Đây là Thánh Long pháp vực, mời các hạ đánh giá. Quỳnh. Hai tòa pháp vực khổng lồ va chạm, bộc phát ra một làn sóng xung kích, trực tiếp là ảnh hưởng đến hư không trong phạm vi 10 vạn dặm khiến cho không gian đều nhanh chóng nứt vỡ. Nhìn qua pháp vực thần thánh bộc phát ra từ trong cơ thể của Chu Nguyên kia, cường giả trong chư thiên tỏ ra bất ngờ. Bọn họ có thể cảm giác được pháp vực này cực kỳ cường hoành, đừng nói là mới vào pháp vực, cho dù là pháp vực đệ tam cảnh cũng khó có thể so sánh với trình độ này. Chuyện này làm cho bọn họ cảm thấy hơi xấu hổ. Phải biết rằng bọn họ đã tu luyện pháp vực không biết bao nhiêu năm rồi, vậy mà hiện tại lại bị một người vừa mới đột phá pháp vực cảnh có khoảng nửa ngày là Chu Nguyên vượt qua. Hắn hiện tại đến tột cùng xem như pháp vực đệ mấy cảnh, có cường giả pháp vực cảnh nghi hoặc thấp giọng nói, nhưng mà không có người cho hắn đáp án, bởi vì đối mặt với loại quái thai như Chu Nguyên này, mấy thứ gọi là đẳng cấp của pháp vực cảnh hiển nhiên là đã mất đi tác dụng. Hắn có thể là pháp vực đệ nhất cảnh, cũng có thể là siêu việt pháp vực đệ tam cảnh. Chỗ hai pháp vực va chạm, không gian vỡ vụn, giống như là hóa thành một vùng chân không. Thái Hiên mặt không biểu tình, bởi vì lúc trước, sau đòn thăm dò Chu Nguyên là hắn đã biết được thực lực của người sau cũng không phải là pháp vực đệ tam cảnh bình thường còn, lại có thể so sánh, hiện tại Chu Nguyên đã có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng mà Thái Hiên có thể được thánh giả của thánh tộc coi trọng, vì hắn sáng tạo cơ hội nhập thánh hôm nay tự nhiên không phải là người bình thường, hắn không có khả năng cho phép chính mình lật thuyền trong mương, huyết hải vô tận, Thái Hiên nói nhỏ một câu. Sau một khắc, chỉ thấy được biển máu kia đột nhiên cuồn cuộn tràn ra, ở những nơi biển máu kia gào thét lướt qua, hết thảy mọi sinh vật đều bị ăn mòn, cắn nuốt, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cho dù là cường giả pháp vực cảnh nếu như rơi vào trong đó cũng sẽ lập tức bị hóa thành máu tươi ở trong khoảnh khắc, đồng thời một thân nguyên khí cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng trong đó. Đây là một trong những sát chiêu của Thái Hiên. Chu Nguyên đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy biển máu tràn ngập ánh mắt, tựa như là lên trời xuống đất. Đều khó có thể trốn được việc bị biển máu bao trùm, pháp vực thật bá đạo, Chu Nguyên cảm thán một tiếng, nếu như trước khi đột phá mà gặp phải trường hợp này, chỉ sợ hắn cũng sẽ giữ nhiều lành ít, chỉ cần rơi vào pháp vực, hơi chút nhiễm lên một tia máu tươi thì e rằng không dễ để sống sót đâu, nhưng cũng may chính là hiện tại, hắn đã hoàn thành đột phá, pháp vực chứ gì, hắn cũng có. Chu Nguyên khẽ nhấc bàn tay lên, chỉ thấy bên trong pháp vực của hắn có mấy luồng sáng cổ xưa, thần thánh rủ xuống, những luồng sáng kia nhanh chóng hội tụ. Mấy giây sau, một biển cả rộng lớn tỏa ra khí tức cổ xưa, thần thánh xuất hiện ở bên trong Thánh Long pháp vực. Nếu như nói biển máu kia của đối phương thể hiện tính chất ăn mòn, thôn phệ, như vậy biển sáng trong Thánh Long pháp vực lại giống như là có thể tẩy đi hết thảy mọi thứ dơ bẩn, không tinh khiết trên thế gian. Đây là Thần Thánh Chi Hải. Chu Nguyên cong ngón tay rồi búng ra, Thần Thánh Chi Hải cuồn cuộn, gào thét lao ra nghênh tiếp, va chạm với biển máu đáng sợ kia,
Vô số con sóng cao vạn trượng điên cuồng đánh ra, cả hai đều đang không ngừng hóa giải sức mạnh của đối phương. Ở bên trong biển máu cuồn cuộn giống như là có một tiếng trống giận dữ bộc phát ra, nhưng bất luận hắn trùng kích như thế nào, đều không thể nuốt hết thần thánh chi hải kia. Vào lúc này, nhìn cảnh tượng đấu pháp của hai người kia, sắc mặt của mọi người bất luận là người trong đại quân của chư thiên hay là đại quân của thánh tộc đều trở nên ngưng trọng, nhưng cũng không có người nào dám nhúng tay vào trận tranh đấu này. Bởi vì mọi người đều cảm nhận được vào lúc này ngay cả pháp vực đệ tam cảnh xông đi vào, chỉ sợ đều khó có thể còn sống đi ra. Mà hiện tại ai nấy đều thấy được đến, kết quả cuối cùng của lần đại chiến giữa hai bên này đã hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả trận chiến giữa hai người này. Mà bọn họ chỉ có thể biến thành những nhân vật quần chúng, chờ đợi kết quả mà thôi. Hai đại dương cuồn cuộn không ngừng xông tới, ý lạnh trong mắt Thái Hiên kia thì càng lúc càng nồng nặc. Sau một khắc, hắn một tay kết ấn, có âm thanh trầm thấp vang lên, bất diệt huyết ma, rầm rầm. Ngay sau câu nói này, biển máu đột nhiên kịch liệt nổi sóng rồi có một con sóng máu cực lớn dâng lên. Ngay sau đó, từ bên trong con sóng lớn màu máu kia có hai luồng sáng tỏa ra khí tức vô cùng hung lệ bắn ra, một con huyết thứ ma ảnh khổng lồ, cao đến mấy vạn trượng, biểu cảm trên mặt tràn đầy dữ tợn chậm rãi đi ra. Nó ngửa mặt lên trời, rít gào một tiếng, tiếng rít gào kia không ngờ lại mạnh mẽ đến mức Thánh Long pháp vực đều bị rung chuyển. Vào lúc này, nhìn qua huyết ma tản ra khí thế hung ác, dữ tợn kia, biểu cảm trên mặt mấy người Hy Tinh đều trở nên tái nhợt, có người gian nan nói, đây là pháp vực chi linh của Thái Hiên kia sao? Thật không ngờ lại đáng sợ đến như vậy. Lúc này bọn họ mới hiểu được, lúc trước Thái Hiên căn bản là chưa từng thi triển thực lực thật sự của bản thân hắn, cũng may mà bọn họ trốn vào kết giới kịp thời. Bằng không thì chỉ sợ cả đội ngũ thật sự sẽ bị một mình Thái Hiên tiêu diệt. Huyết ma thét dài, chợt đôi mắt đỏ như máu của nó nhanh chóng tập trung vào Chu Nguyên. Sau đó, chỉ thấy nó nhấc chân bước ra, hư không nghiền nát, thân hình của huyết ma đã trực tiếp xuất hiện ở phía trước Chu Nguyên, nắm đấm khổng lồ màu đỏ tươi nện xuống, uy áp tỏa ra khiến cho quần áo của mấy người Hy Tinh bay phần phật. Quỳnh, Chu Nguyên đứng lơ lửng giữa không trung, trong con ngươi của hắn phản chiếu hình ảnh nắm đấm của huyết ma, nhưng hắn lại cũng không lựa chọn tránh né. Mà đang khi nắm đấm kia sắp rơi xuống, ở phía sau có hào quang tỏa sáng, tiếng long ngâm vang trời xuất hiện, một bộ vuốt rồng mọc đầy tử kim lân phiến phá không bay ra, va chạm cùng nắm đấm của huyết ma kia. Phanh, hư không chấn động, thân thể cao lớn huyết ma rút lui, mỗi một bước rơi xuống đều khiến cho thương khung chấn động. Vô số ánh mắt nhìn về phía bên trong hào quang sáng chói kia ở sau lưng Chu Nguyên và tất cả đều rung động khi nhìn thấy một con rồng khổng lồ chậm rãi hiển hiện. Con rồng kia chiếm giữ hư không, thân hình khổng lồ đến mức không nhìn thấy điểm cuối, trên người cự long mặc tử kim lân giáp, thân hình khổng lồ cứng cáp hữu lực, lúc thân hình chậm rãi chuyển động, hư không đều đang gào thét. Bên trên long thân tản mát ra một loại ý cảnh cổ xưa khó có thể nói rõ thành lời, cái loại ý cảnh cổ xưa này khiến cho người ta có cảm giác cự long kia tựa như là một đám khí tức của tổ long biến thành lúc thiên địa khai ích. Ở bên phía chư thiên lúc này cũng không thiếu cường giả của Huyền Long tộc, nhìn qua con rồng khổng lồ giống như thực chất ở sau lưng Chu Nguyên, ánh mắt của bọn họ cũng trở nên phức tạp. Nghe đồn lúc tổ long thân hóa vạn vật thì có hai con rồng khác sinh ra đời, một con do một phần máu thịt của tổ long biến thành, đây chính là lão tổ tông của Huyền Long tộc bọn họ, là tiên thiên thánh thú đỉnh tiêm trong thiên địa, đế long. Mà một con rồng khác cũng cổ xưa giống như đế long là thánh long, đây là do một đám khí tức của tổ long biến thành, nó không tồn ở trạng thái thực mà chỉ là biến thành số mệnh huyền diệu khó giải thích. Từ xưa đến nay, số lần Thánh Long hiển hóa có thể đếm được trên đầu ngón tay, ai cũng không ngờ hôm nay, bọn họ lại có thể tận mắt nhìn thấy, đây là pháp vực chi linh của Chu Nguyên hay sao? Không ngờ lại có thể diễn hóa ra Thánh Long. Vào lúc này, rất nhiều cường giả pháp vực cảnh cũng rung động nghẹn ngào, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, thậm chí có người đã coi chuyện Thánh Long chỉ là truyền thuyết mà thôi. Khi tin thì là thầm nghĩ, nàng là người biết được Chu Nguyên có Thánh Long số mệnh, hơn nữa cũng biết. Còn có một phần Thánh Long số mệnh ở trên người của Võ Giao, nhưng hiện tại Thánh Long số mệnh của Chu Nguyên viên mãn. Xem ra lúc trước khi mấy người bọn họ bị Thái Hiên đánh bay vào trong lòng đất thì cô nàng kia đã quyết định thành toàn cho tiểu sư đệ này của nàng. Lúc này mới giúp cho Chu Nguyên đột phá đến pháp vực cảnh, mà Thánh Long số mệnh nguyên vẹn cũng giúp cho hắn ở lúc mở pháp vực, tạo thành Thánh Long chi linh cực kỳ hiếm thấy trấn thủ pháp vực. Ở trong ánh mắt chấn động của mọi người, Chu Nguyên cũng ngửa đầu nhìn qua cửu trảo tử kim Thánh Long vừa hiển hóa ra kia. Đây là kết quả của việc Thánh Long số mệnh cùng pháp vực của hắn kết hợp, vào lúc này, hắn cũng rất chờ mong được chứng kiến uy năng của nó, mà giống như là cảm nhận được sự chờ mong của Chu Nguyên, thân thể khổng lồ của tử kim Thánh Long chậm rãi chuyển động, một đôi mắt rồng đã tập trung vào bất diệt huyết ma đang ngửa mặt lên trời gào thét kia. Sau một khắc, nó mở cái miệng rồng cực lớn của mình ra, trống,
tiếng rồng ngâm tỏa ra khí tức cổ xưa vang lên, chỉ thấy được từ trong miệng của Tử Kim Long có một luồng hơi thở vào lúc này gào thét lao ra, ở những chỗ luồng hơi thở này lướt qua, hư không nát bấy, sức mạnh ngưng luyện ở trong đó đã đạt đến mức làm cho rất nhiều pháp vực đệ tam cảnh đều cảm thấy da đầu rung lên, thậm chí ở bên ngoài Thạch Long bí cảnh kia, những thánh giả đang quan sát cuộc chiến của hai bên cũng phải híp mắt lại. Quỳnh Long tức đang nghe truyện trên TV audio CV ngưng tụ sức mạnh của cửu trảo Tử Kim Thánh Long trực tiếp là đánh ở trên thân thể của huyết ma khổng lồ kia. Sức mạnh đáng sợ bộc phát, đánh cho đối phương phải liên tiếp lui về phía sau, mà biển máu dưới chân huyết ma thì cũng bị Long tức làm cho nhanh chóng bốc hơi. Rầm rầm rầm, chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, sau khi bị đánh bay ra, thân thể cao lớn của bất diệt huyết ma nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng ở bên trong tiếng gầm gừ không cam lòng, nó bị Tử Kim Long tức hủy diệt. Mà biển máu vốn thế không thể đỡ kia cũng lập tức bị vỡ tan, những tia sáng màu vàng tím lấp lóe ở trong đó làm cho biển máu khó có thể khôi phục lại, tựa như một vết thương dữ tợn cực kỳ chói mắt, một hơi thở đã diệt huyết ma, cắt nát biển máu. Giờ khắc này, sắc mặt của tất cả mọi người ở đội ngũ hai bên đều biến đổi, không ngờ thực lực của Thánh Long này lại đáng sợ như vậy. Trong biển máu mênh mông, cuồn cuộn, một vết rách màu vàng tím chém ngang qua, làm cho biển máu kia thủy chung khó có thể khôi phục, sóng biển kịch liệt cuộn trào, giống như là đang thừa nhận sự đau đớn tột độ. Hiển nhiên là Tử Kim Long tức đã tạo thành tổn thương thật lớn đối với biển máu. Ánh mắt của mọi người đều thể hiện rõ sự kinh ngạc, hiển nhiên là uy lực của Tử Kim Long tức kia cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Thái Hiên đứng ở bên trên biển máu, nhìn qua vết rách màu vàng tím trông cực kỳ chói mắt trong biển máu màu đỏ tươi. Vào lúc này, khuôn mặt vốn kiêu ngạo giống như là không thèm để ý bất cứ đối thủ nào giờ đã âm trầm xuống. Từ trong cơ thể của hắn có một luồng khí thế mạnh mẽ đến mức làm cho người ta run rẩy chậm rãi phát ra. Không chỉ có những người khác không nghĩ tới, ngay cả bản thân Thái Hiên cũng không ngờ tới thực lực của Chu Nguyên mạnh mẽ như thế. Không nghĩ tới ở bên trong năm thiên vực hạ đẳng này vậy mà cũng có pháp vực cảnh có thể đạt tới loại cấp độ này của ta. Thái Hiên chậm rãi nói, trong lời nói cũng không hề che giấu sát ý ngập trời. Chu Nguyên lắc đầu, nói, chúng ta có thế không nhau. Ngươi chỉ là mượn nhờ huyết khí của những cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm khác của thánh tộc mới có thể tạm thời đạt tới một bước này, nhưng ta là dựa vào bản thân. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên tạo thành biểu cảm trêu tức cùng chê cười ở trên mặt, cho nên, ngươi dựa vào cái gì mà so sánh với ta đây? Nghe xong lời nói này của Chu Nguyên, ở bên trong đội ngũ của chư thiên cùng thánh tộc đều vang lên những tiếng xôn xao, bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy lời nói này của Chu Nguyên quả thật là cuồng đến mức không có biên giới rồi. Phải biết rằng ở trước mặt hắn lúc này chính là người mạnh nhất bên trong hàng ngũ pháp vực cảnh của thánh tộc đó. Lúc trước, kẻ này đã một mình, đuổi giết những pháp vực đệ tam cảnh của chư thiên phải chật vật trốn chạy đó. Một hung nhân siêu cấp như vậy mà hiện tại, Chu Nguyên lại nói người sau căn bản không có tư cách so sánh với hắn ư. Chỉ có điều tuy rằng bàn luận xôn xao nhưng cũng không có bất luận kẻ nào cảm thấy Chu Nguyên như là kẻ điên, mặc dù là những cường giả của thánh tộc kia cũng vậy, tuy rằng sắc mặt của bọn họ lạnh như băng thể hiện rõ sự không vui. Nhưng biểu cảm ngưng trọng ở trên mặt lại không che giấu được. Dù sao Tử Kim Long tức lúc trước của Chu Nguyên đã biểu lộ thực lực của hắn, tuyệt đối không kém hơn Thái Hiên. Hơn nữa quan trọng nhất là, lời nói này của Chu Nguyên hình như đúng là sự thật. Mặc dù thực lực của Thái Hiên rất đáng sợ, nhưng đúng là ở trong đó có một bộ phận nguyên nhân là mượn nhờ huyết khí của rất nhiều cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm của thánh tộc. Một người mượn nhờ ngoại vật, một người dựa vào bản thân, hai bên chung quy là có chút bất đồng nhưng thực lực lại vẫn tương đương. Vậy ai hơn ai, không cần nói cũng có thể hiểu được. Thái Hiên nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, ánh mắt sâm lãnh kia đủ để làm cho một ít cường giả pháp vực đệ tam cảnh cảm thấy có chút sợ hãi. Bất cứ ai nấy đều thấy có thể được lời nói kia của Chu Nguyên đã làm cho Thái Hiên thật sự nổi giận. Chu Nguyên, thế gian chỉ bàn luận kết quả, không ai để ý đến quá trình. Không có người nào sẽ quan tâm người chết đã từng huy hoàng đến thế nào cho nên, hôm nay, Thái Hiên ta sẽ biến ngươi trở thành đá đặt chân, để dẫm nát. Ánh mắt của Thái Hiên lành lạnh. Chợt hai tay của hắn khẽ nhấc lên, chỉ thấy được biển máu kia tựa như là theo sát ý của hắn mà bắt đầu sôi trào lên. Sau một khắc, trong biển máu, huyết ma khổng lồ cao mấy vạn trượng kia lại lần nữa ngưng luyện mà ra, ngửa mặt lên trời bộc phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Ngươi cho rằng bất diệt huyết ma cũng sẽ bị ngươi gạt bỏ dễ dàng như vậy hay sao? Ngây thơ, xé nát nó, câu nói sau cùng là Thái Hiên chỉ tay về phía Tử Kim Thánh Long ở trên đỉnh đầu Chu Nguyên. Ngay lập tức huyết ma dữ tợn gào thét, đạp không bay ra. Thô bạo xông về phía Tử Kim Thánh Long, trống, mà đối mặt với sự khiêu khích của bất diệt huyết ma kia, Tử Kim Thánh Long cũng phát ra một tiếng rồng ngâm trầm thấp uy nghiêm, sau một khắc thân hình khổng lồ khẽ động, nghiền nát hư không, chính diện nghênh đón, rầm rầm, hai con quái vật khổng lồ xông tới, chiến đấu, ở những nơi mà chúng đi qua,
hết thảy mọi vật đều bị hủy diệt, Chu Nguyên cùng Thái Hiên cũng không từng nhìn về phía bên đó. Mặc dù trận chiến ở chỗ đó thoạt nhìn long trời lở đất nhưng kỳ thật bất luận là Thánh Long hay là Huyết Ma, cũng chỉ là pháp vực diễn biến, sức mạnh của bọn nó đều đến từ hai người, cho nên muốn chính thức phân ra thắng bại, vẫn phải là xem kết quả của trận chiến giữa bọn họ. Hai người nhìn thẳng vào mặt nhau, ở bên trong ánh mắt của cả hai đều ẩn chứa sát ý khó có thể che giấu. Quỳnh, hai tòa pháp vực va chạm với nhau, ở bên trong đó có nguyên khí hóa thành lốc xoáy tàn phá bừa bãi, khiến cho không gian bên trong giống như là đã bị vặn vẹo. Bá, chỉ sau một cái chớp mắt, hai bóng người gần như là biến mất cùng một lúc, không ai có thể nhìn rõ ràng bọn họ biến mất như thế nào, nhưng lúc bọn họ lấy lại tinh thần thì hai thân hình giống như là ma thần đã xuất hiện, va chạm ở trong hư không giống như là thiên thạch đụng vào nhau. Rầm rầm, hai bóng người chỉ giơ tay nhấc chân gian nhưng vẫn phát ra những đòn công kích mạnh mẽ đến mức làm cho những cường giả pháp vực đệ tam cảnh khác đều cảm thấy da đầu rung lên. Vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người đã đánh ra đến cả trăm ngàn đòn như vậy. Tất cả mọi người đều chỉ có thể nghe thấy tiếng ầm ầm như sần rền, nhìn thấy trời đất chấn động khi những luồng nguyên khí kia va chạm mà thôi. Thậm chí là cường giả pháp vực cảnh phổ thông đã không có cách nào để dùng mắt thường nhìn thấy hai bóng người bên trong nguyên khí cuồng bạo nữa rồi. Chỉ có những pháp vực đệ tam cảnh kia dốc hết toàn lực thì còn có thể mơ hồ nhìn thấy được cảnh tượng chiến đấu đáng sợ kia thôi. Quỳnh, một lúc sau, hư không nứt vỡ, hai bóng người đồng thời vung quyền, hai luồng nguyên khí hủy diệt giống như là hai dòng ngân hà xỏ xuyên qua không gian, sau đó va chạm. Tia lửa bắn tung tóe đẹp như pháo hoa long trọng nhưng ở trong đó lại ẩn chứa khí tức tử vong. Thân hình của Chu Nguyên cùng Thái Hiên đều hơi hơi chấn động, nhưng bọn họ dường như là cũng không có bị sóng xung kích ảnh hưởng. Thân hình lại tiếp tục hóa thành vô số tàn ảnh lướt đi, biểu cảm trên khuôn mặt của Thái Hiên càng ngày càng lạnh lẽo, băng hàn. Mặc dù thời gian mới chỉ có chớp mắt nhưng hai người đã giao thủ mấy ngàn hiệp rồi, Thái Hiên cũng không ngờ Chu Nguyên kia lại có thể đỡ được toàn bộ những đòn tấn công của mình. Thực lực này quá đáng sợ rồi, vào lúc này, ngay cả hắn đều không nhịn được sinh ra lòng đố kỵ, dù sao chính như lời Chu Nguyên đã nói, thực lực của hắn có thể đạt đến mức độ này một phần là do ngoại lực. Chính là nhờ huyết khí đến từ những cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm của thánh tộc. Tuy rằng điều này cũng thể hiện năng lực của hắn đặc biệt khác thường, bởi vì những người khác dù có lượng huyết khí này thì cũng chưa chắc có thể tiêu hóa mà biến thành thực lực như hắn được. Nếu không có vấn đề gì, khi hắn chiến thắng, đi ra Thạch Long bí cảnh thì sẽ chỉ có người tung hô chứ không có người nào dám ý kiến. Nhưng mà khi đã có loại quái vật dựa vào bản thân quật khởi như Chu Nguyên này để so sánh thì cách làm của hắn lại trở nên tầm thường. Người này có tiềm lực quá đáng sợ. Nếu để cho hắn vượt qua được kiếp nạn này, nhất định có tư cách nhập thánh, phải thừa dịp trước khi hắn trưởng thành để gạt bỏ. Nghĩ tới đây, trong mắt của Thái Hiên có ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, sau một khắc bàn tay của hắn đột nhiên nắm chặt, lập tức có vô số tia sáng màu đỏ tươi bay đến, ngưng tụ ở trong lòng bàn tay. Khi ánh sáng màu đỏ tươi biến mất, mọi người lập tức nhìn thấy, một thanh trường mâu làm từ đồng xanh loang lỗ nhiễm máu hiện ra. Thanh trường mâu đồng xanh kia vừa xuất hiện thì đã lập tức bộc phát ra sát khí ngập trời. Luồng sát khí kia cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả Chu Nguyên đều phải khẽ nhíu mày lại, đó tự hồ là một thanh thánh nguyên binh, ông, mà khi hắn còn đang suy nghĩ thì Thái Hiên kia đã cầm chặt trường mâu đồng xanh và trực tiếp đâm tới, khi trường mâu múa lên, trong thiên địa tựa như là có biển máu mênh mông tựa như là không có điểm cuối cùng hiện lên, biển máu kia vừa hiện lên đã tỏa ra khí tức giống như là có thể áp đảo trời cùng đất, tràn ngập tầm mắt, làm cho người ta không thể sinh ra ý phản kháng, chỉ có điều Chu Nguyên lại không lựa chọn né tránh. Đợi đến khi trường mâu giống như xỏ xuyên qua thiên địa kia gào thét lao gần đến nơi thì bàn tay của hắn cũng mới khẽ nhấc lên. Một cây bút màu đen cũ kỹ nhanh chóng hiện ra, Chu Nguyên cũng lập tức truyền nguyên khí vào, bên trên thân bút tám nguyên văn cổ xưa sáng rực lên, hào quang mạnh mẽ là dĩ vãng chưa bao giờ chứng kiến. Hiển nhiên là sau khi thực lực của Chu Nguyên đại tiến, hắn đã có thể triệt để bộc phát ra uy năng của thiên nguyên bút rồi, chỉ có điều đáng tiếc chính là thứ chín văn trên thiên nguyên bút kia ngược lại là vẫn tối tăm ảm đạm như trước. Nhưng mà dù vậy, lúc này Chu Nguyên cầm thiên nguyên bút trong tay, hắn cũng vẫn có thể cảm nhận được uy lực kinh người của thánh nguyên binh. Vạn kình, hắn vẫy mạnh thiên nguyên bút, trong thiên địa lập tức có vô số tiếng kình ngâm cổ xưa vang vọng, mà thiên nguyên bút tựa hồ là vào lúc này đã trở nên vô cùng trầm trọng, một đòn đánh ra khiến cho hư không không ngừng nghiền nát. Keng, cây bút màu đen cũ kỹ cùng trường mâu đồng xanh chạm vào nhau, tiếng leng keng của kim loại va chạm giống như là truyền khắp toàn bộ Thạch Long bí cảnh. Rất nhiều cường giả pháp vực cảnh đều nhíu chặt mày, bởi vì sóng âm phát ra kia quá mạnh khiến cho ngay cả bọn họ đều cảm thấy không khỏe. Mà chỗ hai thanh thánh nguyên binh va chạm, giống như là tạo thành một hố đen thật lớn, cắn nuốt hết thảy mọi thứ. Chỉ có điều, khi tiếng va chạm còn chưa dứt, trong mắt của Thái Hiên có biểu cảm lạnh lạnh hiển hiện,
hắn nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, nụ cười trên mặt cũng trở nên dữ tợn, ngươi thực sự cho thanh trường mâu này của ta chỉ là một thanh thánh nguyên binh phổ thông hay sao? Nghe thấy lời nói này của Thái Hiên, con ngươi của Chu Nguyên lập tức co vào, nhưng mà còn không đợi hắn kịp phản ứng, bên trên trường mâu đồng xanh mà Thái Hiên kia cầm trong tay lập tức là có thêm một vệt sáng nhạt hiện ra, bên trong ánh sáng nhạt kia tựa như là ẩn chứa sự huyền diệu của toàn bộ thế giới. Ánh sáng nhạt vừa hiện ra cũng nhanh chóng co rút lại, cuối cùng tạo thành một ấn ký hình hoa sen có phong cách cổ xưa. Mà khi Chu Nguyên nhìn thấy ấn ký hình hoa sen kia, sắc mặt cuối cùng không nhịn được mà biến đổi, bởi vì hắn biết ấn ký hình hoa sen kia là gì, đó là liên ấn. Trường mâu đồng xanh trong tay Thái Hiên này vậy mà đã ngưng luyện ra một ấn ký thánh liên. Đây chính là thủ đoạn mà chỉ thánh giả mới có thể làm được, hóa sinh huyết mâu cắn nuốt sạch hắn đi. Cướp sạch mọi thứ của hắn cho ta, Thái Hiên cười to, hắn vừa dứt lời, trường mâu đồng xanh trong tay đột nhiên hóa thành vệt sáng màu đỏ tươi bắn thẳng ra, vệt sáng màu đỏ tươi kia nhanh chóng tạo thành từng vòng sáng màu đỏ tươi vờn quanh người Chu Nguyên, sau đó dùng các loại góc độ xoay tròn, từ xa nhìn lại giống như là đã tạo thành một cái lồng, nhốt Chu Nguyên vào trong đó. Hơn nữa, khi những vòng sáng màu đỏ tươi chuyển động, cái lồng kia cũng nhanh chóng co rút lại. Mọi người có thể thấy rõ, khi cái lồng co rút lại thì hết thảy mọi loại vật chất, kể cả thiên địa nguyên khí ở trong đó đều dần dần biến thành hư vô. Vào lúc này, cảm ứng được uy áp do cái lồng này tỏa ra, sắc mặt của những người trong đội ngũ bên phía chư thiên cũng trắng bệch. Ai cũng không ngờ, thánh nguyên binh trong tay Thái Hiên này lại đã ngưng luyện ra một liên ấn. Phải biết rằng loại liên ấn này, cho dù là đích thân thánh giả ra tay thì cũng phải cần tôi luyện nhiều năm mới có thể thúc đẩy nó sinh ra đời được. Mặc dù là đối với thánh giả thì thánh nguyên binh có liên ấn cũng cực kỳ quý giá. Hơn nữa, bình thường thì người chưa đột phá thánh giả căn bản không thể thúc giục thánh nguyên binh có liên ấn. Nhưng mà hiện tại, Thái Hiên này là như thế nào mà có thể phá vỡ quy tắc này vậy? Bọn họ nhìn qua Chu Nguyên đang bị nhốt ở bên trong cái lồng màu đỏ tươi kia, cảm xúc trong lòng không nhịn được mà chìm xuống dưới. Bọn họ minh bạch, lần này, Chu Nguyên chỉ sợ gặp phiền phức rồi. Đối thủ này khó giải quyết cùng đáng sợ vượt quá tưởng tượng của mọi người. Khi cái lồng do những vòng sáng màu đỏ tươi hình thành nhốt được Chu Nguyên vào bên trong thì trên mặt của những người trong đội ngũ bên phía chư thiên đều hiện ra vẻ lo lắng. Ai cũng không nghĩ tới, trong tay Thái Hiên kia lại có được một thanh thánh nguyên binh có liên ấn. Cho dù là đối với thánh giả thì thánh vật như thế cũng có thể coi là thần binh lợi khí không thể bỏ qua. Nhưng hôm nay Thái Hiên này lại có thể có được. Bởi vậy có thể thấy được vì chuyện ở Thạch Long bí cảnh này thánh tộc kia đến tột cùng là đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Chu Nguyên, huyết linh hoàng này chính là dùng liên ấn biến thành, đã bị nhốt vào trong đó thì người chưa đột phá đến thánh giả đều sẽ phải hóa thành máu tươi. Thái Hiên hờ hững chăm chú nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên còn đang bị nhốt ở bên trong lồng sáng, giống như đang nhìn một con mồi rơi vào trong cạm bẫy. Ngươi yên tâm, một thân máu tươi này của ngươi sẽ đều được ta hấp thu, cũng không lãng phí đâu. Chu Nguyên đứng ở trong lồng sáng màu máu, nhíu mày không đáp lời của Thái Hiên. Hắn có thể cảm giác được sau khi những vòng sáng kia chuyển động, đang có một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ thẩm thấu vào, giống như là muốn ăn mòn toàn bộ cơ thể, chân khí lẫn thần hồn của hắn. Loại sức mạnh này khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Hắn vung tay áo lên, nguyên khí màu vàng tím gào thét lao ra rồi hóa thành hai hư ảnh hình rồng khổng lồ trùng trùng điệp điệp đánh lên trên cái lồng sáng màu đỏ tươi kia, nhưng mà lại chỉ là khiến cho màn hào quang hơi rung động mà cũng không thể đánh nát. Ha ha ha! Đừng có phản kháng nữa. Chỉ là phí công mà thôi. Sức mạnh của liên ấn không phải là thứ mà ngươi có thể chống lại đâu. Thái Hiên cười lạnh, hắn vừa nói chuyện nhưng tay vẫn không ngừng lại, liên tục kết ấn thúc giục cái lồng sáng kia chậm rãi co rút lại, không gian trong đó sụp đổ, hóa thành trống rỗng, luồng sức mạnh kinh khủng kia nhanh chóng bao phủ Chu Nguyên. Ánh mắt của Chu Nguyên dừng lại ở phía trên cái lồng sáng kia rồi hắn chậm rãi nói, kiêu ngạo cái gì, chỉ là do thánh giả gia trì giúp một liên ấn mà thôi. Thực sự không phải là liên ấn chính thức. Chu Nguyên đã nhận ra liên ấn ở trên thanh trường mâu của Thái Hiên chính là một vị thánh giả dùng sử dụng thủ đoạn đặc thù ngưng tụ một ấn ký cùng loại với liên ấn mà thôi. Mặc dù hình dáng với khí tức cũng rất giống với liên ấn nhưng thực sự thì loại ấn ký này thuộc về sản phẩm tiêu hao, e rằng cũng chỉ có thể thi triển ra một lần. Hơn nữa mặc dù nói uy năng của ấn ký này không kém hơn liên ấn nhưng thực sự thì cũng khó có thể so sánh với liên ấn chính thức. Thái Hiên này ở đây giả vờ giả vịt, dùng ngôn ngữ để công tâm. Đơn giản là muốn gia tăng áp lực với hắn, định nhờ đó mà làm hắn xuất hiện sơ hở. Ngẫm lại cũng đúng, cho dù là đối với thánh giả của thánh tộc, thánh bảo có liên ấn đều cực kỳ quý giá, cần tích lũy không biết bao nhiêu năm mới có thể ngưng luyện, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện giao cho Thái Hiên được. Nghe được lời nói của Chu Nguyên, biểu cảm trên mặt của Thái Hiên cũng có chút kinh ngạc, chợt hắn cười nói, không ngờ ánh mắt của ngươi lại nhạy cảm như vậy.
bí ẩn như thế mà vẫn có thể bị ngươi thấy rõ. Chỉ có điều cho dù đã biết thì có làm sao, một liên ấn phỏng chế này cũng đã đủ mang đến cho ngươi phiền toái cực lớn, ngươi không có thánh nguyên binh có liên ấn căn bản khó có thể phá vỡ nó. Thật sao? Chu Nguyên nheo mắt lại, chợt hắn xuề bàn tay ra, dán ở chỗ lông tơ trên đầu ngòi bút của Thiên Nguyên bút. Sau một khắc, nguyên khí màu vàng tím bột phát ra, mà chỗ đầu ngón tay của Chu Nguyên thì xuất hiện một giọt tinh huyết sáng bóng tựa như một viên bảo ngọc màu vàng tím. Giả thần giả quỷ, nhìn thấy thế, sắc mặt của Thái Hiên cũng hơi trầm xuống, hai tay lại nhanh chóng kết ấn thúc giục những vòng sáng kia chuyển động nhanh đến mức tận cùng. Mọi người chỉ thấy được ánh sáng màu đỏ tươi lấp lóe, màn hào quang nhanh chóng co rút lại, cuốn theo một loại sức mạnh đáng sợ giống như là xóa bỏ tất cả mọi thứ, cùng ùn ép về phía Chu Nguyên đang bị nhốt ở trong đó. Chu Nguyên, hóa thành máu tươi đi thôi. Chu Nguyên thờ ơ, chỉ là nhìn chằm chằm vào lông tơ chỗ ngòi bút kia, trong lòng bàn tay có ánh sáng màu vàng tím điên cùng lấp lóe. Sau một khắc, có tiếng nói nhỏ vang lên, mặc dù không có thánh giả gia trì liên ấn cho ta, nhưng chuyện này thực sự thì không cần thánh giả, chính bản thân ta cũng có thể làm, rốt cục cuối cùng thì cũng chỉ là hàng nhái, phiên bản đơn giản hóa. Làm sao có thể so sánh với tổ long kinh chính thức, càng không thánh long khí. Thăng long đoạt thiên thuật, quỳnh. Khi cái lồng màu đỏ tươi kia triệt để khép lại thì trong một cái chớp mắt kia đột nhiên từ trong đó có một quần sáng chói mắt giống như là mặt trời bộc phát ra. Một luồng sức mạnh đáng sợ như ngàn vạn núi lửa đang đồng thời phun trào, chỉ thấy được ánh sáng màu vàng tím xẹt qua, những vòng sáng do liên ấn biến thành kia đã lập tức bị vỡ nát. Khi ánh sáng màu vàng tím xẹt qua thiên khung thì tựa hồ trời cùng đất đều bị phân cách rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Thái Hiên cũng lập tức biến đổi, hắn kinh hãi nói, làm sao có thể? Tuy rằng liên ấn kia chỉ là sản phẩm phỏng chế do thánh giả gia trì, chỉ có thể sử dụng một lần nhưng sức mạnh vẫn như cũ là cực kỳ cường hãn. Thái Hiên tự nhận nếu như hắn bị nhốt ở bên trong cái lồng đó, mặc dù không đến mức trí mạng, nhưng là tuyệt đối sẽ phải trả cái giá không nhỏ. Nhưng mà hiện tại, thứ đáng sợ như thế làm sao lại bị Chu Nguyên kia bổ ra dễ dàng như vậy? Cây bút màu đen cũ kỹ trong tay tên kia rõ ràng là còn chưa từng đạt tới cấp độ liên ấn. Bá, chỉ có điều nhưng không ai có thể giải thích giúp hắn. Sau khi liên ấn huyết hoàng bị Chu Nguyên chém nát, thân hình của Chu Nguyên cũng nhanh chóng xuất hiện ở phía trước Thái Hiên, sắc mặt của hắn hờ hững, cây bút màu đen cũ kỹ trong tay nhẹ nhàng đâm ra, xoẹt, một đâm kia nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp không có sức lực gì nhưng mà khi đầu bút lông đâm ra bên trên phía chân trời lập tức xuất hiện một vết rách giống như là cắt ngang qua, hư không tối tăm, mà giọt tinh huyết cũng hóa thành một luồng sáng màu vàng tím chảy xuôi, phủ lên ngòi bút. Vào lúc này, mọi người có thể thấy được ở bên trên ngòi bút của Thiên Nguyên bút có một liên ấn màu vàng như ẩn như hiện, có một luồng ý cảnh khó có thể diễn tả bằng lời phát ra, làm cho mọi người có cảm tưởng đầu bút lông kia có đủ sức mạnh để xuyên thủng cả thiên khung. Mà Thái Hiên kia cũng là người đầu tiên nhìn thấy liên ấn màu vàng ở phía trên ngòi bút của Thiên Nguyên bút, lúc này con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trên mặt lần đầu xuất hiện biểu cảm không thể tin được, thánh nguyên binh này của hắn làm sao sẽ có được liên ấn. Lúc trước, khi hai bên giao thủ, Thái Hiên cũng đã lĩnh hội qua uy lực của Thiên Nguyên bút trong tay Chu Nguyên này, nhưng theo hắn thấy cây bút cũ kỹ này nhiều lắm cũng chỉ là thánh nguyên binh phổ thông, khoảng cách ngưng luyện ra liên ấn còn có cực kỳ xa xôi. Vậy mà, hiện tại chỉ trong nháy mắt, phía trên này làm sao lại xuất hiện một liên ấn? Không, không đúng, liên ấn này phù phiếm, thực sự không phải là liên ấn chính thức, cũng là loại gia trì lên như ta mà thôi. Nhưng dù vậy, cảm xúc trong nội tâm của Thái Hiên vẫn như trước là khó có thể bằng phẳng. Bởi vì nơi này cũng không có thánh giả ra tay giúp đỡ, như vậy rất hiển nhiên, liên ấn này là Chu Nguyên tự mình gia trì lên đi, nhưng mà điều này sao có thể xảy ra đâu. Gia trì liên ấn là việc mà chỉ có thánh giả mới có thể làm được, ý niệm này thoáng lướt qua giống như là tốc độ ánh sáng ở trong đầu của Thái Hiên nhưng cuối cùng hắn cũng không nghĩ gì thêm nữa. Bây giờ, chuyện tìm hiểu nguyên nhân thực sự không quan trọng, bởi vì sức mạnh ẩn chứa phía trên thanh thánh nguyên binh có ngưng tụ một liên ấn đã đủ để tạo thành uy hiếp cực lớn đối với hắn. Huyết hải xâm la môn, thân hình của hắn nhanh chóng lùi lại, tay áo múa lên. Mọi người chỉ thấy được biển máu trên bầu trời lại cuồn cuộn nổi sóng rồi nhanh chóng tạo thành từng bức tường màu đỏ, tươi, phía trên mỗi một mặt tường kia đều có hình ảnh mặt quỷ dữ tợn đang rít gào, phun ra nuốt vào huyết khí cuồn cuộn, quỳnh, nhưng ở trước mặt đòn tấn công của Chu Nguyên, những bức tường này lại giống như là không có tác dụng ngăn cản gì, ngòi bút màu vàng tím xỏ xuyên qua không gian, ở những chỗ nó lướt qua, bức tường có mặt quỷ kia lập tức vỡ nát. Gần kề chỉ là một hơi thì 18 bức tường đều bị xuyên thủng. Đợi đến Thái Hiên kia lấy lại tinh thần thì chỉ thấy được Chu Nguyên đã cầm bút xuất hiện ở trước mắt, sắc mặt của người sau lúc này hờ hững, nhưng trong mắt lại chứa đầy sát ý. Phía trên đầu bút lông, liên ấn màu vàng tím đã cực kỳ mờ nhạt. Nguyên hồn,
Năm ngón tay của Chu Nguyên nắm thật chặt thân bút. Trong một cái chớp mắt kia, nguyên khí mênh mông cùng sức mạnh thần hồn đều phun trào, hai luồng sức mạnh hoàn mỹ dung hợp, tựa như là biến thành một đòn xé trời. Thiên Nguyên bút dùng một loại thế sét đánh lôi đình, ở trong ánh mắt kinh hãi của Thái Hiên trực tiếp rút xuống đến trên thân thể của hắn. Một khắc này tựa như là có một phần mặt trời nổ tung ở bên trên hư không, sóng xung kích mạnh mẽ đến mức không có cách nào để hình dung khuếch tán ra, mặc dù là các cường giả ở hai bên đứng ở cách rất xa nhưng cũng vẫn bị sóng xung kích làm cho nguyên khí trong cơ thể kịch liệt chấn động, sắc mặt của tất cả đều trở nên kinh ngạc, chỉ có điều bọn họ lại đều chưa từng để ý tới những chuyện này, ánh mắt của bọn họ vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ đầu nguồn của sóng xung kích kia. Bọn họ thấy rõ ràng vào lúc này thân hình của Thái Hiên kia chỉ hơi dừng lại rồi ầm ầm rơi xuống đất, trực tiếp đục ra một cái lỗ sâu hoắm với vô số vết nứt ở xung quanh trên mặt đất, vô số tảng đá lớn lăn xuống, lấp kín thân hình của Thái Hiên kia. Cảnh tượng này giống như Chu Nguyên bị Thái Hiên dùng một bàn tay đập bay vào trong lòng đất lúc trước. Nói chung là cảnh tượng này đã mang đến trùng kích mãnh liệt đối với thị giác của cường giả trong chư thiên. Dù sao, lúc trước ai cũng không ngờ, Thái Hiên luôn có biểu hiện gần như vô địch vậy mà cũng sẽ có thời điểm chật vật như vậy. Giờ khắc này, nhìn về phía thân hình cầm bút mà đứng thẳng bên trên hư không kia, ánh mắt của vô số cường giả trong chư thiên đều trở nên vô cùng nóng bỏng, cuồng nhiệt. Khi thân hình của Thái Hiên rơi xuống, đục một cái lỗ sâu hoắm ở trên mặt đất thì cảm xúc của những người trong đại quân bên phía chư thiên là rung động cùng với vui mừng khôn. Xiết mà bên phía thánh tộc thì ngược lại, bên trong giống như là đã có rối loạn bộc phát ra. Bọn họ có chút khó có thể tiếp nhận loại cục diện này. Dù sao, lúc trước Thái Hiên biểu hiện ra khí thế gần như vô địch, nghiền áp toàn bộ người trong chư thiên. Như thế nào chỉ trong chốc lát đã bị một tiểu tử lúc trước chỉ có tu vi là nguyên anh cảnh áp chế thành như vậy. Hừ, Thái Hiên này cũng là một đầu thương bằng sáp nến, nhìn trông ngon mà làm như mèo mửa. Lúc trước, hắn có thể uy phong như vậy chỉ là do không có gặp phải cọng rơm hơi cứng mà thôi. Chỉ với chút năng lực này của hắn thì làm sao đáng giá để chúng ta trả giá như thế. Đến lúc này, những cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm bên phía thánh tộc kia cũng không nhịn được hừ lạnh lên tiếng, tỏ ra cực kỳ bất mãn. Dù sao, trong cuộc chiến Thạch Long bí cảnh lần này, bọn họ cơ hồ hoàn toàn là trở thành lá xanh tôn lên sự nổi bật của Thái Hiên, nhưng đây thực ra là do ý chỉ của các vị thánh giả, bọn họ cũng không dám cãi lời, cho nên chỉ có thể nghe theo. Mà lúc trước Thái Hiên dốc hết sức quét ngang toàn bộ chư thiên, tự nhiên là không có người nào dám nói câu oán hận, nhưng hôm nay khi đối phương rơi vào hoàn cảnh xấu, những cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm bên phía thánh tộc kia tự nhiên sẽ bắt đầu cảm giác loại hành vi hợp lực trở thành đá, đặt chân của Thái Hiên là không có lợi nhất rồi. Được rồi, tất cả đều đừng nói nhảm nữa. Hiện tại, cục diện đã đến một bước này, nói cái gì đều vô dụng, các ngươi cũng đừng ở chỗ này nâng khí thế của người khác mà làm giảm uy phong của bên ta. Tuy rằng tên tiểu tử kia cũng không đơn giản, nhưng các ngươi thực sự cho rằng Thái Hiên dễ đối phó như vậy hay sao? Mà cho dù các ngươi không tin hắn, cũng nên tin tưởng ánh mắt của các vị thánh giả chứ. Chỉ có điều những cường giả đỉnh tiêm này cũng không tiếp tục nói mấy câu oán hận trong bao lâu thì đã có người tỉnh táo bắt đầu quát bảo ngưng lại. Phần đông cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm của thánh tộc im lặng, tâm tình tiêu cực cũng theo thời gian dần trôi qua mà dần bình thường trở lại. Kỳ thật bọn họ nói những lời oán giận kia chủ yếu là do khó chịu bởi vì sự nổi bật trong lần Thạch Long bí cảnh này đều bị Thái Hiên chiếm hết, đồng thời cũng ghen ghét tại sao Thái Hiên lại được các vị thánh giả chọn trúng, đưa cơ duyên này cho đối phương. Nếu như lần này Thái Hiên thật sự có thể luyện hóa toàn bộ người trong đại quân của chư thiên thì e rằng có thể mượn cơ hội này để trở thành một vị thánh giả mới của thánh tộc. Từ nay về sau, địa vị sẽ vượt xa bọn họ, khác biệt của hai bên sẽ giống như là ngày và đêm. Ở trên thế gian này, nhập thánh vẫn luôn là mục tiêu cuối cùng mà tất cả sinh linh mong ước. Chỉ có điều tuy rằng ghen ghét Thái Hiên chiếm được cơ duyên, nhưng cục diện hiện tại là như thế nào, bọn họ cũng minh bạch. Thắng bại của trận Thạch Long bí cảnh này đã hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả của trận chiến giữa Thái Hiên cùng Chu Nguyên kia. Cho nên vì đại cục, bọn họ tự nhiên là hy vọng Thái Hiên có thể trấn áp người sau, từ đó tăng cường uy danh của thánh tộc, khiến cho người trong chư thiên không ngẩng đầu được. Chu Nguyên đứng lơ lửng giữa hư không, nhìn qua cái hố cực lớn giống như là vực sâu ở phía dưới kia, trong đó là một mảnh tối đen, không biết sâu bao nhiêu, từ đó có thể thấy được đòn phản kích lúc trước của hắn là lăng lệ ác liệt đến mức nào. Hắn liếc qua ngòi bút của Thiên Nguyên bút, vào lúc này liên ấn màu vàng ở chỗ đó đã triệt để tiêu tán. Dù sao thì hắn cũng không phải là thánh giả thực sự, lần này chủ yếu là dựa vào sự huyền diệu của cửu phẩm càn khôn thánh long khí mới có thể miễn cưỡng hình thành một liên ấn, phỏng chế. Chỉ có điều uy lực của thánh nguyên binh có liên ấn gia trì đích thật là đã khiến cho Chu Nguyên phải kinh hãi. Đây mới là một loại sức mạnh cao cấp nhất thế gian này. Người trực diện chịu một đòn công kích này là Thái Hiên có lẽ cũng không có cảm thấy được tốt cho lắm.
Chỉ có điều Chu Nguyên cũng minh bạch, loại công kích này có thể làm Thái Hiên bị thương mà thôi, còn muốn giết chết y thì chỉ sợ vẫn còn có chút khó có thể làm được. Rầm rầm. Mà trong khi Chu Nguyên còn đang suy nghĩ những chuyện này thì mặt đất ở phía dưới kia đột nhiên chấn động kịch liệt. Ngay sau đó có tiếng nước chảy rầm rầm xuất hiện, rồi tất cả mọi người cùng nhìn thấy từ bên trong cái hố sâu kia lại là có thêm một luồng nguyên khí hóa thành biển cả có màu đỏ, giống như là máu tươi phun trào ra, trông từ đằng xa thì tựa như là một con rồng máu đang uốn lượn gào thét. Sát khí trùng thiên, hai mắt của Chu Nguyên nhíu lại, ánh mắt của hắn xuyên thấu luồng nguyên khí đỏ như máu tươi kia nhìn thẳng vào thân hình đang ngửa mặt ở bên trong đó. Lúc Thái Hiên này kia nhắm chặt mắt, mái tóc vốn là có màu trắng giờ đã triệt để hóa thành máu đỏ tươi, thân hình của hắn tựa như là đã dung làm một thể với máu tươi, cảnh tượng kia làm cho người ta có cảm giác sợ hãi khó nói. Ào ào, vào lúc này, giống như là đã nhận ra ánh mắt của Chu Nguyên đang nhìn chằm chằm, đôi mắt đang nhắm chặt của Thái Hiên đột nhiên mở ra, trong đó chỉ có một màu đỏ tươi, thậm chí ngay cả con ngươi đều không nhìn thấy nữa. Sát khí cùng sự hung hãn ẩn chứa ở bên trong đó làm cho Thái Hiên lúc này tựa như là một con huyết ma xuất hiện chỉ với một mục tiêu là hủy diệt thế giới. Mà ở phía sau Thái Hiên, mặt biển do nguyên khí biến thành kia cũng dậy sóng, chỉ thấy được có vòng xoáy khổng lồ thành hình, vòng xoáy có tổng cộng 9 cái, từ bên trong đó có ánh sáng màu đỏ tươi phóng lên trời. Bên trong ánh sáng màu đỏ tươi giống như là có thêm 9 miếng huyết ấn nhanh chóng phóng to. Mà sau khi 9 miếng huyết ấn này xuất hiện thì thân hình của Thái Hiên kia cũng theo thời gian dần trôi qua mà dần gầy gò, héo rũ. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt của tất cả cường giả trong chư thiên đều xuất hiện biểu cảm sợ hãi, ai nấy đều thấy được Thái Hiên này chuẩn bị thi triển sát chiêu rồi, mà người bên phía thánh tộc thì là mặt lộ biểu cảm vui mừng. Đây là huyết ngục cửu ấn. Đây chính là siêu cấp thánh nguyên thuật đỉnh tiêm của thánh tộc ta. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người không phải thánh giả lại có thể thi triển ra chính ấn nguyên vẹn. Không hổ là Thái Hiên, lúc này mới đúng, phải để cho chủng tộc hạ đẳng, ti tiện kia biết được, bất luận hắn phản kháng như thế nào đều không thể rung chuyển chiến thắng của thánh tộc ta. Chiêu này vừa ra, thắng bại tất phân. Những cường giả đỉnh tiêm này đều thở vào một hơi như trút được gánh nặng. Xem ra lúc trước bị Chu Nguyên chiếm thế thượng phong đã triệt để chọc giận Thái Hiên, cho nên lúc này hắn không hề giữ lại thực lực nữa. Thánh nguyên thuật có uy lực mạnh như thế được thi triển ra lại phối hợp thêm với tu vi kinh khủng của Thái Hiên kia thì đủ để diệt hết mọi địch thủ. Nhìn qua chín miếng huyết ấn màu đỏ tươi xuất hiện bên trong mấy vòng xoáy kia, sắc mặt của Chu Nguyên cũng trở nên ngưng trọng hơn. Bởi vì ở trong cảm nhận của hắn, khí tức phát ra từ bên trong chín miếng huyết ấn kia hoàn toàn chính xác là có tính chất hủy diệt, mặc dù là hắn đều cảm giác được sự nguy hiểm. Siêu cấp thánh nguyên thuật. Rốt cục bị buộc đến một bước này hay sao? Ánh mắt của Chu Nguyên trở nên thâm thúy. Hắn biết rõ, trong trận chiến ở loại cấp độ này hai bên hoàn toàn không có cơ hội nhường nhau, chỉ cần lui lại là nhuệ khí sẽ yếu bớt, khó có thể xoay người. Vào lúc này, từ bên trong vòng xoáy, chín miếng huyết ấn đột nhiên bắn ra, cuối cùng va chạm, giao hòa ở bên trên hư không kia. Chín ấn hợp nhất, ở nơi chín miếng huyết ấn va chạm, ánh sáng màu đỏ tươi bùng nổ, tạo thành một tòa vô gian huyết ngục. Ở bên trong đó, biển máu cuồn cuộn, sát khí hùng hồn. Mọi người chỉ thấy được Thái Hiên với mái tóc dài đã hóa thành màu đỏ như máu đạp sóng đứng thẳng, thân hình của hắn so với lúc trước đã gầy gò hơn rất nhiều, làn da trắng như tờ giấy trống chẳng khác gì một con quỷ đói, nhưng một đôi mắt có màu đỏ tươi giống như muốn nhỏ máu lại tản ra sát khí còn đáng sợ hơn so với lúc trước rất nhiều. Ánh mắt lạnh lùng của hắn tập trung nhìn thẳng vào Chu Nguyên và hắn cũng không nói nhảm thêm lời nào, chỉ là hai tay khẽ nhấc lên, huyết ngục cửu ấn, ngục trấn cửu thiên. Sau khi giọng nói trầm thấp của hắn vừa dứt thì mọi người lập tức thấy được vô gian huyết ngục do chính ấn kia biến thành đã trực tiếp là rung thân đụng nát không gian và xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu Chu Nguyên. Khi huyết ngục kia xuất hiện, toàn bộ không gian giống như là đã bị phong ấn, sau đó nó lại tiếp tục ầm ầm trấn áp xuống tới. Vào lúc này, dường như là toàn bộ thiên địa đều biến thành màu đỏ, có mùi máu tanh khuếch tán. Ở bên trong vô gian huyết ngục kia giống như truyền ra hàng tỷ tiếng gào thét thống khổ. Khi những tiếng gào thét kia truyền ra, người của hai bên đội ngũ đều chịu ảnh hưởng, mặc dù là cường giả pháp vực cảnh cũng không ngoại lệ, trên mặt tất cả đều hiện lên biểu cảm thống khổ, thần hồn run rẩy dữ dội thậm chí có dấu hiệu nát bấy. Chỉ có điều may mắn là bọn họ chung quy chỉ bị dư ba ảnh hưởng đến, cho nên khi bọn họ dốc sức vận chuyển nguyên khí thì có thể dễ dàng áp chế loại cảm giác thần hồn nghiền nát này xuống dưới. Trên mặt của cường giả bên phía chư thiên đều lộ biểu cảm lo lắng. Mặc dù là ở xa như vậy mà bọn họ vẫn như trước có thể cảm giác được lần phản công này của Thái Hiên là kinh khủng cỡ nào. Hiển nhiên là Thái Hiên quyết định dùng chiêu huyết ngục cửu ấn, ngục trấn cửu thiên này để phân định thắng bại của cuộc quyết đấu này rồi. Cũng không biết, Chu Nguyên có thể chống đỡ được hay không. Mà ở trong ánh mắt lo lắng kia của mọi người,
sắc mặt của Chu Nguyên cũng trở nên ngưng trọng, nhìn qua vô gian huyết ngục tựa như là vô biên vô hạn, đang trấn áp xuống tới kia, Chu Nguyên biết một khi bản thân thực sự bị trấn áp thì e rằng tử vong đều một chuyện xa xỉ, nhiều năm chiến đấu, liều mạng như vậy, Chu Nguyên ta nào đã từng sợ ai, trong mắt của Chu Nguyên có biểu cảm lăng lệ ác liệt hiện lên, chỉ bằng một phế vật dựa vào ngoại lực cưỡng ép tăng thực lực lên cũng xứng trấn áp hắn hay sao? Đừng có mà mơ, Chu Nguyên nâng bàn tay lên, trong lòng bàn tay có một chiếc hồ lô sáng lấp lóe như ẩn như hiện, vô gian huyết ngục lăng không trấn áp xuống, phong bế toàn bộ những con đường có thể lui lại, làm cho người ta không còn chỗ nào để trốn chạy, mà khác với biểu cảm sợ hãi, lo lắng của mọi người, Chu Nguyên lại tỏ ra khá bình tĩnh, chỉ thấy khẽ nhấc bàn tay lên, hồ lô sáng lấp lóe như ẩn như hiện, cuối cùng triệt để biến thành thực chất, nhìn thấy một vật từ hư ảo biến thành thực chất, tất cả mọi người đều tỏ rõ sự ngạc nhiên. Còn biểu cảm trên khuôn mặt của Chu Nguyên lại vẫn không có gì thay đổi, hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào thất thải lưu ly hồ lô ở trong tay. Sau một khắc, nguyên khí cửu phẩm từ trong cơ thể ào ào truyền vào trong hồ lô. Lúc trước hắn đã từng vận dụng thất thải lưu ly hồ lô một lần nên đương nhiên là hiểu rõ quy trình thực hiện, lần đó hắn gần như tiêu hao toàn bộ nguyên khí bổn nguyên của ngân ảnh mới có thể thúc giục thất thải lưu ly hồ lô, khiến cho ngân ảnh giờ vẫn không thể khôi phục. Nhưng với thực lực hiện nay của hắn thì hiển nhiên là đã có thể tự mình thúc giục thất thải lưu ly hồ lô mà không cần ngoại vật giúp đỡ nữa. Nguyên khí cửu phẩm cùng tu vi pháp vực cảnh đột phá từ nguyên anh cảnh cực hạn đủ để thi triển ra siêu cấp thánh nguyên thuật rồi. Cũng có thể nói, đến tận bây giờ, Chu Nguyên mới có thể triệt để hiển hóa uy năng của siêu cấp thánh nguyên thuật. Mà sau khi luồng nguyên khí mênh mông kia của Chu Nguyên dũng mãnh truyền vào, mặt ngoài của thất thải lưu ly hồ lô kia lập tức sáng lên, chói mắt nhưng chỉ sau chốc lát thì lại dần trở nên nội liễm. Từ xa nhìn lại, tựa hồ khí thế lại không có mạnh như vừa rồi vậy, nhưng chỉ có mấy vị cường giả pháp vực đệ tam cảnh ở đây mới có thể mơ hồ cảm giác được khí tức nguy hiểm mà thất thải lưu ly hồ lô kia phát ra chấn động, đã đáng sợ đến mức khó có thể nói rõ, thậm chí bọn họ chỉ là đứng nhìn từ xa xa nhưng đã có một loại cảm giác sởn hết cả gai ốc, tai vạ đến nơi, cái loại cảm giác này tựa như là chỉ cần bị hồ lô kia tập trung, như vậy kết cục bọn họ nên đón tất nhiên sẽ là tử vong. Ở trong ánh mắt chăm chú của mọi người, chỗ miệng hồ lô chợt có một luồng huyền khí bay lên, uốn lượn và nhanh chóng tạo thành một con thoi nhỏ bảy màu. Con thoi này chỉ có kích thước khoảng hơn một tấc, có điều chỉ với diện tích một tấc vuông kia lại tựa hồ như là có khắc vô số đường vân cổ xưa. Những đường vân kia giống như là sinh ra đời từ lúc thiên địa khai ích, mỗi một đường đều cổ xưa tối nghĩa đến mức làm cho người dốc hết sức mạnh thần hồn cũng khó có thể nhìn trộm. Lúc trước, khi Chu Nguyên thi triển bộ nguyên thuật này thì cũng chỉ có thể ngưng luyện một con thoi màu đỏ, mà hôm nay con thoi đã triệt để biến thành thực chất, màu sắc cũng từ đỏ biến thành bảy màu huyền diệu. Lúc này, nó tựa như là thần vật được sinh ra do tụ tập tinh hoa của thiên địa, có được sức mạnh phá thiên trảm thánh. Chỗ mũi con thoi có màu đỏ nhạt, nhìn như không có ý nghĩa gì nhưng lại ẩn chứa nhiệt độ cao đáng sợ đủ để đốt cháy địa vực mấy chục vạn dặm. Nhiệt độ này lại phối hợp thêm với sự sắc bén của con thoi giống như là có thể cắt đứt, đốt cháy toàn bộ thương khung. Ánh mắt của Chu Nguyên dừng lại ở phía trên con thoi bảy màu hội tụ toàn bộ sức mạnh của hắn hiện nay, sau đó hắn bình tĩnh búng tay, nhẹ nhàng bắn ra. Ông, thất thải lưu ly hồ lô khẽ rung lên, con thoi bảy màu nơi miệng hồ lô cũng phát ra âm thanh vui mừng, sóng âm chấn động kia vừa vang lên, hư không ở phụ cận lập tức xuất hiện từng vết rách, đó là bị sự sắc bén ẩn chứa trong sóng âm cắt ra. Đi thôi, sau khi Chu Nguyên thì thầm nói nhỏ một tiếng, con thoi bảy màu hơi lóe lên rồi lập tức hư không tiêu thất. Loại tốc độ kia nhanh như quỷ mị, làm cho trong lòng những cường giả pháp vực cảnh đều phát lạnh. Nếu như đòn đánh này mà nhắm vào bọn họ thì chỉ sợ ngay cả thời gian phản ứng bọn họ cũng không có, nói chung là chỉ có đứng yên và bị coi thoi này xuyên thủng người mà chết rồi. Bọn họ ngẩng đầu, chỉ thấy được một vệt sáng bảy màu bắn lên, đâm thẳng vào vô gian huyết ngục đang trấn áp xuống kia. Hình thể của hai bên có thể nói là chênh lệch quá lớn, một bên giống như là một ngọn núi cao ngất trời, mà một bên khác lại chỉ như là một vệt sáng bảy màu. Dựa theo hình thể thì trận chiến này hơi giống như là kiến càng lay cây, nhưng khi cả hai đụng nhau thì sóng nguyên khí đáng sợ ầm ầm bộc phát, một đợt lại một đợt rồi nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hơn nữa, thế rơi vô gian huyết ngục lại trực tiếp là bị ngăn cản. Cảm nhận được sóng nguyên khí đang khuếch tán, người trong đội ngũ của hai bên, kể cả pháp vực đệ tam cảnh đều bắt đầu cảm thấy áp lực, làn da mơ hồ có cảm giác đau đớn. Chiến đấu như thế quả thực làm cho người ta sợ hãi. Bên trên biển máu, sắc mặt của Thái Hiên lạnh như băng. Con ngươi màu đỏ tươi nhìn qua thân hình bên trên hư không ở phía đối diện, trên mặt hiện lên biểu cảm tức giận. Tiểu tử này thật đúng là một cục xương cứng, ngươi là trở ngại lớn nhất trên con đường thành thánh của ta. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi,
Trong mắt của Thái Hiên có lệ khí bốc lên rồi hắn đột nhiên khép hai lòng bàn tay vào nhau. Sau một khắc, thân thể của hắn lại càng thêm héo rũ, huyết khí mênh mông như biển bốc lên, cuối cùng dũng mãnh tràn vào trong thánh đồng ở giữa mi tâm của hắn. Thánh đồng càng ngày càng sáng ngời, mà thân hình của Thái Hiên giờ đã gần như là biến thành xương khô. Ở bên trong thánh đồng, tám ngôi sao chuyển động, giống như có một bức họa thành hình ở trong đó. Ở trong bức họa kia, có từng sợi sương mù màu đỏ sền sệt như máu tươi lượn lờ bay lên, sương khói kia vừa xuất hiện đã xuyên thấu hư không, nhanh chóng tiến vào bên trong vô gian huyết ngục. Trống, ngay sau đó, vô gian huyết ngục lập tức xuất hiện biến hóa, chỉ thấy được ở trong đó tựa như là xuất hiện vô số sinh linh. Những sinh linh này dường như là bị huyết ngục tra tấn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Việc đó đã khiến cho những sinh linh này sinh ra oán khí nồng đậm. Mượn nhờ oán khí, lực trấn áp của vô gian huyết ngục bộc phát ra đột nhiên tăng vọt, trong lúc nhất thời con thoi bảy màu có dấu hiệu bị áp chế. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cường giả bên phía chư thiên đều trầm xuống. Chu Nguyên cũng cảm ứng được sự biến hóa của vô gian huyết ngục này. Vừa nhìn là hắn đã biết được những sinh linh kia là do thần hồn ấn ký của những người bị Thái Hiên giết chết từ trước đến nay. Không ngờ cho dù người đã chết đối phương cũng vẫn không chịu buông tha mà còn tiếp tục tra tấn để tăng cường uy lực cho nguyên thuật của bản thân nữa. Thật sự là quá ác độc. Đối mặt với chuyện này, hắn cũng phải cảm thán, Thái Hiên này hoàn toàn chính xác khó giải quyết, không hổ là pháp vực cảnh mạnh nhất của thánh tộc. Chỉ có điều, hôm nay ngươi cũng không có phần thắng đâu. Chu Nguyên bình tĩnh nói, buồn cười. Chờ đến khi ta trấn áp ngươi vào trong vô gian huyết ngục, lúc đó ta muốn xem ngươi còn có thế mạnh miệng đến mức nào. Thái Hiên nghe răng cười, ánh mắt hiện rõ biểu lộ khinh thường. Chu Nguyên không có lại đáp lời, chỉ là ánh mắt dừng ở phía trên con thoi bảy màu, có tiếng thì thầm vang lên. Phá chướng, địa thánh, thiên tru, huyền vương. Chu Nguyên bình tĩnh thấp giọng nói, mà sau mỗi một từ được hắn nói ra, chỉ thấy được phía trên con thoi bảy màu kia lại là có thêm một đường thánh văn cổ xưa hiện ra đến, sau đó chậm rãi lưu chuyển dọc theo con thoi. Tứ thánh văn, chuyển hóa, bốn đường thánh văn vận chuyển, chỉ sau một cái chớp mắt, ánh sáng bảy màu bên trên con thoi dĩ nhiên là đang dần dần rút đi và biến thành một loại màu sắc xám cho giống như là hỗn độn. Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủn, con thoi bảy màu đã biến thành con thoi hỗn độn. Hơn nữa, sức mạnh ẩn chứa trên đó cũng ở trong một sát na cái kia xuất hiện biến hóa đặc thù nào đó. Mơ hồ có một loại sức mạnh chấn động làm cho thiên địa thương khung đều rung rẩy xuất hiện. Nhìn thấy cảnh tượng này, con ngươi của Thái Hiên lập tức co lại, bởi vì hắn cảm giác được, vào lúc này, sức mạnh bên trên con thoi kia đã tiếp cận với thánh giả rồi. Hắn làm sao có thể tụ tập được sức mạnh to lớn đến mức này? Cảm xúc trong nội tâm của Thái Hiên lúc này giống như là biển cả đang nổi sóng to gió lớn. Tuy rằng cái kia thực sự không phải là hình thái nguyên vẹn của thánh nguyên chính thức, nhưng bất kể như thế nào thì cũng đã có một phần uy năng của thánh nguyên rồi. Thậm chí có thể coi là thánh nguyên ở hình thức ban đầu, mà phải biết rằng, thánh nguyên là thứ mà chỉ thánh giả mới có. Trước thánh giả, trong cơ thể của người tu luyện vẫn chỉ là nguyên khí nhưng sau khi đột phá thánh giả, người tu luyện lại có thể kết nối với toàn bộ thế giới đến một mức độ sâu sắc hơn nữa, nhờ thế mới làm cho nguyên khí của bản thân bắt đầu lột xác. Ông, nhưng mà khi Thái Hiên còn đang kinh hãi thì con thoi hỗn độn kia đã bộc phát ra một tiếng réo rắc, âm thanh này ầm ầm vang vọng, nhanh chóng quanh quẩn từng nơi hẻo lánh trong Thạch Long bí cảnh. Đồng thời còn khiến cho vùng trời đất này xuất hiện sự cộng minh. Ngay sau đó lập tức có nguyên khí mênh mông bắt đầu khởi động, tạo thành gió lốc nguyên khí ở hư không phía trên chiến trường. Chỉ có điều lúc này đã không còn người nào chú ý đến dị tượng bực này, bởi vì khi con thoi hỗn độn kia lại lần nữa bắn ra, vô gian huyết ngục kia đã lập tức không chịu nổi gánh nặng, mọi người chỉ nghe thấy từng tiếng răng rắc rắc cùng với nhìn thấy từng vết rách xuất hiện ở phía trên đó. Sau đó, vết rách nhanh chóng lan tràn ra, chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, vết rách đã lan ra khắp mọi nơi, ngay sau đó, vô gian huyết ngục lập tức ầm ầm vỡ nát. Vào lúc này, vô số thần hồn ấn ký ẩn chứa trong đó cũng bị đều xóa bỏ. Phục, vô gian huyết ngục bị phá, Thái Hiên kia cũng bị ảnh hưởng đến, lúc này một búng máu tươi phun ra, trên khuôn mặt giống như là xương khô dần hiện ra biểu cảm kinh hãi gần chết cùng với oán độc. Vô gian huyết ngục kia chính là tâm huyết do hắn tích lũy nhiều năm mới biến thành, hôm nay bị Chu Nguyên phá vỡ, sau này muốn lại thi triển thì rất không có khả năng rồi. Chỉ có điều còn không đợi Thái Hiên phẫn nộ gào thét, trong lòng của hắn đột nhiên cảm thấy phát lạnh, sau đó cảm giác đến một vệt sáng xuyên qua hư không, nhanh chóng tập trung vào khí tức của hắn, vệt sáng kia dùng tốc độ nhanh chóng giống như là thuấn di, đột nhiên phá vỡ hư không bay tới. Giờ khắc này tóc gáy toàn thân của Thái Hiên dựng ngược lên, một loại khí tức tử vong rất nhiều năm cũng chưa từng thể nghiệm qua đột nhiên xông lên đầu. Trong khoảnh khắc sống chết này, thân hình của Thái Hiên nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc đó một thanh trường mâu đồng xanh dính máu loang lổ từ trong tay áo của hắn mãnh liệt bắn ra, đúng là thanh thánh nguyên binh kia.
Chỉ có điều Thái Hiên cũng không có cho rằng Thanh Thánh Nguyên Binh đã mất đi liên ấn gia trì này có thể cản lại con thoi hỗn độn kia, cho nên hắn quyết đoán cắn răng một cái, trực tiếp dẫn nổ Thánh Nguyên Binh đã theo hắn chinh chiến nhiều năm này. Quỳnh, trường mâu đồng xanh tự bạo, sức mạnh đáng sợ hình thành trực tiếp xông thẳng về vệt sáng màu xám tro kia. Hai luồng sức mạnh đập đến, tuy rằng vệt sáng màu xám tro vẫn có thể xuyên thấu vụ nổ này, chỉ có điều sức mạnh ở bên trên thì là đã trở nên mỏng manh hơn không ít. Mà sau đó vệt sáng màu xám tro này vẫn còn tiếp tục xuyên thấu không biết bao nhiêu tầng nguyên khí phòng ngự được Thái Hiên bố trí ở trước người thì mới rốt cục kiệt lực, cuối cùng phá thành mảnh nhỏ. Thái Hiên thấy thế, lúc này mới thở ra một hơi dài. Vào lúc này, toàn thân của hắn đã mồ hôi đầm đìa, chuyện này làm cho hắn cực kỳ tức giận, đã bao nhiêu năm rồi hắn không có chật vật như thế. Chu Nguyên, ánh mắt âm tàn của Thái Hiên nhìn về phía Chu Nguyên ở xa xa. Mà khi hắn sắp sửa nói ra những lời ngoan độc thì hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, một luồng khí lạnh khó nói lên lời từ trong lòng tuôn ra. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy từ bên trong những mảnh nhỏ của con thoi hỗn độn ở trước mắt đột nhiên có một mảnh vỡ kỳ dị mãnh liệt bắn ra. Mảnh vỡ kia mang theo ý cảnh cực kỳ cổ xưa, giống như là sinh cùng lúc với thiên địa, sức mạnh ẩn chứa trong đó tựa hồ còn muốn cổ xưa hơn mấy vị cổ thánh của thánh tộc bọn họ. Lúc này đây, tất cả những tầng phòng ngự ở trước người hắn đã không còn tiếp tục phát huy tác dụng, vì vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mảnh vỡ cổ xưa kia phá vỡ hư không bay tới, cuối cùng nhẹ nhàng linh hoạt xuyên thấu qua chỗ bộ ngực của hắn. Trong một sát na này, nguyên khí vốn đang bạo động trong thiên địa cũng tựa hồ là đã ngưng trệ. Khi mảnh vỡ cổ xưa kia xuyên qua lồng ngực của Thái Hiên thì nguyên khí cuồng bạo trong thiên địa đột ngột ngưng trệ xuống. Vào lúc này, biểu cảm trên mặt của Thái Hiên cũng cứng lại. Một lát sau, hắn mới giống như là vừa tỉnh cơn mơ, gian nan cúi đầu, chỉ thấy được phía trên chỗ lồng ngực của mình xuất hiện một miệng vết thương nho nhỏ. Miệng vết thương này nhỏ đến mức dùng tốc độ khôi phục của thân thể của hắn thì chỉ cần trong chớp mắt là có thể chữa trị. Nhưng tình huống chân thật lại không phải như thế. Bởi vì Thái Hiên có thể cảm giác được giờ phút này, có một luồng sức mạnh cổ xưa mà cường hoành đang tràn ngập ở khắp trong người. Hết thảy mọi thứ trong cơ thể bị luồng sức mạnh kia lướt qua đều đang dần dần hóa thành vô hình, giống như là bị xóa đi. Luồng sức mạnh cổ xưa mà cường hoành này vô cùng bá đạo. Lúc này đây, ở trong lòng của Thái Hiên cũng xuất hiện biểu cảm khủng hoảng, đòn tấn công kia của Chu Nguyên đích thật là cực kỳ cường đại, nhưng ở bên trong dự đoán của hắn, cho dù bản thân thật sự bị đánh trúng thì cũng chỉ là trọng thương mà thôi. Nhưng mà chính hắn cũng không nghĩ tới, ở bên trong đòn tấn công kia lại vẫn ẩn chứa một mảnh vỡ cổ quái, lực sát thương của mảnh vỡ kia đáng sợ hơn so với sự tưởng tượng của hắn quá nhiều. Thân hình giống như là xương khô kia của Thái Hiên thất tha thất thểu đi về phía trước. Hắn giơ hai tay lên che trên miệng vết thương trước ngực, ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó tin nhìn về phía Chu Nguyên, đó là cái gì? Chu Nguyên xuề bàn tay ra, có một mảnh vỡ cổ xưa hiện ra từ trong hư không, lơ lửng trên lòng bàn tay của hắn. Mảnh vỡ kia không biết là làm từ loại chất liệu nào, bên trên đó bị những đường vân nguyên thủy cổ xưa che kín, tựa như là biến thành từ lúc thiên địa sơ khai. Mảnh vỡ này đến từ chính Thương Huyền Thánh Ấn. Lúc trước, ở bên trong chỗ sâu nhất của quả cầu ánh sáng do bốn thánh văn hình thành là cất giấu vật ấy. Dĩ vãng Chu Nguyên không có cách nào để thúc giục nó, nhưng bây giờ, sau khi đột phá, khả năng khống chế bốn thánh văn hắn đã lại lần nữa tăng lên một cái bậc thang, nhờ thế mới có thể mượn sức mạnh của tứ thánh văn, thúc giục mảnh vỡ của Thương Huyền Thánh Ấn này, tặng cho Thái Hiên một đòn trí mạng. Mảnh vỡ của Thánh Ấn cực kỳ đặc thù, trong đó ẩn chứa sức mạnh của thiên vực Thương Huyền Thiên. Hôm nay, thân hình của Thái Hiên bị mảnh vỡ xuyên thủng. Với tu vi của hắn thì tất nhiên sẽ bị sức mạnh của thiên vực Thương Huyền Thiên ẩn chứa trong đó nhanh chóng ăn mòn. Chỉ có thể nói người này còn là quá khinh thường đòn tấn công của Chu Nguyên, chỉ sợ hắn cũng chưa từng nghĩ tới ở trong tay Chu Nguyên lại vẫn cất giấu một đại sát khí như thế. Xem ra ngươi không có cơ hội dùng ta giúp ngươi trèo lên thánh chi lộ rồi. Chu Nguyên thản nhiên nói, thân hình của Thái Hiên run rẩy, mơ hồ có vết rạn hiện ra ở phía trên làn da. Vào lúc này, biển máu dưới chân cũng bắt đầu nhanh chóng khô kiệt. Bất diệt huyết ma nguyên bản đang chiến đấu kịch liệt cùng cửu trảo thánh long kia cũng phát ra tiếng gầm gừ thống khổ, thân thể cao lớn đột nhiên vỡ nát, hóa thành máu tươi bắn tung tóe đầy đất. Mà vào lúc này, khi nhìn qua cảnh tượng đó, người trong đại quân hai bên đang quan sát cuộc chiến cũng đều trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới chuyển hướng xuất hiện đột nhiên như thế. Lúc trước rõ ràng là Thái Hiên thi triển ra huyết ngục cửu ấn lấy được thế thượng phong tuyệt đối, dựa theo suy nghĩ của cường giả bên phía thánh tộc. Lúc này Chu Nguyên hẳn là phải bị vô gian huyết ngục trấn áp, chịu đủ ngàn vạn tra tấn mới đúng, nhưng ai cũng không ngờ, kẻ thất bại vậy mà sẽ là người bọn họ gửi gắm kỳ vọng cao, Thái Hiên. Làm sao có thể? Sắc mặt của các cường giả thánh tộc kịch liệt biến đổi, bọn họ gầm lên, trong mắt chỉ có biểu cảm hoảng sợ cùng với phẫn nộ. Đặc biệt là những cường giả pháp vực đệ tam cảnh đỉnh phong kia,
sắc mặt của bọn họ quả thực giống như là đáy nồi vậy. Bọn họ có sắc mặt như vậy một phần là bọn họ phẫn nộ vì Thái Hiên thất thủ, một phần là sợ hãi cùng giật mình bởi thực lực của Chu Nguyên kia. Bọn họ không có cách nào để tưởng tượng, tại sao lại có người ở phía dưới thánh giả cảnh có thể đánh bại Thái Hiên ở trạng thái vô địch này. Thái Hiên thất bại, chuyện này hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà bất luận là rung động như thế nào, sự thật vẫn ngay ở trước mắt, thân hình cùng với pháp vực của Thái Hiên dần dần sụp đổ đều đang nói rõ hắn đã nhận lấy vết thương cực kỳ trí mạng. Mà ở bên phía chư thiên cũng không có tiếng hoan hô gì, ngược lại là còn yên tĩnh như tờ, bởi vì tất cả mọi người đều bị kết quả trước mắt làm cho chấn động đến mức khó nói lên lời. Bọn họ ngây ra nhìn qua bóng người trẻ tuổi bên trên hư không kia, dù sao lúc trước cho dù là Chu Nguyên hiện thân biểu hiện ra thực lực lại lần nữa tăng vọt, bọn họ cũng không có người thật sự cho rằng hắn có thể đánh bại Thái Hiên. Mong ước lớn nhất của bọn họ là hy vọng Chu Nguyên có thể chống đỡ Thái Hiên, tối thiểu nhất có thể làm cho hắn không thể giống như không kiên nể gì cả như lúc trước nữa. Nhưng ai cũng không ngờ, cuối cùng Chu Nguyên không chỉ có thể đánh bại Thái Hiên, hơn nữa còn có thể đánh cho người sau triệt để trọng thương. Thậm chí, hiện tại với bộ dáng này e rằng Thái Hiên kia đã sắp sửa chết rồi. Đây là kết cục làm cho người ta rung động đến mức nào. Rất nhiều cường giả pháp vực đệ tam cảnh đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều từ trong mắt đối phương nhìn ra biểu cảm kinh hãi cùng với kính sợ dần dần bay lên. Lúc trước, khi đối mặt với Chu Nguyên, không ít người trong bọn họ vẫn còn coi đối phương như một tiểu bối, hậu bối, nhưng bây giờ, bọn họ đã minh bạch, thanh niên không ngừng sáng tạo kỳ tích ở chư thiên trong những năm này đã triệt để siêu việt bọn họ rồi. Người này tương lai tất sẽ thành thánh. Đối mặt với nhân vật bậc này, kính sợ cũng không mất mặt. Vào lúc này, trong lòng của Hy Tinh cũng cực kỳ vui mừng. Nàng vẫn còn nhớ rõ, nhiều năm trước, khi lần đầu nhìn thấy Chu Nguyên xuất hiện tại Thiên Nguyên vực, khi đó người sau chỉ mới có tu vi là thần phủ cảnh, ở trong mắt của nàng, hắn thật sự là một tiểu tử trẻ trung vừa mới bước ra đời. Nhưng mà ai cũng không ngờ, người từng đã là mao đầu tiểu tử, hiện tại dĩ nhiên đặt chân đến một bước này. Ở giữa sân, chỉ có thân hình của Từ Bắc Diễn còn hơi run rẩy, ở chỗ sâu trong ánh mắt của hắn cất giấu sự đố kỵ, ghen ghét cùng với không cam lòng, đương nhiên còn có cả sợ hãi. Thực lực Chu Nguyên biểu hiện ra khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi, ngay cả loại quái vật như Thái Hiên đều bị đối phương đánh bại. Điều này chứng tỏ chênh lệch giữa hắn cùng với Chu Nguyên đã lớn đến mức khó có thể cân nhắc. Lúc trước, hắn ám toán Chu Nguyên, cũng không biết thằng này đến tột cùng có phát giác được hay không đây. Ánh mắt của Từ Bắc Diễn lấp lóe, hắn đã quyết định, đợi đến khi tranh đấu trong Thạch Long bí cảnh chấm dứt, hắn sẽ phải lập tức ly khai. Mặc kệ Chu Nguyên có phát giác được việc hắn ám toán lúc trước hay không thì hắn đều phải trốn đến chỗ ba vị sư tôn, nhờ bọn họ che chở. Mà sau lần này, hắn muốn hạ quyết tâm bế quan, chiến tranh với thánh tộc sắp tới. Nếu như hắn có thể thỉnh cầu ba vị sư tôn kiếm cho hắn một phần tổ long hồn tủy, e rằng còn có cơ hội trùng kích thánh giả. Mà đợi đến lúc hắn chính thức đột phá thánh giả, khi đó dĩ nhiên là không cần lại lo lắng Chu Nguyên trả thù. Hơn nữa, ai lại nói được rõ ràng chuyện tương lai, Chu Nguyên này liên tục làm hỏng không biết bao nhiêu chuyện tốt của thánh tộc, danh tiếng đang cực thịnh, chắc chắn là đang bị thánh tộc nhìn chằm chằm vào, không chừng ngày nào đó sẽ chính thức bị ám sát, hủy diệt, mà khi đó, hắn mới là người cười đến cuối cùng. Trong nội tâm xẹt qua những ý nghĩ này, sự kinh hoảng ở trong lòng Từ Bắc Diễn cũng theo thời gian dần trôi qua mà được dần áp chế xuống, ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm vào thân hình của Chu Nguyên ở xa xa. Đối mặt với ánh mắt kính sợ, phẫn nộ của mọi người, Chu Nguyên ngược lại là cũng không để ý tới, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào thân thể cùng pháp vực đều đang dần dần vỡ nát của Thái Hiên rồi chậm rãi nói, lúc này, nếu như ngươi rời khỏi Thạch Long bí cảnh, nhờ thánh giả của thánh tộc các ngươi ra tay, khả năng còn cứu được. Hắn cũng không phải là nỗi lòng từ bi, chỉ là hắn cũng minh bạch, mặc dù lúc này, Thái Hiên bị trọng thương, nhưng đến loại cấp độ này, đòn phản công lúc cuối cùng đều cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần bức Thái Hiên này rời đi, Thạch Long bí cảnh sẽ rơi vào trong tay chư thiên bọn họ, nhiệm vụ lần này cũng có thể coi là triệt để viên mãn rồi. Thái Hiên cảm ứng đến tình huống trong cơ thể của bản thân, trên khuôn mặt giống như là xương khô kia đột nhiên hiện ra biểu cảm vui vẻ làm cho người ta cảm thấy bất an. Chu Nguyên, cảm giác của ngươi thật sự là quá đáng sợ đấy. Hắn nhìn qua Chu Nguyên, hít một tiếng, thật không nghĩ tới, Thái Hiên ta vậy mà cũng sẽ có ngày hôm nay. Có lẽ lúc trước lúc bị ngươi đánh bại, tâm tình của già đồ hẳn là cũng như vậy. Nói thật nhé. Ta cảm giác ngươi chính là hy vọng của chư thiên, trong tương lai, ngươi sẽ là người mang đến cho thánh tộc ta phiền toái thật lớn. Chợt, hắn gằn giọng, nói ra từng chữ, chính vì thế cho nên. Chu Nguyên, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Thái Hiên vừa dứt lời, tất cả mọi người đã nhìn thấy thân hình của hắn dần dần vỡ vụn, hư hóa, từng bước từ bàn chân lan tràn lên trên, cuối cùng trong chớp mắt đã qua toàn thân. Mấy giây sau,
thân thể của Thái Hiên triệt triệt để biến mất rồi, giống như là bị lau đi, không còn tồn tại bất cứ dấu vết gì ở trên thế gian này nữa. Mà rõ ràng Thái Hiên đã triệt để vẫn lạc, nhưng vào lúc này sắc mặt của Chu Nguyên lại đột nhiên biến hóa. Bởi vì khi thân thể của Thái Hiên hoàn toàn biến mất thì lại vẫn còn có một viên thánh đồng lẳng lặng trôi nổi ở chỗ hắn vừa biến mất. Phía trên thánh đồng có những tia sáng quỷ dị lóe lên, giống như là toàn bộ thân thể của Thái Hiên không hề biến mất mà đều đã biến thành chất dinh dưỡng đầu nhập vào trong đó. Mà chuyện làm cho sắc mặt của Chu Nguyên đột nhiên âm trầm xuống chính là ở bên trong thánh đồng vốn chỉ có 8 điểm sáng nhưng hiện tại đã có thêm một điểm sáng ngưng tụ, thời gian dần trôi qua. Biến thành ngôi sao thứ 9, đó là Cửu Tinh Thánh Đồng. Khi thân thể Thái Hiên biến mất, lưu lại một viên thánh đồng lẻ loi trơ trọi giữa không trung thì bất luận là cường giả trong thánh tộc hay là chư thiên, sắc mặt của tất cả đều kịch liệt biến đổi, mà phản ứng bên phía thánh tộc là lớn nhất, bởi vì bọn họ rõ ràng nhất hành động này của Thái Hiên đại biểu cho điều gì, đó là hắn hiến tế thân thể, thần hồn của bản thân để thôi động thánh đồng đến cực hạn, đây là một loại biện pháp liều mạng. Hiển nhiên, cục diện hiện tại đã dùng Thái Hiên đến tuyệt cảnh, nếu như hắn không áp dụng loại thủ đoạn cực đoan này, chỉ sợ người thua trong trận đấu pháp ngày hôm nay có lẽ sẽ là hắn. Đến lúc đó không chỉ có tính mạng của bản thân hắn khó bảo toàn mà sẽ còn ảnh hưởng đến kế hoạch lớn của thánh tộc. Đến lúc đó các vị thánh giả của thánh tộc sẽ không dễ dàng buông tha hắn, cho nên thay vì lùi bước rồi chịu trừng phạt như thế, còn không bằng liều mạng đánh cược một lần. Tuy rằng Thái Hiên đã hiến tế thân thể, thần hồn nhưng vẫn như trước sẽ có một đám ấn ký của hắn ở bên trong thánh đồng kia, nếu như cuối cùng hắn có thể giết chết Chu Nguyên, giúp thánh tộc chiếm lấy Thạch Long bí cảnh. Đến lúc đó, mượn nhờ công lao này ắt hẳn sẽ có cổ thánh trong tộc ra tay giữ lại một đường sống, giúp hắn phục sinh. Cho nên đối với chọn lựa này của Thái Hiên, bọn họ cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Chỉ là trong ánh mắt của bọn họ khi nhìn về phía Chu Nguyên vẫn khó tránh khỏi là có chút phức tạp, biểu cảm khinh miệt từ trên cao nhìn xuống lúc đối mặt với những người khác trong chư thiên đã tiêu tán rất nhiều. Bất luận bọn họ cao ngạo như thế nào thì thực lực mà người sau biểu hiện ra đủ để khiến cho bọn họ không thể không thừa nhận hắn. Dù sao, ngay cả pháp vực cảnh mạnh nhất thánh tộc bọn họ đều bị Chu Nguyên dồn đến loại tuyệt cảnh này. Chỉ có điều, tất cả chuyện này cũng muốn dừng ở đây rồi. Vào lúc này, sắc mặt của những cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm bên phía thánh tộc kia cũng có chút ngưng trọng. Thân là thánh tộc, bọn họ rõ ràng nhất khi thánh đồng tiến hóa đến Cửu Tinh thánh đồng là đáng sợ bực nào. Mặc dù Thái Hiên đây là mượn lực bên ngoài để cưỡng ép tiến hóa, nhưng nhìn khắp trong thánh tộc, Cửu Tinh thánh đồng đó là đặc trưng của thánh giả. Dùng sức mạnh của thánh giả đủ để quét ngang hết thảy. Bên trên hư không, vào lúc này, sắc mặt của Chu Nguyên cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm vào một Cửu Tinh thánh đồng kia, biểu cảm trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, chấn động nguy hiểm như có như không phát ra từ trong đó kia làm cho hắn cảm thấy khí tức tử vong. Thái Hiên này hoàn toàn chính xác không phụ danh hiệu là pháp vực cảnh mạnh nhất của thánh tộc, thủ đoạn quả thực là tầng tầng lớp lớp, làm cho người ta không dám có chút buông lỏng. Con người lẻ loi trơ trọi còn mang theo tơ máu ở trong Cửu Tinh thánh đồng chuyển động, nhanh chóng tập trung vào Chu Nguyên. Trong đó giống như là có thêm một loại ánh mắt chê cười xuất hiện, mơ hồ, hình như có một giọng nói giống như là tử thần lẩm bẩm truyền ra, Chu Nguyên, ngươi nhất định phải chết. Từ bên trong Cửu Tinh thánh đồng có từng luồng khí có màu đỏ tươi như máu bay lên, tụ thành một đám mây màu máu mà một viên thánh đồng kia thì cũng bắt đầu theo thời gian dần trôi qua mà dần trở nên ảm đạm. Nhìn qua đám mây màu máu đang bay lên không trung kia, sắc mặt của Chu Nguyên càng thêm ngưng trọng. Bởi vì từ trong đó hắn cảm thấy được sự nguy hiểm không thể đo đếm. Vì vậy hắn không chút do dự thúc dục nguyên khí, liên tiếp thi triển ra mấy loại nguyên thuật, đánh thẳng về phía đám mây màu máu kia. Phục, nhưng mà đòn công quy mô như thế lại không có khiến cho đám mây kia có nửa điểm gợn sóng, giống như là cục đá vùi đầu vào lỗ đen không đáy. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.